Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 2321, lăn ra đây chịu chết. Từ mê chi bên trong không gian sau khi đi ra, Diệp Thần Phong cũng không biết mình cụ thể vị trí, hắn hiện tại muốn mau chóng trở về Thiên Nguyên cổ thành. Đang tùy ý xác định một cái phương vị sau đó hắn liền hướng về phương vị này đạp không mà đi rồi, hắn hiện tại trước hết muốn tìm cái nơi có người, yếu biết mình bây giờ đại thể ở nơi nào mới có thể. Tại đạp không mà được rồi ước chừng sau 5 tiếng. Tại Diệp Thần Phong trong tầm mắt rốt cục xuất hiện một tòa thành trì, đã rơi vào cửa thành sau đó chỉ thấy tường thành trung gian trên cùng có khắc ba chữ lớn Khải Thiên Thành. Không ngừng có thần thái vội vã người tu luyện từ trong cửa thành đi ra. Lại đi tiến tòa này người tu luyện thành trì sau. Trên đường phố là vội vã người tu luyện, nhưng đại đa số thực lực của người tu luyện cũng không cao, cơ bản tại thiên thần cảnh bên dưới. Diệp Thần Phong hiện tại nhất định muốn lợi dụng một cái cỡ lớn truyền tống trận, như vậy hắn mới có thể trong thời gian ngắn nhất trở về Thiên Nguyên cổ thành. Nếu như chính hắn cấu tạo một cái cỡ lớn truyền tống trận, đây là so sánh tốn thời gian, nơi này khoảng cách Thiên Nguyên cổ thành tuyệt đối sẽ không gần. Muốn cấu tạo một cái vững chắc cỡ lớn truyền tống trận, khả năng yêu cầu 2 đến khoảng 3 ngày thời gian. Nhanh nhất chính là mượn người tu luyện trong thành trì truyền tống trận truyền tống. Khi tiến vào Khải Thiên Thành sau đó Diệp Thần Phong tùy ý lôi một cái người tu luyện, hỏi rõ tòa này người tu luyện thành trì tình huống. Từ người tu luyện này trong miệng biết được, Khải Thiên Thành chỉ là một tòa mô hình nhỏ người tu luyện thành trì mà thôi, ở nơi này không có gì cỡ lớn truyền tống trận. Hơn nữa Khải Thiên Thành vị trí, nằm ở Trung Châu hẻo lánh khu vực, nơi này khoảng cách Thiên Nguyên cổ thành cực kỳ xa xôi. Hơn nữa khoảng cách Khải Thiên Thành gần nhất một tòa cỡ lớn người tu luyện thành trì, sợ rằng cũng phải liên tục chạy đi chừng 5 ngày thời gian mới có thể đến, chỉ có cỡ lớn người tu luyện trong thành trì mới có cỡ lớn truyền tống trận. Bất quá, tại Khải Thiên Thành trong phủ thành chủ, ngược lại là có tư nhân tiểu hình truyền tống trận. Tuy nói tiểu hình truyền tống trận không cách nào trực tiếp truyền tống đến Thiên Nguyên cổ thành, nhưng truyền tống đến gần nhất tòa kia cỡ lớn người tu luyện thành trì vẫn là có thể. Lại dựa vào cỡ lớn người tu luyện trong thành trì cỡ lớn truyền tống trận, Diệp Thần Phong là có thể trực tiếp truyền tống đến Thiên Nguyên cổ thành chu vi rồi. Đây là bây giờ trở về Thiên Nguyên cổ thành biện pháp nhanh nhất. Tại Diệp Thần Phong đã được biết đến phủ thành chủ phương vị, muốn lập tức hướng về phủ thành chủ chạy đi thời điểm. Tên kia hảo tâm cho Diệp Thần Phong giải thích người tu luyện, hắn tiếp tục nói, tiểu huynh đệ, ta xem ngươi vẫn là không muốn đi phủ thành chủ tốt. Bây giờ Trung Châu dung chuyển cực kỳ, rất nhiều cường giả đều chạy đi Thiên Nguyên cổ thành phụ cận tham gia náo nhiệt, lần này Tiêu Giao Cung, Thiên Kiếm Tông cùng Kim gia bọn hắn e sợ thế tất yếu đem Thiên Nguyên cổ thành cho bình định rồi. Tại như thế dung chuyển thế cuộc dưới, mỗi một tòa người tu luyện trong thành trì đều không bình tĩnh. Đặc biệt là chúng ta như vậy khá là xa xa người tu luyện thành trì. Thống trị Khải Thiên Thành trong phủ thành chủ lão tổ, cũng chỉ là thiên thần cảnh 7 tầng trung kỳ thực lực. Liền ở ngày hôm qua, nghe nói trong phủ thành chủ đến rồi 2 tên ma tu, nghe nói cái kia 2 tên ma tu năm đó cùng phủ thành chủ lão tổ có quan hệ, bây giờ cái kia 2 tên ma tu toàn bộ đột phá đến thần vương cảnh sơ kỳ rồi, bọn hắn thừa dịp xuất hiện ở Trung Châu dung chuyển thời khắc. Bọn hắn khống chế Khải Thiên Thành phủ thành chủ. Từ hôm qua đến bây giờ phủ thành chủ một mực bế cửa không mở, không người nào dám đi phủ thành chủ tìm tòi hư thực, rất nhiều Khải Thiên Thành người tu luyện, bọn hắn cũng chuẩn bị trước tiên tạm thời rời đi nơi này rồi. Ta cũng phải rời đi trước một đoạn thời gian. Diệp Thần Phong ngược lại là vừa vặn đã hỏi tới một tên so sánh nhiệt tình người tu luyện này tự cấp Diệp Thần Phong giải sau khi nói xong, hắn liền hướng cửa thành phương hướng đi đến. Diệp Thần Phong cũng mặc kệ trong phủ thành chủ có những gì thần vương cảnh sơ kỳ ma tu, hắn hiện tại chỉ muốn phải mau sớm trở về Thiên Nguyên cổ thành, thân ảnh của hắn vẫn là hướng về phủ thành chủ lao đi rồi. Tại Diệp Thần Phong không ngừng tới gần Khải Thiên Thành phủ thành chủ lúc. Phủ thành chủ đại môn đóng chặt. Tại trong phủ thành chủ nằm đầy từng bộ thi thể. Phủ thành chủ bên trong đại sảnh. Hai tên mặt mũi nhăn nheo áo bào đen lão giả. Bọn hắn ngồi ở đại sảnh trên ghế. Cái này hai tên trên người lão giả ma khí uy nghiêm đáng sợ, bọn hắn chính là khống chế phủ thành chủ ma tu rồi, bọn họ là hai huynh đệ, thực lực toàn bộ khóa nhập thần vương cảnh sơ kỳ, ca ca gọi Ô Như Ý nói. Đệ đệ gọi Ô Như Ý Mộc. Ngoại trừ cái này hai tên lão đầu ở ngoài,
ở bên trong đại sảnh còn có ba cái người sống. Chỉ thấy một người mặc áo trắng lão đầu và một người trung niên thân thể nam nhân không cách nào nhúc nhích nằm ở trên mặt đất, hai người bọn họ hoàn toàn là mất đi chiến đấu lực, áo trắng lão đầu chính là phủ thành chủ lão tổ Phan Thạch Học. Thực lực tại thiên thần cảnh 7 tầng trung kỳ, khác một người trung niên nam nhân chính là phủ thành chủ Phan Chí Nghĩa, thực lực tại thiên thần cảnh tầng 3 hậu kỳ. Cực kỳ có một tên người sống, chính là một gã dáng dấp tú lệ nữ tử, trên người nàng nhiều chỗ huyệt vị bị phong bế rồi, người đồng dạng là không cách nào nhúc nhích mảy may, nàng là Phan Chí Nghĩa con gái Phan Tư Tư. Thực lực tại linh thần cảnh 1 tầng. Bây giờ phủ thành chủ người sống, chỉ có 3 người bọn hắn rồi. Bên trong đại sảnh trên mặt đất nằm đầy từng bộ nữ tử thi thể, những thi thể này toàn bộ không có mặc quần áo, tử vong biểu lộ thật giống vô cùng thống khổ. Ô Như Ý giảng hòa Ô Như Ý mục hai cái này lão đầu, bọn hắn công pháp tu luyện, có thể hấp thu thân thể nữ nhân bên trong tinh hoa sinh mệnh, dùng này đến mạnh mẽ thực lực của mình, hơn nữa hấp thu tinh hoa sinh mệnh, là muốn thông qua loại kia chuyện nam nữ. Bây giờ trong phủ thành chủ ngoại trừ Phan Tư Tư bên ngoài, chỗ có nữ nhân toàn bộ được hai cái này lão đầu cho hấp thu một lần. Mất đi chiến đấu lực Phan Thạch Học cùng Phan Chí Nghĩa, hai người bọn họ lửa giận lao nhanh, nhưng bọn họ hiện tại liền từ mặt đất đứng lên đều làm không đến. Bọn hắn nhìn tận mắt trong phủ nữ nhân, lần lượt bị Ô Như Ý giảng hòa Ô Như Ý mộc cho. Ô Như Ý giảng hòa Ô Như Ý mộc đưa mắt tập trung đến Phan Tư Tư trên người, bây giờ Phan Tư Tư nhìn thấy trước đó từng hình ảnh, người đã sớm là rơi lệ đầy mặt. Tại chú ý tới hai cái này ánh mắt của lão đầu sau, Phan Tư Tư trong con ngươi tràn đầy tuyệt vọng. Ô Như Ý nói nhìn trên mặt đất không cách nào nhúc nhích Phan Thạch Học, nói, năm đó làm tổn thương huynh đệ ta hai, ngươi không nghĩ tới vài năm sau, thực lực của chúng ta hội vượt qua ngươi đi. Không cách nào đứng lên Phan Thạch Học dùng hết sức mạnh, quát, sớm biết năm đó, lão phu ta liền không nên đối với các ngươi nhân từ. Ô Như Ý mộc cười lạnh nói, ai cho ngươi buông tha chúng ta? Biết cái gì gọi là lòng dạ đàn bà sao? Trận này trò chơi cũng nên yếu kết thúc, chờ chúng ta hưởng dụng xong các ngươi quý phủ cái cuối cùng nữ nhân. Phan Chí Nghĩa nhìn thấy con gái của mình yếu bị tao đạp rồi, hắn cũng quát, các ngươi dừng tay cho ta. Mà ở Ô Như Ý giảng hòa Ô Như Ý mộc cười hướng Phan Tư Tư đi tới thời điểm, hai người bọn họ dưới chân bước chân hơi dừng lại một chút. Bọn hắn nhìn xem đại sảnh bên ngoài, Ô Như Ý nói quát, người nào lén lén lút lút. Lăn ra đây cho ta chịu chết. Một thân trường sa màu đen Diệp Thần Phong, hắn khóa nhập bên trong đại sảnh, làm hắn nhìn thấy bên trong đại sảnh cảnh tượng lúc, lông mày của hắn không khỏi hơi nhíu lại, hắn đem trong cơ thể mình khí thế nội liễm rất nhiều. Nhưng, hắn không có cố ý thu khởi hơi thở của mình, cho nên này Ô Như Ý giảng hòa Ô Như Ý mộc mới phát hiện hắn đến. Chương 2322, hắn chính là trời nguyên chi chủ. Thấy đi vào đại sảnh chỉ là một cái tuổi không lớn lắm tiểu tử. Ô Như Ý giảng hòa Ô Như Ý mộc là căn bản không có coi Diệp Thần Phong là chuyện quan trọng tình. Diệp Thần Phong một mắt là có thể nhìn xem Ô Như Ý giảng hòa Ô Như Ý mộc chính là ma tu, hai cái này lão đầu thật giống không có cảm giác xuất khí thế của hắn đến. Tuy nói hắn đem khí thế nội liễm rồi, nhưng nếu như đối phương là thần vương cảnh cường giả, hẳn là nhưng vẫn là có thể cảm giác được. Tại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái sau đó lão hắc giang vận thiên thanh âm, tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, tiểu tử, hai cái này lão đầu, bên trong cơ thể của bọn họ linh khí phù phiếm, bọn hắn tuy nói ở bề ngoài thật giống bước vào thần vương cảnh rồi, nhưng thực lực chân chính muốn so thần vương cảnh kém xa lắc, thậm chí ngay cả chân chính nửa bước thần vương cũng không sánh nổi. Thực lực của hai người bọn họ nhiều nhất chỉ là so với thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong mạnh hơn một ít mà thôi. Cho nên hai người bọn họ mới cảm giác không ra, người cái này chân chính thần vương cảnh thực lực người, bên trong thân thể chỗ nội liễm thật khí thế, đối phó hai người kia đối với ngươi mà nói là bắt vào tay, ngươi không nên ở chỗ này lãng phí thời gian rồi. Diệp Thần Phong ánh mắt từ Ô Như Ý giảng hòa Ô Như Ý mộc trên người rời đi. Hai cái này lão đầu đối hắn không có bất kỳ uy hiếp gì, hắn nhìn hướng trên mặt đất không cách nào nhúc nhích Phan Thạch Học cùng Phan Chí Nghĩa, hỏi, này trong phủ thành chủ phải hay không có một cái truyền tống trận? Có thể mang ta truyền tống đến gần nhất cỡ lớn người tu luyện trong thành chỉ sao? Diệp Thần Phong tự mình nói chuyện, này để người ở chỗ này toàn bộ sửng sốt một chút, liền ngay cả lệ rơi đầy mặt Phan Tư Tư, người cũng tạm thời quên mất rơi lệ,
ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Phan Thạch Học cùng Phan Chí Nghĩa tự nhiên là càng thêm cảm giác không ra Diệp Thần Phong nội liếm thật khí thế rồi, bọn hắn chỉ là thiên thần cảnh cường giả, hơn nữa giờ khắc này chả bị như thế thương thế nghiêm trọng. Diệp Thần Phong trẻ tuổi như vậy, thực lực hội mạnh mẽ chạy đi đâu? Phan Thạch Học cùng Phan Chí Nghĩa coi Diệp Thần Phong là làm là trẻ con miệng còn hôi sữa rồi, lửa giận trong lòng thiêu đốt Phan Thạch Học, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đối với Ô Như Ý giảng hòa Ô Như Ý mộc, nói, người này không phải chúng ta phủ thành chủ, năm đó là ta thương các ngươi, không cần thiết liên lụy phủ thành chủ bên ngoài người. Sát theo đó, sắc mặt có chút tái nhợt Phan Thạch Học. Hắn đối với Diệp Thần Phong nói, tiểu huynh đệ, ngươi nhanh rời đi nơi này đi. Ô Như Ý giảng hòa Ô Như Ý mộc cũng tỉnh táo lại, ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong chính là một cái muốn chết ra hỏa, hai người bọn họ trong con ngươi hung khí tràn ngập. Ô Như Ý nói quát lạnh, Phan Thạch Học, ngươi bây giờ còn là lo lắng chính ngươi đi. Nếu tiểu tử này không biết sống chết xông vào nơi này, như vậy tính mạng của hắn liền ở lại chỗ này đi. Tại Ô Như Ý nói dứt tiếng thời khắc, Ô Như Ý mộc hắn là không kịp chờ đợi muốn đập chết Diệp Thần Phong con này nhỏ yếu con ruồi rồi, thân ảnh của hắn nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong tránh đi, muốn trực tiếp một quyền đem Diệp Thần Phong cho bị mất mạng. Tuy nói hắn cảm giác không ra Diệp Thần Phong thực lực tại cái gì tầng thứ. Thế nhưng tại trong sự nhận thức của hắn, một cái bằng chừng ấy tuổi tiểu tử, thực lực hội cường đi nơi nào. Phan Thạch Học, Phan Chí Nghĩa cùng Phan Tư Tư đang nhìn đến Ô Như Ý mộc động thủ, sau đó ba người bọn hắn không tự chủ được thở dài một hơi, này không hiểu ra sao xuất hiện thanh niên là chết chắc. Ô Như Ý mộc bén nhọn một quyền bay thẳng đến Diệp Thần Phong đầu oanh kích mà đi, nghiễm nhiên là muốn đem Diệp Thần Phong đầu bắn cho bạo bình thường. Một tiếng, Diệp Thần Phong bàn tay nhẹ nhõm đem Ô Như Ý mộc quả đấm cho cản lại, hắn đạm mạc nói, liền điểm này sức mạnh cũng muốn giết người. Thần vương cảnh sơ kỳ khí thế cường hãn, từ Diệp Thần Phong trong cơ thể tuôn trào ra. Tại Ô Như Ý mộc cảm thấy không thể tưởng tượng được thời điểm, Diệp Thần Phong trả lại cho hắn một quyền. Ăn miếng trả miếng, hướng này là Diệp Thần Phong thói quen, Ô Như Ý mộc đối mặt Diệp Thần Phong quả đấm, hắn căn bản đến không kịp né tránh. Đầu của hắn trong nháy mắt dường như dưa hấu bình thường bạo liệt ra. Tại đem Ô Như Ý mộc giải quyết sau. Diệp Thần Phong bình thản ánh mắt chuyển đến Ô Như Ý nói trên người, thân ảnh của hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại Ô Như Ý nói, hắn khuôn mặt vẻ hoảng sợ, cảm giác của hắn căn bản theo không kịp Diệp Thần Phong tốc độ, đã đến giờ khắc này, hắn rốt cục biết mình nhìn lầm. Ô Như Ý nói vội vàng nói, tiểu hữu, vừa vặn đều là hiểu lầm, chúng ta cùng ngươi không thù không oán, kính xin. Xì xì. Một tiếng. Diệp Thần Phong thủ trưởng từ Ô Như Ý nói vị trí trái tim xuyên thấu đi ra. Chỉ thấy xuất hiện tại Ô Như Ý nói sau lưng Diệp Thần Phong, hắn trực tiếp từ phía sau lưng đưa bàn tay xuyên qua Ô Như Ý nói thân thể. Ô Như Ý nói trái tim trực tiếp được Diệp Thần Phong cho đánh bể. Đưa cánh tay từ Ô Như Ý nói bên trong thân thể rút sau khi đi ra. Diệp Thần Phong lập tức quăng cánh tay một cái, dính đầy bàn tay hắn tiên huyết, lập tức hóa thành giọt máu tung rơi trên mặt đất. Con mắt trợn lên to lớn Ô Như Ý nói, hắn thi. Thể hướng xuống đất thượng chậm rãi đổ tới rồi, thẳng đến phát ra ầm. Một tiếng, lúc này mới đem Phan Thạch Học, Phan Chí Nghĩa cùng Phan Tư Tư bị đánh thức. Bọn hắn đầy mặt không dám tin nhìn xem Ô Như Ý mộc cùng Ô Như Ý nói thi. Thể, hai tên thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, lại bị người trẻ tuổi này như thế nhẹ nhõm giải quyết xong. Đối với Ô Như Ý giảng hòa Ô Như Ý mộc chết đi. Diệp Thần Phong căn bản không coi là chuyện to tát, hai cái này ma tu tuyệt đối không là món hàng tốt gì, nhìn xem bên trong đại sảnh từng bộ nữ nhân thi. Thể là có thể suy đoán ra rồi, tại đem Ô Như Ý giảng hòa Ô Như Ý mộc giải quyết sau đó Diệp Thần Phong một lần nữa nhìn hướng Phan Thạch Học cùng Phan Chí Nghĩa. Hỏi, hiện tại có thể mang ta đi các ngươi phủ thành chủ truyền tống trận sao? Giúp các ngươi giải quyết hai cái này lão đầu. Đây coi như là mượn dùng các ngươi truyền tống trận thù lao. Phủ thành chủ lão tổ Phan Thạch Học gấp vội vàng gật đầu nói, tự nhiên có thể. Nhìn thấy muốn từ trên mặt đất giấy giụa đứng lên Phan Thạch Học, Diệp Thần Phong cho Phan Thạch Học cùng Phan Chí Nghĩa phục dụng một viên chữa thương đan dược, thuận tiện đem Phan Tư Tư trên người niêm phong lại huyệt đạo giải khai. Đang uống liệu thương đan sau đó Phan Thạch Học cùng Phan Chí Nghĩa tuy nói sức chiến đấu không thể quá nhanh khôi phục,
nhưng bọn họ tối thiểu có thể đứng lên đi lại. Thanh Diệp Thần Phong dẫn tới tiểu hình truyền tống trận địa phương. Giúp Diệp Thần Phong mở ra truyền tống trận, sau đó bọn hắn tại Diệp Thần Phong trước mặt là một mực cung kính. Tại Diệp Thần Phong yếu bước vào truyền tống trận thời điểm. Phan Tư Tư không nhịn được hỏi, không chỉ ân công có thể nói cho chúng ta tên của ngươi sao? Bây giờ Diệp Thần Phong không cần thiết ẩn giấu thân phận của mình rồi, hắn thuận miệng nói, Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, Phan Chí Nghĩa cái thứ nhất không khỏi hỏi ngược lại, Thiên Nguyên Cổ Thành Diệp Thần Phong. Không sai. Lần thứ hai trả lời một câu Diệp Thần Phong, hắn đã bước chân vào bên trong truyền tống trận, bóng người lập tức biến mất ở trong trận pháp. Phan Thạch Học, Phan Chí Nghĩa cùng Phan Tư Tư nhìn xem biến mất ở trong trận pháp Diệp Thần Phong, trong đó Phan Thạch Học thở dài nói, hắn chính là trời nguyên chi chủ. Thiên Nguyên Cổ Thành chủ nhân, xem ra lời đồn không thể tin a hát, ai nói Thiên Nguyên chi chủ là tội ác tày trời người. Ta xem xong tất cả đều là Tiêu Giao Cung bọn hắn không muốn để cho hôm nay Nguyên Chi Chủ trở nên mạnh mẽ. Phan Chí Nghĩa cũng gật đầu nói, lão tổ, bây giờ Thiên Nguyên Chi Chủ, hắn tiện tay có thể giải quyết hai tên thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, e sợ lần này Thiên Nguyên Cổ Thành bên kia thật sự yếu phong khởi vân dũng rồi, nói không chắc Tiêu Giao Cung bọn hắn cuối cùng sẽ lật thuyền trong mương cũng có khả năng. Phan Tư Tư nhưng là con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm trận pháp. E sợ Diệp Thần Phong người đàn ông này vĩnh viễn hội khắc sâu vào trong lòng của nàng rồi, kiến thức mạnh mẽ như thế Diệp Thần Phong, người về sau làm sao coi trọng còn lại những cái được gọi là thiên tài. Khải Thiên Thành bên trong những cái được gọi là thiên tài, tại Diệp Thần Phong trước mặt liền liền một cái chả là cái cóc khô gì à. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2323, tràn ngập nguy cơ. Trung Châu. Được một tầng dày nặng màu xanh kết giới bao phủ một tòa nguy nga cổ thành. Tòa này đã từng thần bí cổ thành, tại gần đoạn thời gian bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Mỗi ngày đều có đếm không hết người tu luyện tại cổ thành ngoại vi bồi hồi, bọn họ đều là đến chứng kiến bây giờ tòa thành cổ này phong thái. Tại trên cổng thành, mỗi thời mỗi khắc đều có thiên thần cảnh cường giả phụ trách tuần tra, quan sát ngoài thành gió thổi cỏ lay. Tòa thành cổ này chính là Thiên Nguyên Cổ Thành rồi. Bất quá, bây giờ Thiên Nguyên Cổ Thành được bao phủ lên một tầng bóng mờ. Triệu Tấn Bằng, Đàm Nguyên Vũ, Bạch Tiểu Nhu, Giang Thải Huyên cùng Ngô Lăng Hương năm người này, bọn hắn từ khi trở về Thiên Nguyên Cổ Thành sau, bọn hắn vẫn luôn tại lo lắng Diệp Thần Phong an nguy. Có thể nói Diệp Thần Phong mới là cả tòa Thiên Nguyên bên trong tòa thành cổ lực liên kết. Giờ khắc này. Thiên Nguyên Cổ Thành một chỗ to lớn bên trong viện. Phàm là cùng Diệp Thần Phong tương đối quen thuộc người toàn bộ đều tại tràng, ngoại trừ Triệu Tấn Bằng bọn hắn ở ngoài, Vân gia lão tổ Vân Quang Vinh cùng trận pháp các chủ Triệu Tinh Đồ đám người, bọn hắn cũng một cái không lầm đều ở nơi này, bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ sầu lo. Chỉ thấy Cửu U Băng Sư Sư Vương nhất mạch lão tổ Triệu Tấn Bằng, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, khí tức cả người cực kỳ không ổn định. Rất rõ ràng là bị thương không nhẹ. Tiêu Giao Cung, Thiên Kiếm Tông cùng Kim gia người rời đi uống máu tộc tổ địa sau. Bởi vì không thể xác định uống máu tộc phải hay không còn sống. Cho nên bọn hắn cũng không có lập tức nhìn trời nguyên cổ thành động thủ, trong lòng bọn họ càng lo lắng chính là những kia đáng sợ uống máu tộc. Nhưng chậm chạp không chờ được đến uống máu tộc động tĩnh, Tiêu Giao Cung bọn hắn hầu như có thể xác định uống máu tộc là diệt vong. Bọn hắn một điểm đều không có cảm kích Diệp Thần Phong, dù sao ban đầu là Diệp Thần Phong, bọn hắn cuối cùng mới có thể chạy ra uống máu tộc tổ địa. Tại hầu như xác định uống máu tộc diệt vong sau đó tại mấy ngày trước, Tiêu Giao Cung, Thiên Kiếm Tông cùng Kim gia lần thứ hai muốn bình định Thiên Nguyên Cổ Thành rồi. Nhưng Thiên Nguyên Cổ Thành có tiên khí trời xanh cháo phòng hộ, còn có viễn cổ yêu đằng bảo vệ, tại trong thành cổ còn có thần vương cảnh cường giả tọa chấn. Tiêu Giao Cung bọn hắn muốn công phá bây giờ Thiên Nguyên Cổ Thành, này ngược lại cũng không phải là phi thường chuyện dễ dàng. Hơn nữa nếu như song phương thật sự hỏa hợp lại, Tiêu Giao Cung bọn hắn khẳng định cũng sẽ có điều thương vong. Cuối cùng Tiêu Giao Cung nhóm thế lực đưa ra cùng Thiên Nguyên Cổ Thành đến 3 trận thần vương cảnh giao đấu, tại đây 3 trận giao đấu bên trên, ai có thể thắng được, cuối cùng thua phía kia nhất định muốn phục tùng vô điều kiện người thắng. Quan trọng nhất là Tiêu Giao Cung nhóm thế lực buông lời. Mỗi lần đều cho Thiên Nguyên Cổ Thành trước tiên phái ra giao đấu người,
mà Tiêu Giao Cung bọn hắn phái ra giao đấu người thực lực sẽ cùng Thiên Nguyên Cổ Thành phái ra người giống nhau như đúc, dù sao Tiêu Giao Cung các loại thực lực bên này nhưng là có thần vương cảnh đỉnh phong cường giả. Mà ở Thiên Nguyên Cổ Thành bên trong, coi như là sư vương một mạch thực lực mạnh nhất lão tổ Triệu Tấn Bằng cũng chỉ có thần vương cảnh hậu kỳ tầng thứ. Quy tắc này nhìn trời Nguyên Cổ Thành phi thường có lợi, hơn nữa Tiêu Giao Cung các loại thực lực đều thanh nói tới trình độ này. Nếu như Thiên Nguyên Cổ Thành chả không ứng chiến, như vậy Thiên Nguyên Cổ Thành sắp trở thành Trung Châu một cái trò cười. Cuối cùng Thiên Nguyên Cổ Thành vẫn là đáp ứng. Ngày hôm qua chính là trận đầu giao đấu. Thiên Nguyên Cổ Thành phái ra chính là Triệu Tấn Bằng, mà Tiêu Giao Cung nhóm thế lực phái ra, đồng dạng là thần vương cảnh hậu kỳ Lý Nguyên Mục, Thiên Kiếm Tông lão tổ một trong. Theo lý tới nói, sư vương nhất mạch Triệu Tấn Bằng, chiến lực của hắn tuyệt đối là phi phàm. Nhưng đang tỷ đấu sau khi bắt đầu, Triệu Tấn Bằng cuối cùng rơi xuống trọng thương kết cục, thiếu một chút chả đã bị chết ở tại Lý Nguyên Mục trong tay. Tiêu Giao Cung nhóm thế lực thật giống nắm giữ một loại cực kỳ đặc thù đồ vật, đang tỷ đấu bên trong, Triệu Tấn Bằng trong gân mạch linh khí dòng sông không giải thích được vận chuyển không trôi chảy rồi. Đây mới là cuối cùng dẫn đến hắn thua ở Lý Nguyên Mục trên tay nguyên nhân. Bây giờ trận đầu giao đấu, Thiên Nguyên Cổ Thành là bị thua triệt để, này thật to đả kích Thiên Nguyên Cổ Thành thật khí thế. Trong sân là yên tĩnh không tiếng động. Vân Quang Vinh trước tiên phá vỡ trầm mặc, kế tiếp hai trận giao đấu, chúng ta tuyệt đối không thể thua, bằng không các loại Diệp lão đệ trở về, chúng ta có những gì mặt mũi đi gặp hắn. Triệu Tinh Đồ cũng gật đầu nói, đúng vậy, kế tiếp hai trận giao đấu, chúng ta nhất định muốn thắng a hát. Chẳng trách Tiêu Giao Cung nhóm thế lực, bọn hắn sẽ như thế khiêm để cho chúng ta, nguyên lai bọn hắn nắm giữ loại này thủ đoạn hèn hạ. Ngô Lăng Hương lành lạnh nói, ta xem Tiêu Giao Cung bọn họ là nắm giữ một loại nào đó vô sắc vô vị, liền ngay cả thần vương cảnh cường giả cũng không cách nào ngăn cản độc. Chay, kế tiếp hai trận giao đấu nhất định muốn chú ý cẩn thận mới được, này là gia tộc chúng ta bên trong Tị Độc Châu, chỉ cần thanh hạt châu này bội đeo ở trên người, cơ bản có thể làm được vạn độc bất xâm. Dù sao trước đó chẳng ai nghĩ tới Tiêu Giao Cung nhóm thế lực sẽ như thế không? Hổ thẹn. Cho nên Ngô Lăng Hương cũng không có lấy ra Tị Độc Châu. Thấy Ngô Lăng Hương lấy ra vạn độc bất xâm Tị Độc Châu, người ở chỗ này toàn bộ thở phào nhẹ nhõm, tối thiểu không cần lo lắng Tiêu Giao Cung bọn hắn nắm giữ loại kia vô sắc vô vị độc tố rồi. Sắc mặt tái nhợt Triệu Tấn Bằng, hắn nói ra, kế tiếp một hồi giao đấu phi thường trọng yếu, chúng ta nhất định muốn tuyệt đối thắng lợi, không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Lão Tổ, kế tiếp chàng tỷ đấu này liền để ta đi cho. Cửu U Băng Sư sư vương nhất mạch tộc trưởng Triệu Văn Vũ, hắn đứng ra nói ra. Triệu Văn Vũ thân là sư vương nhất mạch tộc trưởng, thực lực của hắn tại thần vương cảnh sơ kỳ tầng thứ, có thể nói chiến lực của hắn tuyệt đối là vô cùng cường đại, vậy thần vương cảnh sơ kỳ cường giả căn bản không phải là đối thủ của hắn, có thể nói hắn tại thần vương cảnh sơ kỳ bên trong, làm khó gặp được có thể chiến thắng người của hắn. Trừ phi là gặp phải Diệp Thần Phong như vậy ra súc. Mọi người thấy Triệu Văn Vũ mở miệng sau. Trong đó Triệu Tấn Bằng là gật gật đầu, hắn rõ ràng Triệu Văn Vũ sức chiến đấu, chỉ cần Triệu Văn Vũ nhưng để tránh cho loại kia khiến hắn đều đạo độc tố, như vậy Triệu Văn Vũ muốn thắng được cuộc kế tiếp giao đấu, tỷ lệ vẫn là vô cùng cao. Triệu Tấn Bằng nói ra, Văn Vũ sức chiến đấu ta phi thường rõ ràng, ta đồng ý hắn đại biểu Thiên Nguyên Cổ Thành tiến hành cuộc kế tiếp giao đấu. Như hôm nay Nguyên Cổ Thành là tràn ngập nguy cơ rồi, chúng ta phải cho Thần Phong tranh giành một hơi, không thể để Thiên Nguyên Cổ Thành luân hãm trong tay chúng ta a hát. Đối với sư vương một mạch tộc trưởng thực lực, ở đây không có ai sẽ đi hoài nghi, bọn hắn toàn bộ đồng ý để Triệu Văn Vũ tiến hành cuộc kế tiếp giao đấu. Đứng ở sân trong góc Bạch Tiểu Nhu, người thủy chung là băng mặt lạnh không có mở miệng, trong lòng nàng một mực tại nghĩ của nàng Diệp đại ca. Mà Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên mày liễu cũng thỉnh thoảng hội nhíu một cái, hai người bọn họ trong lòng cũng tại nhớ kỹ Diệp Thần Phong. Tại uống máu tộc tổ địa. Không có Diệp Thần Phong lời nói, hai người bọn họ đã sớm chết rất nhiều lần rồi, phần này ân cứu mạng, tại trong lòng các nàng chậm rãi lên men thành một loại nào đó tình cảm, hai người bọn họ trong lòng cũng uất ức, các nàng đều là mỗi cái gia tộc bên trong thiên chi kiêu nữ, nhưng nơi này cách gia tộc của các nàng rất xa xôi. Căn bản không liên lạc được gia tộc của các nàng, bằng không các nàng căn bản sẽ không thanh Tiêu Giao Cung nhóm thế lực nhìn ở trong mắt.
chính là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tuy nói bây giờ Ngô gia cùng Giang gia sa sút rồi, nhưng ở Tiêu Giao cung nhóm thế lực trước mặt, vẫn cứ thuộc về là quái vật khổng lồ. Chương 2324, để cho ta tới đi. Trận thứ hai giao đấu, hay là tại hôm nay tiến hành, trên trời Nguyên Cổ Thành người quyết định trận thứ hai giao đấu để Triệu Văn Vũ tiến hành sau. Thiên Nguyên Cổ Thành ở ngoài, tụ tập tới người tu luyện là càng ngày càng nhiều, bọn họ đều là đến đây xem náo nhiệt. Ở cửa thành bên ngoài một chỗ trên đất trống, xây dựng một cái lôi đài lớn vô cùng, bây giờ có nhiều như thế người tu luyện cùng đi vây xem, cho nên Thiên Nguyên Cổ Thành người cũng không sợ Tiêu Giao cung nhóm thế lực không giữ lời hứa. Tiêu Giao cung bọn hắn những này cái gọi là chính đạo tông môn, bọn hắn tối vừa ý chính là cái gọi là danh dự rồi. Trên trời Nguyên Cổ Thành ngoài cửa thành tràn đầy các loại ầm ĩ tiếng bàn luận. Ngày hôm qua chàng giao đấu, Thiên Nguyên Cổ Thành bị thua cũng thật là quỷ dị một điểm. Ta nhưng nghe nói ngày hôm qua là trời Nguyên Cổ Thành xuất chiến, hắn chính là cửu U Băng Sư Sư Vương nhất mạch lão tổ, có người nói Sư Vương một mạch đều là am hiểu nhất chiến đấu, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy bị thua. Ngươi vẫn chưa nghe nói sao? Thiên Kiếm Tông Lý Nguyên Mục, hắn sở dĩ có thể chiến thắng Sư Vương nhất mạch lão tổ, giống như là hắn dùng thủ đoạn hèn hạ, Sư Vương nhất mạch người từ trước đến giờ là trực sảng, ngày hôm qua Sư Vương nhất mạch lão tổ tuy rằng không nói gì, nhưng hữu tâm nhân vẫn là nhìn ra Sư Vương nhất mạch lão tổ giống như là chúng rồi một loại nào đó độc, đang tỉ đấu có ích độc, đây tuyệt đối không phải chính đạo gây nên a hát. Bớt ở chỗ này đánh rắm, Thiên Kiếm Tông, Tiêu Giao cung cùng Kim gia từ trước đến giờ đều là quang minh lỗi lạc, Sư Vương nhất mạch lão tổ là cái thá gì. Hôm nay Nguyên Cổ Thành nguyên bản chính là Trung Châu một viên u ác tính, Tiêu Giao cung bọn họ là đang vì Trung Châu trừ hại. Đúng vậy. Ta cũng tin tưởng Thiên Kiếm Tông, Tiêu Giao cung cùng Kim gia, lần này Thiên Nguyên Cổ Thành chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ rồi. Ta nhưng nghe nói cái kia gọi Diệp Thần Phong Thiên Nguyên Cổ Thành chi chủ, hắn biến mất rồi tốt một đoạn thời gian, thật không biết cái kia mao đầu tiểu tử dựa vào cái gì ở Trung Châu quấy động phong vân. Ta xem cái kia tiểu tử vắt mũi chưa sạch thực lực sẽ không mạnh mẽ chạy đi đâu. Thiên Nguyên Cổ Thành những cường giả này làm sao cam nguyện nghe tiểu tử kia. Ta xem những cường giả này đầu toàn bộ được môn cho chen lấn. Tiếng bàn luận ở cửa thành bên ngoài không ngừng vang lên. Cái kia to lớn lôi đài bên phải, Tiêu Giao cung, Thiên Kiếm Tông cùng Kim gia lão tổ toàn bộ đều ở nơi này. Thiên Kiếm Tông lão tổ Hoa Vạn Sông cùng Lý Nguyên Mục. Tiêu Giao cung lão tổ La Thiên Giang, Triệu Vạn Trung cùng La Thiên Hải. Còn có Kim gia lão tổ Kim Hồng Thăng. Tiêu Giao cùng nhóm thế lực đích thật là đạt được một loại ngưng linh thảo thiên tài địa bảo, loại này ngưng linh thảo đã sớm trên trời huyền giới diệt tuyệt. Đây là Tiêu Giao cùng bọn hắn trong lúc vô tình lấy được, chỉ cần đem ngưng linh thảo mài thành bụi phấn. Đem loại này bột phấn tại quá trình chiến đấu trong, tung ở trong không khí. Một khi bị đối thủ hút vào, như vậy đối thủ trong gân mạch linh khí dòng sông, liền sẽ lập tức trở nên không trôi chảy. Ngưng linh thảo bột phấn vô sắc vô vị. Bình thường thần vương cảnh cường giả cũng căn bản chú ý không tới. Ngưng linh thảo tuy nói trên trời huyền giới diệt tuyệt, nhưng chế tác ngưng linh thảo thuốc giải, trên trời huyền giới vẫn không có tuyệt diệt. Hơn nữa cho dù không dùng thuốc giải, ngưng linh thảo tác dụng cũng sẽ ở sau mấy tiếng, từ từ biến mất. Đang cùng Triệu Tấn Bằng giao đấu bên trong, Lý Nguyên Mục trước đó phục dụng ngưng linh thảo thuốc giải. Hoa Vạn Sông mở miệng nói, thượng một hồi giao đấu. Chúng ta dùng ngưng linh thảo mới ung dung thắng lợi, e sợ lần này Thiên Nguyên Cổ Thành người có chuẩn bị rồi, muốn lại dùng này ngưng linh thảo thắng lợi là không thể nào. La Thiên Hải cười nói, không dùng tới quá mức lo lắng, bất luận kế tiếp Thiên Nguyên Cổ Thành phái ra tại cái gì tầng thứ thần vương cảnh cường giả, chúng ta không đều cũng có kế sách ứng đối ma. Kế tiếp không dựa vào ngưng linh thảo, như chúng ta có thể thắng lợi, chỉ cần lại thắng một hồi, chúng ta chính là người thắng rồi. Kim Hồng Thăng cũng nói, ta nghĩ Thiên Nguyên Cổ Thành tuyệt đối không dám đổi ý, bọn hắn nhưng khi chúng đáp ứng rồi chúng ta giao đấu yêu cầu. Nếu như bọn hắn dám đổi ý, như vậy bọn hắn thật sự muốn trở thành chúng thì chi. Tại Kim Hồng Thăng dứt tiếng thời khắc, Triệu Tấn Bằng cùng Ngô Lăng Hương đám người bóng người, toàn bộ xuất hiện tại trên cổng thành. Tại bao phủ Thiên Nguyên Cổ Thành màu xanh kết giới thượng. Mở ra một đạo miệng lớn. Triệu Văn Vũ từ nơi này lỗ lớn bên trong lướt ra ngoài, cuối cùng vững vàng đã rơi vào to lớn trên lôi đài, hắn mặt không thay đổi nói ra,
này trận thứ hai giao đấu, do ta Triệu Văn Vũ đến tiến hành. Thấy thần vương cảnh sơ kỳ Triệu Văn Vũ đạp không võ đài. Hoa Vạn Sông cùng La Thiên Hải đám người nhìn nhau cười cười, xem ra bọn hắn đã nhận định này trận thứ hai giao đấu, bọn hắn cũng là tất thắng rồi. Đồng dạng là thần vương cảnh sơ kỳ La Thiên Giang, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ, lập tức xuất hiện tại trên lôi đài. Hắn nói, vậy hãy để cho ta đến lãnh giáo một chút, sư vương một mạch tộc trưởng thực lực đi. Tại lôi đài hai bên đều thụ lập một khối kiểm tra thực lực bia đá. Tại trước khi tỷ đấu đều phải yếu xác nhận một chút thực lực, để tránh khỏi có người dùng thủ đoạn đặc thù ẩn giấu tu vi của mình. Triệu Văn Vũ cùng La Thiên Giang từng người chắc thử một chút tu vi. Trên bia đá biểu hiện tu vi toàn bộ đều là thần vương cảnh sơ kỳ. Tại kiểm tra xong sau, Triệu Văn Vũ cùng La Thiên Giang tương đối mà đứng. La Thiên Giang lắc đầu nói, đáng tiếc a hát, Diệp Thần Phong tiểu tử kia không ở nơi này, hắn là không nhìn thấy Thiên Nguyên cổ thành luân hãm tràng diện. Triệu Văn Vũ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, hắn mặc dù nói không có đi hướng uống máu tộc tổ địa, nhưng hắn từ Triệu Tấn Bằng các loại trong dân cư, đã được biết đến uống máu tộc tổ địa bên trong sự tình, dưới cái nhìn của hắn Tiêu Giao Cung nhóm thế lực, quả thực chính là vong ân phụ nghĩa, dù nói thế nào nếu không có Diệp Thần Phong, bọn hắn những lão đầu này toàn bộ không thể từ uống máu tộc tổ địa bên trong đi ra. Đứng ở trên thành lầu Triệu Tấn Bằng đám người, bọn hắn đem Hoa Vạn Sông đám người tự tin thu nhập đáy mắt, trong lòng bọn họ tổng có một loại dự cảm xấu, Triệu Tấn Bằng thở dài nói, ai, không biết lần này Tiêu Giao Cung bọn hắn còn có thể hay không dùng thủ đoạn gì. Chúng ta không thua nổi nữa à? Tại Triệu Tấn Bằng thở dài thời khắc, tại trên lôi đài Triệu Văn Vũ cùng La Thiên Giang muốn động thủ thời khắc. Chậm đã! Một đạo quát ầm âm thanh đột nhiên vang vọng ở bên trong đất trời, sát theo đó. Một vệt bóng người xuất hiện tại trên lôi đài. Phong Trần Phó Phó Diệp Thần Phong cuối cùng là san san đến muộn xuất hiện. Một bộ trường sa màu đen Diệp Thần Phong, thân ảnh của hắn đã rơi vào Triệu Văn Vũ bên cạnh, hắn ở cạnh cỡ lớn truyền tống trận, đi tới Thiên Nguyên cổ thành phụ cận sau đó hắn lập tức từ một chút người tu luyện trong miệng, đã được biết đến như hôm nay Nguyên cổ thành tình huống. Diệp Thần Phong đột nhiên đến, này làm cho đứng ở bên cạnh Triệu Văn Vũ hơi sững sờ. Khi hắn vừa định muốn nói chuyện thời khắc, Diệp Thần Phong vỗ vỗ Triệu Văn Vũ vai, đột nhiên có nhất cổ nhu hòa lực lượng, tại Triệu Văn Vũ trên bả vai bộc phát ra. Triệu Văn Vũ được nguồn sức mạnh này đẩy xuống lôi đài, tại trong mắt người khác, giống như là Triệu Văn Vũ chính mình lùi xuống lôi đài. Vừa vặn vẫn không có chú ý, đến giờ phút này rồi, Triệu Văn Vũ mới chú ý tới, bây giờ Diệp Thần Phong cũng là thần vương cảnh sơ kỳ thực lực. Hơn nữa vừa vặn tại Diệp Thần Phong cái kia nhu hòa sức mạnh trước mặt, hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống. Này làm cho trong lòng hắn là phiên giang đảo hải lên. Mà Diệp Thần Phong đem ánh mắt nhìn về phía La Thiên Giang, nói, giữa chúng ta món nợ có thể tính một được rồi, chàng tỷ đấu này để cho ta tới tiến hành đi. Chương 2325, bây giờ còn có tự tin sao? Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện tại trên lôi đài. Chuyện này nhất thời trên trời Nguyên cổ ngoài thành đưa tới một hồi sóng lớn mênh mông. Đặc biệt là tại Triệu Văn Vũ lùi xuống lôi đài, Diệp Thần Phong nói xong một câu nói sau, hắn liền cũng tại dưới con mắt mọi người, chắc thử một chút thực lực của mình, kết quả khảo nghiệm thình lình cũng là thần vương cảnh sơ kỳ tầng thứ. Đây mới là mọi người là khiếp sợ nhất địa phương. Diệp Thần Phong tuổi còn trẻ, trước đó ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn đã khóa nhập thần vương cảnh. Đặc biệt là Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên các loại biết Diệp Thần Phong chân thực tuổi người, trong lòng bọn họ gợn sóng không ngừng. Một cái 30 tuổi thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, điều này có ý vị gì? Đây tuyệt đối là khoáng cổ thước kim được rồi. Tại Diệp Thần Phong xuất hiện sau, đứng ở trên thành lầu Triệu Tấn Bằng Bạch Tiểu Nhu cùng Ngô Lăng Hương đám người, bọn hắn toàn bộ lần thứ hai tại bao phủ Thiên Nguyên cổ thành kết giới thượng, khai xuất một đại lỗ to lớn. Thân ảnh của bọn họ toàn bộ hướng về võ đài bên này đạp không mà tới. Triệu Tấn Bằng đám người toàn bộ không nghĩ tới, Diệp Thần Phong sẽ dùng phương thức này xuất hiện, này hoàn toàn là nằm ngoài dự tính của bọn họ rồi. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong không những bình an vô sự trở về rồi, hơn nữa thực lực lại còn đột phá đến thần vương cảnh sơ kỳ. Một bên khác dưới lôi đài Tiêu Giao Cung các loại tông môn lão tổ, bọn hắn trong con ngươi vẻ mặt toàn bộ âm trầm cực kỳ. Bọn hắn vốn cho là Diệp Thần Phong nhất định là chết rồi, thật không nghĩ đến Diệp Thần Phong lại xuất hiện,
thực lực trả quỷ dị khóa nhập thần vương cảnh sơ kỳ, này để cho bọn họ là có chút không thể nào tiếp thu được rồi. Đứng ở trên lôi đài Tiêu Dao Cung lão tổ La Thiên Giang, trên mặt hắn da thịt hơi nhíu lên, hắn con mắt chăm chú như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, hắn rõ ràng Diệp Thần Phong sức chiến đấu hẳn là sẽ không yếu, nhưng hắn hiện tại đã đứng ở trên võ đài rồi, hơn nữa hắn có lá bài tẩy của mình, Diệp Thần Phong con ruồi này lại nhiều lần ở trước mặt hắn nhảy nhảy, hắn căn bản vô pháp đã chịu, hắn muốn tự tay chấm dứt Diệp Thần Phong tính mạng. Lúc trước Diệp Thần Phong cùng La Thiên Giang lần thứ nhất lúc gặp mặt, Diệp Thần Phong liền La Thiên Giang một trưởng đều không đón được, ngay lúc đó Diệp Thần Phong được La Thiên Giang tùy ý một trưởng. Lập tức liền miệng phun tiên huyết bị nội thương nghiêm trọng, cuối cùng không thể không trốn hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Lúc trước Diệp Thần Phong đã nói mối thù này, ngày khác hội gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả. Hôm nay chính là Diệp Thần Phong thực hiện lúc trước cam kết lúc, hắn từ trước đến giờ là một cái người nói là làm. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn đạp không mà đến Triệu Tấn Bằng cùng Bạch Tiểu Nhu đám người. Hắn nói, Tiểu Nhu, các ngươi trước tiên ở dưới lôi đài chờ, các loại chàng tỷ đấu này kết thúc lại nói. Vốn là muốn yếu liều lĩnh đi lên lôi đài mọi người, bọn hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, bọn hắn toàn bộ dừng lại. Bao quát Bạch Tiểu Nhu Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên này ba cái xuất chúng nữ nhân. Thiên Nguyên Cổ Thành bên ngoài đến đây xem cuộc chiến các đại người tu luyện, bọn hắn đang nhìn đến Thiên Nguyên Chi Chủ xuất hiện sau đó bọn hắn lần thứ hai bắt đầu bàn luận. Không nghĩ tới Thiên Nguyên Chi Chủ lại vào lúc này trở về rồi. Còn có hôm nay Nguyên Chi Chủ càng nhưng đã bước vào thần vương cảnh. Hắn bây giờ tại cái gì tuổi? Hẳn là sẽ không vượt qua 300 tuổi chứ? Này giản thẳng làm cho người ta không cách nào tin nổi. Ta xem này cái gì Thiên Nguyên Chi Chủ căn bản là hào nhoáng bên ngoài mà thôi, không cao hơn 300 tuổi thần vương cảnh cường giả, các ngươi nói chiến lực của hắn hội cường đi nơi nào. Nếu để cho những người tu luyện này biết, Diệp Thần Phong niên kỷ yếu tại suy đoán của bọn họ thượng giảm bớt gấp 10 lần, chỉ sợ bọn họ cần phải muốn dọa nước tiểu không thể. Đứng ở Diệp Thần Phong đối diện La Thiên Giang, hắn cũng chậm chậm bình tĩnh lại, thanh âm hắn trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi cho rằng bước vào thần vương cảnh. Ngươi liền tất nhất định lấy vượt qua ta sao? Ngươi đây là đang tự tìm đường chết, tính mạng của ngươi, lão phu ta muốn rồi. Thần sắc bình tĩnh Diệp Thần Phong, sau lưng của hắn mang theo thanh vân kiếm, một cơn gió thổi qua, làm cho áo quần hắn phần phật. Hắn nhìn xem La Thiên Giang, hắn nhìn xem dưới đáy La Thiên Hải cùng Hoa Vạn Sông đám người, nói, chàng tỷ đấu này, ta muốn sinh tử đấu, chính là không biết các ngươi có dám hay không đáp ứng. Đang tỷ đấu trong quá trình bất luận người nào đều không được nhúng tay. Đối mặt Diệp Thần Phong tự tin, La Thiên Giang quát lạnh, tiểu tử, lão phu ta có hà không dám. Cho dù ngươi không lựa chọn sinh tử đấu, lão phu ta cũng phải đem tính mạng của ngươi chung kết tại trên võ đài. Dưới lôi đài Hoa Vạn Sông cùng La Thiên Hải đám người, bọn hắn cũng lẫn nhau gật gật đầu. Cuối cùng La Thiên Hải nói, chúng ta đồng ý, chàng tỷ đấu này không chết không thôi, ai cũng không thể nhúng tay. Tại La Thiên Hải đáp ứng sau, hiện trường lại nhấc lên một phen gợn sóng, dù sao ở đây chả có nhiều như vậy người tu luyện vây xem, nếu như phương nào dám ở loại địa phương này đổi ý, e sợ đều sẽ trở thành toàn bộ thiên huyền giới trò cười. Tiêu Dao Cung nhóm thế lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bọn họ chả không cách nào đối kháng toàn bộ thiên huyền giới. Bọn hắn dám đồng ý, tự nhiên là có được tính toán của mình. Thiên Nguyên Cổ Thành người bên này thấy Diệp Thần Phong đề ra sinh tử đấu, bọn hắn toàn bộ là từng cái mặt lộ vẻ lo lắng. Vân Quang Vinh nói ra, yên tâm đi ta biết Diệp lão đệ cũng sẽ không làm ẩu. Hắn tuyệt đối là có niềm tin tất thắng, hắn mới sẽ như vậy lựa chọn, chúng ta liền ở dưới đáy an tâm hãy chờ xem. Tại song phương đạt thành sinh tử đấu sau, La Thiên Giang bên trong thân thể thật khí thế bỗng nhiên tăng lên, hắn nói, tiểu tử, xuất hiện đang tỷ đấu có thể bắt đầu, người không có cơ hội hối hận rồi. Dưới đáy Hoa Vạn Sông cũng tuyên bố, giao đấu bắt đầu, ai cũng không thể nhúng tay chàng tỷ đấu này, ở đây có như thế nhiều nhân chứng, nếu như ai dám trái với, như vậy đem sẽ trở thành thiên huyền giới công địch. Đang tỷ đấu tuyên bố chính thức bắt đầu. La Thiên Giang khí thế trên người liền lập tức liên tục tăng lên. Hơn nữa là càng ngày càng mãnh liệt, trong chớp mắt, hắn bốn phía không gian từ từ vặn vẹo, oanh. Một tiếng, hắn trong giây lát khóa nhập thần vương cảnh trung kỳ tầng thứ.
La Thiên Giang đột nhiên bước vào thần vương cảnh trung kỳ, này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ. Mặt tươi cười La Thiên Giang, hắn nói ra, các vị, so tài quy tắc trong, nhưng không có nói không cho phép khiến người ta đang tỉ đấu trong quá trình đột phá, ta lại đi lên lôi đài thời điểm là thần vương cảnh sơ kỳ, đang tỉ đấu sau khi bắt đầu, ta mới bước vào thần vương cảnh trung kỳ, ta cũng không có trái với quy tắc. Trước đó song phương xác định 3 trận giao đấu sau đó thiết định quy tắc bên trong xác thực không có nói rõ như vậy, Tiêu Giao Cung bọn hắn hoàn toàn là tại lợi dụng sơ hở, loại thủ đoạn này quả thực là chơi xấu, nhưng lại khiến người ta không lời nào để nói, này làm cho rất nhiều xem cuộc chiến người tu luyện đều cực kỳ trơ trẽn, đương nhiên còn có một phần phân người tu luyện nhưng vẫn là nâng đỡ Tiêu Giao Cung các loại tông môn, bọn hắn cho rằng đối phó Thiên Nguyên cổ thành bực này u ác tính, nên cần dùng một ít thủ đoạn đặc thù. Thực lực đang đột phá đến thần vương cảnh trung kỳ sau đó La Thiên Giang âm trầm cười nói, tiểu tử, người bây giờ còn có tự tin sao? Đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, ta sẽ cho ngươi chậm rãi tuyệt vọng, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng run rế, bất kể như thế nào cũng chỉ là run rế mà thôi. La Thiên Giang nguyên bản là có dấu hiệu muốn đột phá rồi, khoảng thời gian này hắn một mực tại áp chế, vì chính là đợi được đang tỉ đấu sau khi bắt đầu đột phá. Như vậy là có thể đánh đối thủ một trở tay không kịp rồi. Chương 2326, Triều Thành Đầu Heo. Tiên khí bảo giáp. Tại La Thiên Giang tiếng nói vừa vặn hạ xuống. Dưới lôi đài Triệu Tấn Bằng đám người muốn mắng to Tiêu Giao Cung nhóm thế lực vô sỉ thời điểm. Diệp Thần Phong thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, hắn đem tự thân tốc độ phát phung tới vô cùng nhuần nhuyễn. Vậy vừa nãy âm trầm cười gần La Thiên Giang. Hắn phát xuất hiện cảm ứng của mình, căn bản là theo không kịp Diệp Thần Phong tốc độ. Này Diệp Thần Phong tại bước vào thần vương cảnh sơ kỳ sau đó dĩ nhiên có thể phát huy ra tốc độ như thế đến. Còn không chờ La Thiên Giang phản ứng lại. Đùng, một tiếng vang giòn. Diệp Thần Phong thân ảnh xuất hiện, hắn một cái tát trực tiếp đánh ở La Thiên Giang trên gương mặt. Một tát này tuy nói không cách nào đem La Thiên Giang đập chết, nhưng cũng giúp thân thể hắn bay khỏi mặt đất. Hắn nửa bên mặt gò má lập tức sưng lên thật cao, từ miệng hắn bên trong tràn ra từng tia tiên huyết. Nhưng mà, cảm giác trên gương mặt nóng bỏng đau đớn La Thiên Giang, trong lòng của hắn lên cơn giận dữ, muốn đem át chủ bài cuối cùng cũng thi triển ra thời điểm. Lại là đùng, một tiếng. Hắn một bên khác gò má cũng bị Diệp Thần Phong giật một cái tát. Một tát này là hướng xuống đất thượng rút đi, cho nên thân thể phi cách mặt đất La Thiên Giang. Hắn nhất thời lại đi trên mặt đất ngã chồng vó rồi. Tại La Thiên Giang vẫn không có ngã chồng vó mặt đất thời điểm. Diệp Thần Phong thân ảnh lần thứ hai áp sát rồi. Đùng, 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 đùng. Liên tục không ngừng vang lên giòn giã tại La Thiên Giang hai bên trên gương mặt vang lên. Hắn là không ngừng được Diệp Thần Phong rút ra bàn tay. Tại Diệp Thần Phong trước mặt hắn thậm chí ngay cả chút nào phản kháng cũng không làm được. Mỗi lần hắn muốn tập trung khí thế thời điểm, khí thế của hắn lập tức sẽ bị Diệp Thần Phong bàn tay cho phiến rơi mất. Hả? Trên võ đài Diệp Thần Phong một phương diện liên tục rút ra La Thiên Giang bàn tay, tình cảnh này rơi vào Triệu Tấn Bằng các loại trong mắt người, bọn hắn cũng hơi hơi trợn mắt lên, cái kia La Thiên Giang cùng Diệp Thần Phong hoàn toàn không phải tại cùng một cấp độ thượng. Nhưng La Thiên Giang dù nói thế nào bây giờ cũng là thần vương cảnh trung kỳ cường giả A-Hát. Tại Diệp Thần Phong trước mặt làm sao lại như vậy không đỡ nổi một đòn đâu này. Quả thực giống như là đại nhân cùng tiểu hài đang đánh nhau, song phương sức mạnh hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên nhìn thấy trên võ đài nghiêng về một phía tình thế, các nàng trong con ngươi dị thải không ngừng, miệng các nàng giác không tự chủ hiện lên một vệt nụ cười. Giang Thải Huyên không có lựa chọn trực tiếp mở miệng, mà là đối Ngô Lăng Hương truyền âm. Nói. Đem người đàn ông này nhường cho ta làm sao? Hắn chính là có thể chinh phục nam nhân của ta, ta lần thứ nhất đối một người đàn ông như thế cảm thấy hứng thú. Ngô Lăng Hương lành lạnh thanh âm cũng truyền vào Giang Thải Huyên trong đầu, ngươi cho rằng khả năng sao? Diệp Thần Phong bằng chừng ấy tuổi cũng đã đến thần vương cảnh sơ kỳ rồi, ngươi nói hắn đem đến hội đến cái gì tầng thứ? Lại nói lần này về đến chúng ta nơi đó, vừa vặn gần như là các đại gia tộc liên thủ tổ chức giao đấu. Ta và ngươi tuy nói thực lực không tệ, nhưng chả có mấy cái gia tộc thiên tài, thực lực của bọn họ không so với chúng ta yếu, nếu như Diệp Thần Phong có thể đánh đại biểu chúng ta Ngô gia tham gia,
tuyệt đối có thể quét ngang mấy cái khác gia tộc những cái được gọi là thiên tài. Giang Thải Huyên, ta Ngô Lăng Hương cũng vừa ý người đàn ông này rồi, hắn không chỉ một lần cứu ta tính mạng, ta Ngô Lăng Hương đời này không hắn không gả. Tại Giang Thải Huyên cùng Ngô Lăng Hương dùng truyền âm phương thức vì Diệp Thần Phong tranh chấp thời điểm. Tiêu Giao Cung, Thiên Kiếm Tông cùng Kim Gia Lão Tổ La Thiên Hải cùng Hoa Vạn Sông đám người, bọn hắn sắc mặt âm trầm yếu tích thủy rồi, bọn hắn biết La Thiên Giang chả có lá bài tẩy, nhưng mỗi lần La Thiên Giang yếu thi triển lá bài tẩy, toàn bộ được Diệp Thần Phong bàn tay cắt đứt. Bởi vì Diệp Thần Phong mỗi lần phiến một cái tát, La Thiên Giang trong cơ thể linh khí liền sẽ hơi dừng lại một chút, này làm cho hắn căn bản vô pháp đem linh khí tập trung lại. Đùng, lại một tiếng vang giòn vang vọng ở trong không khí. Chỉ thấy La Thiên Giang giống như một cái như con thoi được đánh bay ra ngoài. Lần này Diệp Thần Phong không có thừa thắng xông lên rồi, hắn lúc trước đã nói yếu gấp trăm lần nghìn lần hướng về La Thiên Giang đòi lại lúc trước thù. Hắn tự nhiên không muốn La Thiên Giang cứ thế mà chết đi, hắn cũng biết La Thiên Giang khẳng định chả có lá bài tẩy, cho nên hắn muốn tại La Thiên Giang đắc ý nhất thời điểm, đem La Thiên Giang triệt để một cước giẫm chết, như vậy mới là sảng khoái nhất, tối khí phách. Được rút bay ra ngoài La Thiên Giang, thân thể của hắn cuối cùng ngã xuống trên mặt đất, chỉ thấy hắn hai bên gò má sớm sẽ không giống bộ dáng, hoàn toàn là hai mảnh thịt giữa rồi, khuôn mặt của hắn cũng là máu me đầm đìa đâu. Mũi của hắn hoàn toàn lõm lún xuống dưới, cả khuôn mặt thượng xem không ra bất kỳ biểu lộ rồi, hoàn toàn là được tiên huyết bao trùm lại rồi. La Thiên Giang vừa vặn trên mặt cười gần đã sớm là không còn sót lại chút gì rồi. Hắn được Diệp Thần Phong bàn tay chiều thành đầu heo. Ngã trên mặt đất La Thiên Giang, hắn tức đến muốn phun máu ra rồi, hắn lửa giận trong lòng không ngừng đi lên kéo lên, hắn cảm thụ trên khuôn mặt cực hạn đâm nhói, hắn từ trên mặt đất đứng lên, hắn biết mình không thể nhiều lời nữa, trong lòng hắn đối Diệp Thần Phong sức chiến đấu tràn đầy sợ hãi. Hắn không rơi xuống để Diệp Thần Phong đánh gãy hắn thi triển lá bài tẩy. La Thiên Giang bàn tay gầy guộc nắm thành quyền đầu. Bên trong thân thể của hắn khí thế phân tán ra ngoài. Xé tan, xé tan, xé tan. La Thiên Giang quần áo trên người toàn bộ xé nứt ra, chỉ thấy tại hắn trong quần áo, hắn chả mặc một bộ vàng trói lọi bảo giáp. Khi hắn đem tự thân linh khí cuồn cuộn không đoạn chú vào cái này bảo giáp bên trong, bảo giáp bên trên nhất thời kim quang tỏa ra. Kim quang đang tỏa ra trong nháy mắt. Từ bảo giáp bên trong có nhất cổ kỳ lạ năng lượng tiến vào La Thiên Giang trong thân thể, này thúc đẩy trong thân thể hắn thật khí thế lần thứ hai đi lên kéo lên. Thần vương cảnh hậu kỳ. Thần vương cảnh đỉnh phong. Tại khí thế tăng lên tới thần vương cảnh đỉnh phong sau đó La Thiên Giang khí tức mới vững chắc xuống, hắn đầy mặt tiên huyết gương mặt dữ tợn cực kỳ, hắn điên cuồng quát, Diệp Thần Phong, lão phu ta muốn ngươi chết, lão phu ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. La Thiên Giang mặc trên người bảo giáp, này chính là nửa bước tiên khí kim nguyên bảo giáp. Kim nguyên bảo giáp là vô hạn tiếp cận tiên khí nửa bước tiên khí, thần vương cảnh cường giả nếu như kích phát này kim nguyên bảo giáp, có thể trong khoảng thời gian ngắn thực lực đột phá hai cái tiểu tầng thứ, đồng thời có thể vì duy trì một cái canh giờ. Đây chính là La Thiên Giang chỗ dựa lớn nhất rồi. Dưới lôi đài Triệu Tấn Bằng đám người, nhìn thấy La Thiên Giang sử dụng nửa bước tiên khí. Bọn hắn cũng lập tức muốn cho Diệp Thần Phong tìm một cái tiên khí hoặc là nửa bước tiên khí. Ngô Lăng Hương mở miệng nói, Diệp Thần Phong, ta chỗ này có bên trong gia tộc một cái tiên khí, có thể mượn ngươi dùng một lát. Giang Thải Huyên cũng không chút do dự nói, ta chỗ này cũng có một kiện tiên khí. Tại Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên muốn lấy ra tiên khí thời điểm, Diệp Thần Phong khoát tay áo một cái, nói ta không cần bất kỳ tiên khí. Hắn đưa mắt như ngừng lại vẻ mặt dữ tợn La Thiên Giang trên người, hắn bình thản nói, ngươi cho rằng có nửa bước tiên khí tăng cao thực lực, ngươi liền vô địch rồi sao? Lão Tạp Mao chính là Lão Tạp Mao mà thôi, đối phó như ngươi vậy Lão Tạp Mao, ta Diệp Thần Phong không cần muốn dùng bất kỳ tiên khí. Muốn đem ta chém thành muôn mảnh, ngươi cho là mình bây giờ còn có cái này năng lực sao? Cho rằng đâm vào một cái bí danh, ngươi chính là Vạn Năm Vương Bát. Đáng tiếc tính mạng của ngươi vào hôm nay liền muốn ngưng hẳn rồi. Chương 2327, thô bạo trấn áp. Đối mặt thực lực tạm thời tăng lên tới thần vương cảnh đỉnh phong La Thiên Giang. Diệp Thần Phong lại vẫn là như thế tự tin,
này làm cho ở đây rất nhiều xem cuộc chiến người tu luyện là đau khổ không ngớt. Thần vương cảnh sơ kỳ cùng thần vương cảnh đỉnh phong. Này hoàn toàn không phải giống nhau khái niệm, Diệp Thần Phong có thể vượt cấp chiến thắng thần vương cảnh trung kỳ La Thiên Giang, đã coi như là phi thường ghê gớm rồi, muốn lấy thần vương cảnh sơ kỳ thực lực, chiến thắng bây giờ thần vương cảnh đỉnh phong La Thiên Giang, này trong mắt của mọi người hầu như là không thể nào. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên cũng không nghĩ đến Diệp Thần Phong hội tự tin như thế, các nàng mày liễu hơi nhíu lại, tuy nói Trung Châu thần vương cảnh cường giả sức chiến đấu, căn bản không thể đủ cùng các nàng chỗ đó thần vương cảnh cường giả so sánh, nhưng thần vương cảnh đỉnh phong dù sao cũng là thần vương cảnh đỉnh phong a hát. La Thiên Hải cùng Hoa Vạn Sông các loại lão tổ, bọn hắn thấy Diệp Thần Phong như thế bất cẩn, bọn hắn khóe miệng liên tục cười lạnh. Thần vương cảnh không so trước đó cảnh giới, có thể lướt qua một cái tiểu tầng thứ chiến thắng đối thủ, đây đã là vạn người chưa chắc có được một thiên tài rồi. Trên lôi đài La Thiên Giang, trong lòng của hắn sớm liền muốn đem Diệp Thần Phong cho đập chết rồi, hắn đối Diệp Thần Phong có căm giận ngút trời, nhìn thấy Diệp Thần Phong đến lúc này trả lớn lối như thế, hắn đã là không thể nhịn được nữa. Cảm thụ trong cơ thể thần vương cảnh đỉnh phong khí thế, La Thiên Giang bàn tay phải bỗng nhiên hướng phần trăm Diệp Thần Phong đánh ra. Luân hồi trưởng. Một trưởng này đánh ra. Trước mặt hắn không gian lập tức vặn vẹo lên, từng tầng màu đen linh khí, từ trong bàn tay của hắn tuôn trào ra. Từng tầng dường như màu đen sóng biển năng lượng, ở trong không khí tạo thành một cái cự đại xoay tròn hố đen. Này cái cự đại hố đen hướng về Diệp Thần Phong tịch quyển nhi đi, phàm là bị cuốn tiến trong hắc động trên mặt đất gạch đá, trong khoảnh khắc sẽ bị nát bấy liền một điểm bụi đều không có còn lại. Nhanh chóng xoay tròn cự đại hắc động, giống như một chỉ mở ra cái miệng lớn như chậu máu, muốn thôn phệ thiên địa quái thú. Này luân hồi trưởng uy lực cực lớn cực kỳ, này chính là Tiêu Giao Cung lão tổ cấp bậc mới có thể tu luyện bí pháp, có thể nói luân hồi trưởng là Tiêu Giao Cung ép đáy hòm chiêu thức. Thứ thiệt ngũ tinh bí pháp, luân hồi trưởng đánh ra, theo lớn vô cùng xoay tròn hố đen nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong lao đi, toàn bộ võ đài là cấp tốc tại bị phá hủy. Cách một khoảng cách lớn vây xem người tu luyện, bọn hắn đang nhìn đến La Thiên Giang này luân hồi trưởng sau đó bọn hắn từng cái sắc mặt kịch biến, mặc dù nói cách lớn như vậy một khoảng cách, nhưng bọn họ vẫn cứ có thể cảm nhận được luân hồi trưởng khủng bố, bọn hắn cảm giác mình yếu không khống chế được thân thể của mình, phảng phất thân thể của mình cũng bị hút vào cái kia xoay tròn trong hố đen rồi. Cũng còn tốt có đại một khoảng cách bước đệm, những này vây xem người tu luyện tại cấp tốc lùi về sau. Tại lùi tới nhất định khoảng cách an toàn sau đó trong lòng bọn họ mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt hướng chính mình bao phủ tới xoay tròn hố đen, Diệp Thần Phong đã sớm từ hỗn độn trong chiếc nhẫn, đem huyền băng kiếm, mộc lôi kiếm cùng hỏa vẫn kiếm đã lấy ra, đồng thời thi triển ba loại kiếm ý là cực hạn của hắn rồi. Tại mê chi không giữa lão Bạch cùng lão Hắc đã nói, muốn đem để trong kiếm ý hình thành kiếm hồn, chỉ có không ngừng thi triển thuần túy kiếm ý. Lúc này mới có thể để kiếm ý tại lần lượt thi triển ở bên trong lấy được tăng lên. Này ba loại kiếm ý cũng đã sớm tại mê chi bên trong không gian toàn bộ tăng lên tới thập giai tầng thứ. Huyền băng kiếm thượng hàn khí tăng mạnh. Mộc lôi trên thân kiếm hồ quang đan dệt. Hỏa vẫn trên thân kiếm hỏa diễm tràn ngập. Trôi nổi tại Diệp Thần Phong trước mặt huyền băng kiếm, mộc lôi kiếm cùng hỏa vẫn kiếm, trong đó toàn bộ tràn ngập cực hạn cường hãn kiếm khí. Diệp Thần Phong bốn phía mặt đất toàn bộ kết ra một tầng dày đặc băng. Hắn bên trái trong không khí tràn ngập ngập trời cực hạn mạnh mẽ hỏa diễm. Hắn bên phải trong không khí từng đạo lôi điện hình dạng kiếm khí tràn ngập ra. Cánh tay vung lên. Ba thanh kiếm đồng thời hướng về bao phủ qua tới xoay tròn hố đen bổ tới rồi. Thập giai hàn băng kiếm ý. Thập giai lôi chi kiếm ý. Thập giai hỏa chi kiếm ý. Tam đạo phảng phất có thể khai thiên tích địa mạnh mẽ kiếm khí. Từ nơi này ba thanh kiếm bên trong mãnh liệt lao ra. Oanh, một tiếng. Tại tam đạo mạnh mẽ kiếm khí mà trùng kích vào, cái kia xoay tròn cự đại hắc động trong nháy mắt bị đánh thành rất nhiều khối, nhất thời tiêu tan tại trong không khí, nhưng ba đạo kiếm khí vẫn không có tiêu tan. Nhưng vẫn là hướng về La Thiên Giang bổ tới. Nguyên bản dữ tợn La Thiên Giang, hắn thấy thế, trong con ngươi vẻ mặt hoảng hốt. Bàn tay hắn lập tức ở trước mặt mình kết ấn. Từ trong tay của hắn bên trong bộc phát ra nhất cổ màu xanh năng lượng mạnh mẽ huyền vũ thuẫn.
Một con to lớn huyền vũ hư ảnh tại sau lưng của hắn hình thành, quanh người hắn được một mặt màu xanh linh khí hình thành cự tấm khiên lớn cho bao trùm rồi. Một tiếng. Ba loại kiếm ý tại chém nát luân hồi trưởng thời điểm. Đã là tiêu hao không ít, bây giờ không cách nào đem huyền vũ thuẫn cho kích hủy. Huyền vũ thuẫn đem này ba loại kiếm ý cho chống đỡ cản lại. Tại ba loại kiếm ý từ từ tiêu tán thời điểm, bảo vệ La Thiên Giang huyền vũ thuẫn cũng đã biến mất. La Thiên Giang vừa định yếu thở ra một hơi thời điểm, hắn chỉ nghe dưới lôi đài truyền đến La Thiên Hải quát ầm âm thanh, cẩn thận. La Thiên Giang bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong. Chỉ thấy Diệp Thần Phong cánh tay phải giơ lên thật cao, tại bàn tay của hắn bên trên không ngừng có năng lượng mạnh mẽ chấn động ngưng tụ, bên trong thân thể của hắn linh khí hoàn toàn là sôi trào lên. Từ trong bàn tay của hắn lao ra khỏi từng đạo năng lượng khổng lồ gió xoáy, những này năng lượng mạnh mẽ gió xoáy hướng về giữa bầu trời xông đi. Lập tức làm cho giữa bầu trời là khắp nơi thương di. Từng đạo màu đen lỗ hổng che kín nguyên bản xanh thẳm thiên không. Nhất cổ hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng từ Diệp Thần Phong bên trong thân thể tản ra. Tại La Thiên Giang ánh mắt hoảng sợ bên trong, Diệp Thần Phong giơ lên thủ trưởng hướng về hắn vỗ ra. Long thần phiên thiên ấn, ba ấn khả phá thiên. Màu lửa đỏ linh khí từ Diệp Thần Phong trong bàn tay dâng trào ra, này cuồn cuộn không đoạn màu đỏ rực linh khí, dường như núi lửa bộc phát ra phát hiện cuồn cuộn dung nham, tại chiều La Thiên Giang đánh tới trong quá trình. Hết thảy màu lửa đỏ linh khí, cuối cùng ngưng tụ thành một cái lớn vô cùng hỏa năng lượng màu đỏ giấu bàn tay. Vừa vặn đang sử dụng xong ba loại kiếm ý thời điểm, Diệp Thần Phong liền lập tức tiếp tục thi triển này đỉnh cấp bí pháp rồi. Cho nên nói, La Thiên Giang căn bản là đột nhiên không kịp chuẩn bị, đỉnh cấp bí pháp power cùng tốc độ, đó cũng không phải là thổi. Lại có thêm La Thiên Giang vừa vặn thi triển huyền vũ thuẫn, đem ba loại thập giai kiếm ý chống đỡ đỡ được. Hắn không kịp lần nữa thi triển phòng hộ rồi. Oanh, một tiếng. To lớn hỏa năng lượng màu đỏ giấu bàn tay, trực tiếp vỗ vào La Thiên Giang trên thân thể, đưa hắn trực tiếp vỗ ra võ đài. Thế nhưng năng lượng màu đỏ rực giấu bàn tay như cũ là dán chặt La Thiên Giang. Lại là ầm, một tiếng. Dán chặt La Thiên Giang hỏa năng lượng màu đỏ giấu bàn tay nổ tung ra, trực tiếp thanh La Thiên Giang thôn phệ ở trong đó. Lợi dụng kim nguyên bảo giáp, đem thực lực tạm thời tăng lên tới thần vương cảnh đỉnh phong. Nhưng quay đầu lại, này La Thiên Giang vẫn bị Diệp Thần Phong cho thô bạo trấn áp rồi. Thực lực coi như là tạm thời nằm ở thần vương cảnh đỉnh phong La Thiên Giang, hắn tại Diệp Thần Phong trước mặt như cũ là không hề có chút sức chống đỡ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên nguyên cổ thành bên ngoài tính cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chương 2328, chó cùng rứt dậu. Màu lửa đỏ năng lượng thật lớn giấu bàn tay tiêu tán. Cả người máu me đầm đìa La Thiên Giang, thân thể hắn từ giữa không trung ngã rơi đến trên mặt đất. Giờ phút này La Thiên Giang thoi thóp một hơi, bên trong thân thể của hắn linh khí đang nhanh chóng tản đi rồi, trên người của hắn kim nguyên bảo A cộng cũng xuất hiện từng cái vết rạn nứt. Ban đầu ở Tiêu Giao Cung đạt được cái này nửa bước tiên khí thời điểm, này kim nguyên bảo giáp đã là bị người tu bổ qua rồi. Nó chống lại nhất định là không bằng lúc trước không có bị tu bổ lúc. Cho nên, lần này tại đỉnh cấp bí pháp xung kích dưới, kim nguyên bảo giáp lần thứ hai xuất hiện từng cái vết rạn nứt. Một tiếng. Theo kim nguyên bảo A cộng vết rạn nứt không ngừng khuếch tán, cả kiện kim nguyên bảo giáp đốn lúc trở nên chia năm xẻ bảy. Tại kim nguyên bảo giáp chia năm xẻ bảy sau đó La Thiên Giang trên người là một bộ y phục cũng không có, hắn khô héo thân thể. Hoàn toàn không giống như là thần vương cảnh cường giả. Mỗi hô hấp một lần, La Thiên Giang trong miệng liền sẽ phun ra rất nhiều tiên huyết đến, hắn trong lỗ mũi hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút rồi. Trên lôi đài Diệp Thần Phong, hắn nhìn trên mặt đất thoi thóp một hơi La Thiên Giang, hắn bình thản nói, lúc trước ta liền nói quá rồi, một trường kia mối thù, ngày khác ta sẽ gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả, người muốn đem bây giờ ta chém thành muôn mảnh, người đã không có như vậy tư cách. La Thiên Giang nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, hô hấp của hắn là càng ngày càng dồn dập, trong con ngươi sinh cơ cũng đang nhanh chóng tiêu tan, một cái nào đó thời khắc, hô hấp của hắn đình chỉ, mắt mở thật to, không nhúc nhích nằm rồi, hắn là triệt để đi gặp Diêm Vương ra rồi. Từ Diệp Thần Phong vừa nãy thi triển ba loại kiếm ý,
lại tới hắn thi triển đỉnh cấp bí pháp, cuối cùng La Thiên Giang mất mạng. Ở đây những kia đến đây xem cuộc chiến người tu luyện, bọn hắn còn chưa thể đúng lúc phục hồi tinh thần lại, nguyên bản bọn hắn đang nhìn đến La Thiên Giang luân hồi trưởng sau đó bọn hắn đã là cảm giác được kinh khủng. LT, CT, ai biết Diệp Thần Phong lại đồng thời thi triển ba loại thập giai kiếm ý. Này hoàn toàn là đem những này người cho chấn động choáng váng. Nhưng tại bọn hắn vẫn không có từ ba loại thập giai trong kiếm ý phản ứng đến đây thời điểm, Diệp Thần Phong lại thi triển một loại khủng bố bí pháp, lấy loại bí pháp này power. Ở đây rất nhiều người đều suy đoán, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết đỉnh cấp bí pháp rồi. Những kia xa xa vây xem người tu luyện, bọn hắn liền không dám thở mạnh một cái rồi, trong cổ họng bọn họ không ngừng nuốt nước miếng, Diệp Thần Phong sức chiến đấu vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ, quả thực chính là kiểu như châu bò tới cực điểm. Triệu Tấn Bằng, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên đám người, bọn hắn đồng dạng là miệng vi vi mở ra, bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thần Phong sức chiến đấu rõ ràng yêu nghiệt đã đến mức độ như vậy, này để cho bọn họ không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được rồi. Mà võ đài một bên khác Tiêu Giao Cung, Thiên Kiếm Tông cùng Kim Gia Lão Tổ, bọn hắn sắc mặt hoàn toàn khó coi. Đặc biệt là Tiêu Giao Cung La Thiên Hải, hắn nhưng là La Thiên Giang ca ca, hắn không nghĩ tới thực lực tạm thời tăng lên tới thần vương cảnh đỉnh phong La Thiên Giang, cuối cùng lại còn là đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trong tay. Trong chớp mắt, La Thiên Hải trong đầu lóe qua một ý nghĩ, lúc trước bọn hắn vừa mới rời đi uống máu tộc tổ địa không bao lâu, liền có vô thượng huyết mạch mở ra. Lúc ấy La Thiên Hải bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần Phong, bởi vì tại bọn hắn bước ra uống máu tộc tổ địa thời điểm, Diệp Thần Phong khoảng cách thần vương cảnh còn có một khoảng cách lớn, hơn nữa Diệp Thần Phong đang cùng uống máu tộc dây dưa, cho nên dưới cái nhìn của bọn họ xuất hiện dị tượng. Căn bản không thể nào là Diệp Thần Phong đột phá thần vương cảnh sinh ra. Diệp Thần Phong căn bản không khả năng tại bọn hắn rời đi uống máu tộc ngăn ngắn một đoạn thời gian ngắn bên trong, trực tiếp đem thực lực tiêu thăng đến thần vương cảnh. Mà trước mắt Diệp Thần Phong xuất hiện lần nữa thời điểm, thực lực cũng đã tại thần vương cảnh sơ kỳ rồi. Hơn nữa căn cứ Diệp Thần Phong mạnh mẽ như thế sức chiến đấu, hắn mở ra huyết mạch tuyệt đối sẽ không kém. La Thiên Hải xuất hiện đang suy đoán lúc trước dị tượng chính là Diệp Thần Phong bước vào thần vương đưa tới. Tuy rằng hắn không biết Diệp Thần Phong rốt cuộc là như thế nào làm được, như vậy cực hạn tăng vào thực lực, nhưng Diệp Thần Phong khủng bố sức chiến đấu đặt tại đó rồi. Hơn nữa La Thiên Hải các loại tông môn người, mấy ngày nay một mực không có tìm được bất kỳ liên quan với gây nên cái kia dị tượng người manh mối. LT, GT. La Thiên Hải lập tức cho Hoa Vạn Sông đám người truyền âm, các vị, có phải hay không các người cũng nghĩ đến. Tiểu tử này chỉ sợ sẽ là mở ra vô thượng huyết mạch người. Căn cứ về thời gian thôi toán. Hắn lúc đó hẳn là rõ ràng còn có thể cùng uống máu tộc đang dây dưa, thật không biết hắn là như thế nào tăng cao thực lực. Được La Thiên Hải như thế nhắc nhở. Thiên Kiếm Tông Hoa Vạn Sông cùng Lý Nguyên Mục. Kim Gia Kim Hồng Thăng. Còn có Tiêu Giao Cung Triệu Vạn Trung. Những người này cũng toàn bộ con người vi vi ngưng lại. Trong đó Hoa Vạn Sông truyền âm nói, nếu như tiểu tử này đúng là mở ra vô thượng huyết mạch người. Chúng ta tuyệt đối không thể khiến hắn nhiều sống một ngày. Hắn nhiều sống một ngày thời gian, đối chúng ta mà nói chính là một cái không biết biến số. Hắn thực lực hôm nay tại thần vương cảnh sơ kỳ, hắn là có thể giết thanh thực lực tăng lên tới thần vương cảnh đỉnh phong La Thiên Giang. Nếu như lại bỏ mặc đi xuống, mấy người chúng ta tông môn liên thủ, chỉ sợ cũng không chế trụ nổi hắn. Kim Hồng Thăng cũng ngưng trọng truyền âm nói, đúng, bất kể như thế nào. Hôm nay chúng ta nhất định phải đem tính mạng của hắn lưu lại, hiện tại không lo được cái gì cái gọi là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, coi như là được thiên huyền giới còn lại tông môn khinh bỉ, coi như là để thiên huyền giới phần lớn tông môn bất mãn, chúng ta cũng nhất định muốn liên thủ trừ đi tiểu tử này. Lý Nguyên Mục truyền âm nói, cái gọi là khinh bỉ cùng bất mãn, đều là tại nhất định dưới tình huống, chỉ cần chúng ta cho Trung Châu còn lại tông môn đầy đủ lợi ích, bọn hắn còn có thể khinh bỉ chúng ta sao? Chỉ là lần này ba người chúng ta tông môn thế tất yếu lấy ra rất nhiều tài nguyên đến rồi. Tại Lý Nguyên Mục truyền âm sau. Những người còn lại toàn bộ gật gật đầu, trong đó La Thiên Hải đối với Chu Vi xem cuộc chiến người tu luyện, nói các vị, tiểu tử này bằng chừng ấy tuổi, hắn liền có tu vi như thế cùng sức chiến đấu, lẽ nào các ngươi một điểm đều không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn mục đích cuối cùng nhất định là thống trị toàn bộ thiên huyền giới,
lẽ nào các ngươi muốn cuối cùng rơi xuống loại kia cục diện sao? Tình thế bây giờ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng ta rồi, không phải chúng ta muốn trái với lúc trước hứa hẹn, chỉ là tiểu tử này nhất định muốn mau chóng chu diệt. LT, GT, ta là Thiên Hải ở nơi này đại biểu Tiêu Giao Cung, Thiên Kiếm Tông cùng Kim gia bảo đảm, chỉ cần đem tiểu tử này lùng bắt đánh giết, trên người của hắn các loại bí pháp cùng công pháp, hắn hết thảy bí mật đều sẽ nhìn trời huyền giới triệt để công khai, hơn nữa ba người chúng ta tông môn, cũng sẽ lấy ra rất nhiều tài nguyên. Vì để cho thiên huyền giới trẻ tuổi nhanh chóng trưởng thành, lấy ra đại lượng tài nguyên đem cung cấp cho tất cả đại tông môn bên trong thiên tài đứng đầu. Tiêu Giao Cung bọn hắn hoàn toàn là chó cùng rứt dậu rồi. Muốn trái với trước đó chỗ nói hứa hẹn, bọn hắn nhất định muốn nhịn đau cắt thịt rồi, đem còn lại tông môn đều trói đến bọn hắn chiếc thuyền này tới. Như vậy trên trời huyền giới ai còn hội đối với bọn họ bất mãn? Ai còn đối khinh bỉ bọn hắn hành vi? Có thể nói bọn hắn lần này là tuyệt đối phải đem Diệp Thần Phong chu diệt ở chỗ này, bọn hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục đợi, Diệp Thần Phong trưởng thành tốc độ quả thực quá nhanh rồi. Chương 2329, lòng tham một cái giá lớn. Tại La Thiên Hải lời nói truyền vào tất cả mọi người trong tai sau. Những kia nguyên bản ở một bên xem cuộc chiến người tu luyện, trong đó không thiếu có thần vương cảnh cùng thiên thần cảnh cường giả. La Thiên Hải lời nói để cho bọn họ lập tức trở nên nhao nhao muốn thử lên, trống trơn là vừa rồi Diệp Thần Phong thi triển đỉnh cấp bí pháp, đối với bọn họ tới nói liền có đầy đủ lực hút, huống hồ La Thiên Hải bọn hắn ba đại tông môn trả bảo đảm, sẽ lấy ra rất nhiều tài nguyên tu luyện đến, đây không thể nghi ngờ là bánh từ trên trời rớt xuống việc tốt. Ta chống đỡ là tiền bối cách làm của các ngươi, Thiên Nguyên Cổ Thành chính là Trung Châu một viên u ác tính. Diệp Thần Phong bực này ngông cuồng chi đồ người người phải trừ diệt, ai biết hắn có cỡ nào lòng muông dạ thú. Đúng vậy, mọi người hẳn là yếu liên hợp lại, đem toàn bộ Thiên Nguyên Cổ Thành bình định, đối với Thiên Nguyên Cổ Thành những này hung ác chi đồ, chúng ta cần phải nói cái gì chính nghĩa cùng hứa hẹn sao? Vây xem người tu luyện bên trong, những kia nguyên bản là chống đỡ Tiêu Giao Cung nhóm thế lực người, bọn hắn từng cái lần lượt vì La Thiên Hải theo như lời nói phất cờ hò reo lên. Triệu Tấn Bằng cùng Ngô Lăng Hương các loại người sắc mặt khẽ thay đổi, nếu như ở đây tất cả tu luyện người toàn bộ được La Thiên Hải cổ chuyển động, này đối với bọn hắn tới nói có thể không là một chuyện tốt. Đứng ở Triệu Tấn Bằng bên cạnh Vân Quang Vinh, hắn khinh thường lạnh lùng nói, này chính là các ngươi cái gọi là chính đạo sao? Rõ ràng là ngụy quân tử, các ngươi trả trang thánh nhân gì? Ta thật xấu hổ chính mình đã từng cũng là chính đạo một thành viên. La Thiên Hải cùng Hoa Vạn Sông các loại lão tổ, bọn hắn đối với Vân Vinh lời nói thờ ơ không động lòng, bọn hắn đang nhìn đến thành công vỗ lên, ở đây còn lại người tu luyện tham. Lam, bọn hắn khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn, trong lòng bọn họ vô hình đối Diệp Thần Phong sinh ra một loại sợ hãi, phải biết tại trước đây không lâu Thiên Huyền Thịnh Điển, Diệp Thần Phong mới chẳng qua là một cái hóa thần cảnh tiểu tử mà thôi, bây giờ lại nhảy một cái đã trở thành thần vương cảnh sơ kỳ cường giả. Hơn nữa sức chiến đấu trả cường hãn như thế, bọn hắn tuyệt đối không thể lại khoan dung Diệp Thần Phong tiếp tục trưởng thành rồi. Hoa Vạn Sông bén nhọn con ngươi nhìn chằm chằm trên lôi đài Diệp Thần Phong, hắn âm trầm nói, hôm nay là thời điểm làm một cái kết thúc rồi, Trung Châu không cần loại người như ngươi đến quấy động phong vân. Huyền băng kiếm, Mộc Lôi kiếm cùng Hỏa Vẫn kiếm đã bị thu hồi hỗn độn trong chiếc nhẫn, Diệp Thần Phong thần sắc trên mặt cũng không hề biến hóa quá lớn. Hắn tự nói, đúng vậy, Trung Châu sự tình xác thực yêu cầu một cái kết cục. Bây giờ thực lực tăng lên tới thần vương cảnh sơ kỳ Diệp Thần Phong, hắn không muốn tiếp tục lưu lại Trung Châu rồi, hắn là thời điểm đi hướng Ngô gia cùng Giang gia bây giờ vị trí rồi. Ngoại trừ phải giúp Lão Bạch cùng Lão Hắc báo thù ở ngoài, hắn chả nhất định muốn mở ra Long tộc nguyền rủa, muốn đến sống mãi nhất định muốn cùng vùng thế giới này đối nghịch, tiếp tục lưu lại Trung Châu, tại về mặt thực lực nhất định sẽ có hạn chế. Thiên Kiếm Tông Lão Tổ Hoa Vạn Sông cùng Lý Nguyên Mục. Tiêu Giao Cung Lão Tổ La Thiên Hải cùng Triệu Vạn Trung. Kim Gia Lão Tổ Kim Hồng Thăng. Này năm cái lão đầu khí thế trên người đồng thời kích phát ra. Từng đạo cường hãn linh khí phóng lên trời. Tại đây năm cái lão đầu chuẩn bị động thủ thời điểm, bốn phía chung quanh xem một ít người tu luyện cũng xuẩn xuẩn dục động, đặc biệt là tại mặt đông xem cuộc chiến ba tên thần vương cảnh sơ kỳ lão giả. Bọn hắn lập tức hướng về La Thiên Hải đám người bên này lướt đã tới, muốn cùng La Thiên Hải bọn hắn kề vai chiến đấu.
Tại lướt tới đồng thời, này ba cái lão giả trong miệng trả nghĩa tránh ngôn từ. Diệp Thần Phong, ngươi làm nhiều việc ác, ngươi sớm nên muốn đến sẽ có kết quả như thế rồi, muốn thống trị chúng ta thiên huyền giới. Ngươi ít làm mộng ban ngày rồi, ngươi hỏi một chút lão phu nắm đấm có đồng ý hay không? Thật sự cho rằng ngươi lòng muông dạ thú, chúng ta không nhìn ra được sao? Hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. La huynh, ta đến giúp ngươi một tay. Này ba cái thần vương cảnh sơ kỳ lão giả, bọn hắn tuy nói đã được kiến thức Diệp Thần Phong sức chiến đấu, nhưng còn có La Thiên Hải cùng Hoa Vạn Sông đám người đây. Bọn hắn chỉ là từ bên hiệp trợ mà thôi. Dù sao La Thiên Hải cùng Hoa Vạn Sông đều là thần vương cảnh đỉnh phong cường giả. Lý Nguyên Mục cùng Triệu Vạn Trung cũng là thần vương cảnh hậu kỳ cường giả. Về phần Kim Hồng Thăng cũng đang thần vương cảnh trung kỳ. Vừa vặn Diệp Thần Phong xác thực nghiền ép La Thiên Giang, nhưng La Thiên Giang cũng không là đúng nghĩa thần vương cảnh đỉnh phong, hắn là dựa vào nửa bước tiên khí mới tạm thời tăng lên tới thần vương cảnh đỉnh phong, chiến lực của hắn khẳng định không có chân chính thần vương cảnh đỉnh phong tới cường. Cho dù Diệp Thần Phong tại làm sao cường hãn, chẳng lẽ hắn vẫn có thể lấy sức lực của một người, thanh liên thủ La Thiên Hải cùng Hoa Vạn Sông đám người đánh bại sao? Đây tuyệt đối là không thể nào. Ba cái kia thần vương cảnh sơ kỳ lão giả, bọn hắn ở trong lòng không ngừng đánh tính toán nhỏ. Bọn hắn nghĩ thông suốt sau đó bọn hắn mới lên đường, trước hết đứng ở La Thiên Hải đám người bên kia, cuối cùng lấy được lợi ích khẳng định có thể nhiều hơn một chút. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn nhanh chóng lướt về phía La Thiên Hải đám người ba cái lão giả. Bàn tay hắn đột nhiên một phen, một đóa ba màu hỏa diễm nhất thời từ trong bàn tay của hắn bốc lên. Ngón tay của hắn bắn ra. Thanh viêm nhanh chóng hướng về ba cái kia lão giả bạo. Bắn. Mà đi. Lên cấp thành ba màu hỏa diễm thanh viêm, nhiệt độ của nó sớm đã là có thể đốt cháy chết thần vương cảnh sơ kỳ được rồi. Tốc độ của nó tự nhiên cũng cực kỳ nhanh, thậm chí có chút đã vượt qua ba cái kia thần vương cảnh sơ kỳ lão giả. Ba cái kia trên mặt mang theo nụ cười thần vương cảnh sơ kỳ lão giả, còn không có đợi bọn hắn tới gần La Thiên Hải đám người. Thanh viêm đã là đến gần rồi. Đang đến gần sau. Xì xì. Một tiếng. Thanh viêm lập tức xuyên thấu thứ một ông già ngực. Trực tiếp chui vào trái tim của hắn. Sau đó từ nơi này thứ một cái sau lưng của ông lão nhô ra, lại xuyên thấu tiến vào cái thứ hai lão giả ngực, chui vào trái tim của hắn bên trong. Cuối cùng từ nơi này cái thứ hai lão giả sau lưng nhô ra, xuyên thấu tiến vào cái thứ ba lão giả ngực, đi vào trái tim của hắn. Từ sau lưng của hắn bốc lên sau khi đi ra, thanh viêm một lần nữa về tới Diệp Thần Phong trong bàn tay. Mà ba cái kia thần vương cảnh sơ kỳ lão giả. Chỉ thấy tại ngực của bọn họ toàn bộ xuất hiện một cái hỏa diễm thiêu đốt sau lỗ máu, xuyên thấu qua lỗ máu căn bản không nhìn thấy trái tim của bọn họ, trái tim của bọn họ cũng toàn bộ được thanh viêm cho đốt cháy thành cho bụi rồi. Ba tên thần vương cảnh sơ kỳ lão giả, chỉ là một cái trong phút chốc. Toàn bộ đã bị chết ở tại thanh viêm trong tay. Ba người bọn hắn thi thể từ giữa không trung ngã rơi đến trên mặt đất. Đây chính là lòng tham một cái giá lớn. Chu vi những kia nguyên bản cũng nóng lòng muốn thử người tu luyện, bọn hắn đang nhìn đến ba tên thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, trong nháy mắt đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay, này không khỏi cũng quá khoa trương một điểm, có mấy người bị dọa đến là cả người run lên một cái. Tuy nói bọn hắn cũng đúng Diệp Thần Phong bí mật cảm thấy rất hứng thú, nhưng bọn họ vẫn là càng coi trọng tính mạng của mình. La Thiên Hải mấy người cũng hơi sững sờ, bọn hắn đối Diệp Thần Phong trong tay thanh viêm tràn đầy hứng thú, bọn hắn có thể thấy được đó là thiên địa chi hỏa, hơn nữa nhiệt độ đến thần vương cảnh sơ kỳ thiên địa chi hỏa, chuyện này quả thật là có thể gặp mà không thể cầu bảo vật a hát. La Thiên Hải cùng Hoa Vạn Sông các loại năm người. Bọn hắn bóng người lập tức xuất hiện tại Diệp Thần Phong bốn phía, đem Diệp Thần Phong cấp bao vây ở trong đó. Xem ra một hồi chân chính đại chiến là không thể tránh được rồi. Tấu chương xong. Chương 2330, các ngươi yếu chơi, ta phụng bồi. Tại đem Diệp Thần Phong vây quanh ở trong đó sau. Hoa Vạn Sông đối với Chu Vi xem cuộc chiến người tu luyện quát, các ngươi chỉ muốn đối phó Thiên Nguyên Cổ Thành người là được rồi. Chờ đến chúng ta đem tiểu tử này bắt, chính là chúng ta bình định Thiên Nguyên Cổ Thành thời điểm. Chu Vi xem cuộc chiến người tu luyện, bọn hắn khi nghe đến Hoa Vạn Sông lời nói sau, bọn hắn lần thứ hai nhao nhao muốn thử, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong là Thiên Nguyên Cổ Thành trong mọi người đáng sợ nhất,
Về phần Thiên Nguyên cổ thành những người khác, thực lực mạnh nhất Triệu Tấn Bằng, cũng đã sớm tại ngày hôm qua giao đấu bên trong bị thương. Mà bọn hắn những này người xem cuộc chiến bên trong, thần vương cảnh cường giả còn có một chút, chỉ cần bọn hắn liên thủ lại, yếu kéo dài ở Thiên Nguyên cổ thành những người còn lại, đây cũng là không thành vấn đề. Tại Hoa Vạn Sông dứt tiếng không bao lâu. Rốt cuộc có thần vương cảnh người đang xem cuộc chiến là không nhẫn nại được, bây giờ Diệp Thần Phong được bao vây, không cần phải lo lắng Diệp Thần Phong đột nhiên động thủ, có người thứ nhất hành động, sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Rất nhanh ở xung quanh xem cuộc chiến thần vương cảnh cùng thiên thần cảnh người tu luyện, hầu như hết thảy người tu luyện đều hướng về Triệu Tấn Bằng cùng Ngô Lăng Hương đám người lao đi rồi, người của song phương số thật sự là không ở một cái tỷ lệ thượng. Cho dù Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên sức chiến đấu không sai, liền tính trong tay các nàng có tiên khí có thể sử dụng, nhưng hai người bọn họ dù sao cũng chỉ là thiên thần cảnh tu vi, đối mặt nhiều như thế cường giả vây công, các nàng trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá vòng vây đi giúp đỡ Diệp Thần Phong. Đương nhiên còn có một số ít người tu luyện, đến cuối cùng bọn hắn cũng không có lựa chọn gia nhập chiến đấu, trong bọn họ tâm vẫn có một ít lương tri. Bọn hắn biết này hoàn toàn là Tiêu Giao Cung nhóm thế lực thô bạo vô lý, bọn hắn chỉ là tại một bên tiếp tục quan chiến, làm ra hai bên không giúp bên nào lựa chọn. Triệu Tấn Bằng cùng Ngô Lăng Hương đám người bên này, bọn hắn đã là cùng lướt tới người tu luyện chiến thành một đoàn, các loại rực rỡ chiến kỹ cùng bí pháp ở trong không khí liên tiếp thi triển. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên tuy nói tại thiên thần cảnh, nhưng hai người bọn họ sức chiến đấu tuyệt đối không kém. Các nàng từng người lấy ra từ bên trong gia tộc mang ra ngoài tiên khí. Có thể nói tiên khí vừa ra, hai người bọn họ sức chiến đấu là mức độ lớn bay lên. Mà tới Diệp Thần Phong vây quanh Hoa Vạn Sông cùng La Thiên Hải đám người. Trong đó Hoa Vạn Sông trong tay xuất hiện một cái màu đỏ đại đao, cái này màu đỏ trên đại đao hiện ra ánh đao màu đỏ ngòm. Khi hắn đem linh khí truyền vào hắn về sau, có nồng nặc gai mũi mùi máu tanh từ trong đó bốc lên. Tại trên thân đao phảng phất có tiên huyết đang lưu chuyển. Này chính là Thiên Kiếm Tông tiên khí Trảm Thiên Nhận. Lúc trước Lý Nguyên Mục đi tới Thiên Nguyên cổ thành thời điểm, hắn sử dụng tới một lần Trảm Thiên Nhận. Tại Hoa Vạn Sông trong tay xuất hiện Trảm Thiên Nhận, đem trong cơ thể mãnh liệt linh khí truyền vào trong đó, sau đó từ Trảm Thiên Nhận bên trong tản ra cực hạn uy thế, từng tầng uy thế hướng về Diệp Thần Phong đánh tới. Đối mặt Hoa Vạn Sông cùng La Thiên Hải đám người vây công, Diệp Thần Phong xác thực rất có áp lực, hắn bây giờ duy nhất có tiên khí chính là hắc ám tiên khí tử vong hòm quan tài rồi. Nhưng kia hắc ám tiên khí là giết địch 1.000 tự tổn 800, hơn nữa tử vong hòm quan tài một mực nằm ở phong ấn trạng thái, tại không có cần thiết dưới tình huống, Diệp Thần Phong không muốn sử dụng tử vong hòm quan tài, ai biết sử dụng tử vong hòm quan tài sau sẽ là hậu quả gì. Tiên khí cũng là có đẳng cấp phân chia. Căn cứ Lão Bạch cùng Lão Hắc từng nói, tử vong hòm quan tài tại viễn cổ thời đại nhưng là phi thường kiểu như châu bò, càng là kiểu như châu bò hắc ám tiên khí, e sợ sử dụng về sau tác dụng phụ cũng càng lớn. Nhưng tiên khí có thể tăng lên lực công kích cũng cực kỳ to lớn, Diệp Thần Phong đối mặt La Thiên Hải cùng Hoa Vạn Sông đám người liên thủ, hắn đã là phần thắng không lớn. Càng đừng nói trong tay đối phương còn có tiên khí. Tại Diệp Thần Phong trong lòng suy tư thời khắc, chỉ thấy Hoa Vạn Sông thân ảnh chuyển động. Hắn trong giây lát phung ra tay bên trong Trảm Thiên Nhận. Một đao hướng về Diệp Thần Phong bổ tới. Trong không khí một đạo cự đại đao ảnh nhanh chóng ngưng tụ mà thành, từ trên bầu trời hướng về Diệp Thần Phong bổ tới. Màu máu đỏ to lớn đao ảnh thật giống đem bầu trời đều nhiễm đỏ. Một đao kia phảng phất là đến từ ở trên 9 tầng trời. To lớn đao ảnh vẫn không có tới gần mặt đất đã là trở nên chia 5 xẻ 7 được rồi. Cực hạn cảm giác một ngạt cùng đau khí, để Diệp Thần Phong thân chịu áp lực đột nhiên gia tăng mãnh liệt, trong cơ thể hắn đã vận hành lên tứ tinh bí pháp Thiên Lôi Tránh Pháp Môn. Thiên Lôi nhanh chóng thi triển. Tốc độ của hắn lập tức tăng vọt, hắn nhanh chóng tránh né mạnh mẽ một đao. Khi hắn tránh né Hoa Vạn Sông một đao này thời điểm, chỉ thấy La Thiên Hải trong tay xuất hiện một cái màu đen kịt thật dài xiềng xích, từ nơi này căn xiềng xích bên trên tản ra một loại phệ hồn lực lượng. Này chính là Tiêu Giao Cung chân chính tiên khí Hỗn Thiên Khóa. Tiên khí trên trời huyền giới là cực kỳ hiếm thấy, xem ra lần này Tiêu Giao Cung cùng Thiên Kiếm Tông thật sự thanh ép đáy hòm toàn bộ lấy ra rồi.
tại Diệp Thần Phong hiểm mà lại hiểm tránh thoát Hoa Vạn Sông một đao kia đồng thời. La Thiên Hải đã sớm đem linh khí truyền vào hỗn thiên khóa bên trong. Toàn bộ hỗn thiên khóa trở nên hắc lóng lánh, hắn đem hỗn thiên khóa hướng về Diệp Thần Phong ném đi, đi thôi. Toàn bộ hỗn thiên khóa kỹ như biến thành một cái màu đen trường xà, tựa như tia chớp hướng về Diệp Thần Phong đánh tới, thật giống có thể đem thế gian hết thảy đều khóa lại như thế. Mới tránh thoát Hoa Vạn Sông một đao kia Diệp Thần Phong, hắn lần này là đến không kịp né tránh rồi. Toàn bộ thật dài hỗn thiên khóa lập tức đem Diệp Thần Phong cho quấn chặt lấy rồi, làm cho hắn không cách nào nhúc nhích mảy may. Được hỗn thiên khóa lượn quanh ở Diệp Thần Phong, hắn cảm giác chỉ cần thân thể hơi quằn quại, này hỗn thiên khóa quấn quanh lực liền sẽ tăng cường. Huống hồ sử dụng hỗn thiên khóa La Thiên Hải là thần vương cảnh đỉnh phong cường giả, chiến lực của hắn yếu so với trước kia tạm thời tăng lên tới thần vương cảnh đỉnh phong La Thiên Giang mạnh hơn rất nhiều. Được hỗn thiên trói buộc ở sau. Chỉ thấy cái kia Kim Hồng Thăng cũng có hành động rồi. Trong tay hắn xuất hiện một cái màu xanh kim loại gậy, tại đây căn kim loại gậy trên có khắc một ít dường như nòng nọc giống như văn tự, khi hắn đem linh khí truyền vào gậy bên trong sau đó chỉ thấy gậy bữa nay lúc hào quang màu xanh tăng mạnh. Này chính là kim gia nửa bước tiên khí thông thiên côn. Kim Hồng Thăng lập tức hướng về Diệp Thần Phong vung xuống một côn. Một côn vung ra. Côn ảnh liên tục. Giống như bài sơn đảo hải bình thường, hướng về Diệp Thần Phong phả vào mặt. Này bài sơn đảo hải côn ảnh, cho người một loại muốn tránh cũng không được cảm giác. Chớ nói chi là được hỗn thiên khóa khốn trụ được Diệp Thần Phong, hắn căn bản vô pháp tránh né, hết thảy côn ảnh trong nháy mắt đánh vào Diệp Thần Phong trên người. Ầm, 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 vang trầm âm thanh không ngừng. Trên thân thể gặp bài sơn đảo hải côn ảnh, Diệp Thần Phong quần áo nhất thời rách nát, trên người hắn rất nhiều da thịt cũng toàn bộ nứt lái tới, thậm chí xương cũng vỡ vụn không ít, cả người lập tức được tiên huyết cho tràn ngập. Thân thể được hỗn thiên khóa quấn quanh, lại đã gặp phải thông thiên côn công kích, Diệp Thần Phong bên trong thân thể nhất thời bị nội thương nghiêm trọng, Tiêu Giao Cung bọn hắn chỗ lấy ra tiên khí, tối đa chỉ là hạ đẳng nhất tiên khí mà thôi. Diệp Thần Phong che kín tiên huyết gương mặt lộ ra điên cuồng nụ cười, đã như vậy hắn chuẩn bị lấy ra hắc ám tiên khí tử vong hòm quan tài rồi, thanh âm hắn lạnh lẽo quát lên, các ngươi muốn chơi, ta tiếp tới cùng. Chương 2331, phòng ấn mở ra. Tiểu tử, cho tới bây giờ còn mạnh miệng, cho dù ngươi mở ra vô thượng huyết mạch thì lại làm sao? Cho dù chiến lực của ngươi phi phàm thì lại làm sao? Tu vi của ngươi chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ, lẽ nào tập hợp chúng ta mấy người lực lượng, chả không diệt được ngươi sao? Khống chế hỗn thiên khóa La Thiên Hải, hắn nghe đến thời khắc này Diệp Thần Phong còn dám ăn nói ngông cuồng, trên mặt hắn là cười gằn không ngớt. Nơi xa được một đoàn người tu luyện vây quanh Triệu Tấn Bằng, Ngô Lăng Hương cùng Bạch Tiểu Nhu đám người, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong cả người da chóc thịt bong, thậm chí xương đều vỡ vụn rất nhiều dáng dấp, bọn hắn dồn dập trong lòng căng thẳng, mắt thấy Diệp Thần Phong được tiên khí hỗn thiên khóa cho vây khốn, tại tiếp tục như vậy Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vây quanh tu luyện của bọn hắn người nhiều lắm, đại thể toàn bộ là thiên thần cảnh cùng thần vương cảnh. Những người tu luyện này đồng thời liên thủ lại sức chiến đấu cũng không yếu, con kiến có thêm vẫn có thể gặm chết voi lớn đây. Triệu Tấn Bằng cùng Ngô Lăng Hương bọn người trên thân khí thế cực hạn bạo phát, bọn hắn mỗi ra tay một lần đều là sát chiêu, bọn hắn muốn phải nhanh một chút đi cứu viện Diệp Thần Phong. Vung ra một côn Kim Hồng Thăng, hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong máu me đầm đìa bộ dáng, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn rốt cục đợi được cái ngày này. Hắn Kim gia bây giờ chỉ còn dư lại chính mình một vị lão tổ rồi, còn lại lão tổ toàn bộ là bởi vì Diệp Thần Phong mà chết, còn có Kim gia đệ nhất thiên tài cũng chết tại Diệp Thần Phong trên tay, có thể nói bọn hắn Kim gia thế lực là mức độ lớn giảm bớt rồi, hắn làm sao có thể không căm hận Diệp Thần Phong. Tại Kim Hồng Thăng muốn phải tiếp tục phung ra thông thiên côn thời điểm, Hoa Vạn Sông nói, Lưu tiểu tử này một hơi, chúng ta còn muốn đối với hắn tiến hành siêu hồn. Bí mật trên người hắn nhưng là phi thường hấp dẫn người. Kim Hồng Thăng gật gật đầu, hắn đồng dạng đối Diệp Thần Phong bí mật cảm thấy rất hứng thú, trong cơ thể mãnh liệt linh khí truyền vào thông thiên côn bên trong, trong tay hắn thông thiên côn nhất thời hơi run lên, quát lên, tiểu tử, người nói thừa bị bao nhiêu côn sau đó người mới sẽ sống dở chết dở đâu này. Người nên may mắn bí mật trên người của ngươi chúng ta cảm thấy hứng thú,
bằng không ngươi sẽ chết càng tăng nhanh hơn. La Thiên Hải cực hạn khống chế quấn chặt lấy Diệp Thần Phong hỗn thiên khóa, mà Lý Nguyên Mục cùng Triệu Vạn Trung vì không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hai người bọn họ cũng đem linh khí truyền vào hỗn thiên khóa bên trong. Làm cho hỗn thiên khóa quấn quanh lực lượng trở nên càng thêm cực hạn. Cả người máu rầm rề Diệp Thần Phong, hắn liền bất tử kim thân cũng không có thi triển, trên mặt hắn vẻ mặt chỉ là càng ngày càng lạnh như băng, đối với La Thiên Hải loại này chút ra vẻ đạo mạo lão già. Trong lòng của hắn là cực kỳ khinh bỉ, trên người cảm giác đau cũng làm cho hắn lửa giận bắt đầu cháy rừng rực. Mà lúc này, Kim Hồng Thăng trong tay Thông Thiên Côn lần thứ hai vung ra rồi. Thông Thiên Côn thượng hào quang màu xanh mãnh liệt bạo phát. Không khí chấn động, nhất cổ đâm nhói màng tai tiếng rít vang vọng ra, chỉ thấy cả cây Thông Thiên Côn bên trong uy thế xung thiên, mãnh liệt như hồng thủy màu xanh linh khí từ trong đó lao ra. Lúc này không có hình thành rậm rạp chằng chịt côn ảnh rồi, mà là chỉ tạo thành một cái cực kỳ to lớn màu xanh côn ảnh. Lớn vô cùng màu xanh côn ảnh, hướng về Diệp Thần Phong ép tới, ẩn chứa trong đó cực hạn power, thậm chí là không gian cũng vặn vẹo lên, tuy nói Thông Thiên Côn chỉ là nửa bước tiên khí, nhưng gia tăng sức chiến đấu cũng cực kỳ tốt rồi. To lớn màu xanh côn ảnh không ngừng áp sát Diệp Thần Phong. Bây giờ Diệp Thần Phong đã là bị thương. Cho dù sức phòng ngự của hắn cường hãn hơn nữa, nếu như được một côn này đánh trúng, chỉ sợ hắn cũng phải thoi thóp rồi. Đương nhiên Diệp Thần Phong là có thể thi triển bất tử kim thân, nhưng giờ khắc này hắn sớm đã đem bất tử kim thân ném ra sau đầu rồi. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, hắn phải đem mấy cái này lão già toàn bộ nện thành bánh thịt. Xa xa Triệu Tấn Bằng, Ngô Lăng Hương cùng Bạch Tiểu Nhu đám người. Bọn hắn nhìn thấy cái kia áp sát Diệp Thần Phong to lớn màu xanh côn ảnh sau đó trong lòng bọn họ lo lắng vạn phần, trong đó Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên bùng nổ ra cực hạn kinh người sức chiến đấu. Dựa vào trong tay tiên khí, hai người bọn họ rốt cục thoát khỏi dây dưa, nhưng nàng nhóm đã là không kịp chạy tới giúp đỡ Diệp Thần Phong rồi. Lại có thêm hai người bọn họ trải qua vừa vặn chiến đấu, linh khí hao tổn không ít, đặc biệt là khống chế tiên khí. Linh khí liền hao tổn càng nhanh hơn rồi. Huống hồ tu vi của các nàng chỉ là thiên thần cảnh mà thôi, đối mặt thần vương cảnh trung kỳ Kim Hồng Thăng, thi triển nửa bước tiên khí có thể phát huy ra chiêu thức. Cho dù làm cho các nàng chạy tới, các nàng muốn chống đỡ được cũng rất khó khăn. To lớn màu xanh côn ảnh hoàn toàn tới gần, cầm trong tay Thông Thiên Côn Kim Hồng Thăng, hắn đầy mặt âm trầm cười gằn. La Thiên Hải cùng Hoa Vạn Sông các loại những người còn lại, bọn hắn cũng là một bộ vận trù duy ác dáng dấp. Kết quả này sớm liền tại dự liệu của bọn hắn chi bên trong. Bọn hắn nhưng là liền tiên khí đều toàn bộ lấy ra rồi, hơn nữa còn là mấy người bọn họ liên thủ, chẳng lẽ còn không chiến thắng được thần vương cảnh sơ kỳ Diệp Thần Phong sao? Tại to lớn màu xanh côn ảnh yếu đánh vào Diệp Thần Phong trên người thời điểm, hắn lạnh lẽo khuôn mặt lộ ra lãnh đạm cười gằn, miệng quát quang dựa vào các ngươi những này lão thất phu, liền muốn để cho ta Diệp Thần Phong sống dở chết dở. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Một tiếng. Một vệt bóng đen nhất thời chắn Diệp Thần Phong trước mặt. Này đạo cái bóng màu đen đem to lớn màu xanh côn ảnh cho chống đỡ cản lại, đợi đến người ở chỗ này xem bóng đen này thời điểm, thình lình phát đây là một khẩu thụ lập đen nhánh vô cùng quan tài, này chiếc quan tài cho người một loại cảm giác quái dị. Diệp Thần Phong trực tiếp dụng ý nhận thức, thanh hắc ám tiên khí tử vong hòm quan tài, từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy ra ngoài. Bởi vì thanh viêm nhiệt độ chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ, La Thiên Hải đám người thực lực toàn bộ cao hơn thần vương cảnh sơ kỳ, cho nên thanh viêm vào lúc này là không giúp được quá lớn bể bộn rồi. Bây giờ tử vong hòm quan tài được Diệp Thần Phong phong ấn, dù sao tử vong hòm quan tài khí tức thật là đáng sợ, còn có trước đó gặp lão Bạch cùng lão Hắc người quen quỷ vật lão quỷ. Bởi vì lão quỷ thuộc về là quỷ vật, chỉ có thể sinh tồn tại tử khí cùng âm khí rất nặng địa phương. Mà lão quỷ cũng cố ý muốn đi theo lão Bạch cùng lão Hắc, chỗ lấy cuối cùng Diệp Thần Phong đem lão quỷ để vào tử vong hòm quan tài bên trong. Tử vong hòm quan tài bên trong tử khí vừa vặn là lão quỷ cần có. Lão quỷ này dù sao cũng có thần tôn cảnh thực lực, chỉ là trong tình huống bình thường lão quỷ không thể từ tử vong hòm quan tài bên trong đi ra, trừ phi là lại tìm đến một chỗ tử khí cùng âm khí rất nặng địa phương. Tử vong hòm quan tài đã sớm là bị Diệp Thần Phong cho đã luyện hóa được. Hắn và tử vong hòm quan tài trong lúc đó có một loại liên hệ chặt chẽ rồi.
tại tất cả mọi người vẫn không có bởi vì tử vong hòm quan tài tỉnh hồn lại thời điểm. Diệp Thần Phong trong cơ thể điên cuồng phun trào linh khí, hắn linh khí hướng về tử vong hòm quan tài tuôn tới, bởi vì phong ấn là hắn bày, cho nên hắn mở ra chính mình chỗ bày phong ấn là tối cực kỳ đơn giản rồi. La Thiên Hải trước tiên phản ứng lại, cảm thụ không có cởi ra phong ấn tử vong hòm quan tài, hắn căn bản cảm giác không ra bất kỳ khí tức đến, dù như thế nào cảm giác đây chỉ là một khẩu đặc thù chất liệu quan tài, cho nên mới có thể chống lại nửa bước tiên khí một đòn. La Thiên Hải quát lên, này chiếc quan tài là vì chính ngươi chuẩn bị sao? Lão phu ta ngược lại muốn xem ngươi vẫn có thể đùa nghịch suốt trò gian gì đến. Chỉ là La Thiên Hải vừa dứt lời. Tử vong hòm quan tài thượng phong ấn đã bị Diệp Thần Phong giải khai. Phong ấn được cởi ra trong nháy mắt, tử khí từ tử vong hòm quan tài bên trong nhất thời tràn ngập ra. Nhất cổ ngập trời màu đen uy thế, từ tử vong hòm quan tài thượng phóng lên trời, làm cho bầu trời cũng nhiễm lên một tầng màu đen. Từ tử vong hòm quan tài bên trong truyền ra nhất cổ nóng lòng muốn thử cảm giác. Tử vong hòm quan tài không có gặp phải Diệp Thần Phong trước đó. Vẫn là nằm ở đáy biển chỗ sâu, tại gặp phải Diệp Thần Phong sau đó có hắn người chủ nhân này, cũng một mực nằm ở trong phong ấn, xem ra nó là phi thường khát vọng tiên huyết cùng giết chóc mùi vị. Chương 2332, Hắc ám tiên khí oai. Phong ấn mở ra, toàn bộ màu đen kỳ tử vong hòm quan tài lập tức trở nên xuẩn xuẩn rục động. Tử vong hòm quan tài cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó có một loại liên hệ chặt chẽ. Phảng phất là cảm giác được chủ nhân của mình bị nhốt rồi. Từ tử vong hòm quan tài bên trong bùng nổ ra nhất cổ sức mạnh kinh người, nguồn sức mạnh này hướng về Diệp Thần Phong đánh tới. Cách cách, cách cách, cách cách, được nguồn sức mạnh này xung kích đến Diệp Thần Phong, hắn không có bất cứ chuyện gì, mà quấn chặt lấy hắn hỗn thiên khóa, trong nháy mắt bị chấn đoạn thành rất nhiều tiết, cuối cùng thoát rơi trên mặt đất. Hỗn thiên khóa trực tiếp được tử vong hòm quan tài sức mạnh cho đánh gãy. Hướng về trong đó không ngừng truyền vào linh khí La Thiên Hải, Lý Nguyên Mục cùng Triệu Văn Trung ba người này, bọn hắn lập tức nhận lấy không nhỏ phản phệ lực lượng, yết hầu khẩu ngòn ngọt, máu tươi từ ba người bọn hắn miệng bên trong phun ra tung tóe. Thoát khỏi hỗn thiên khóa Diệp Thần Phong, hắn một cái tay chống tại tử vong hòm quan tài thượng, thân thể dựa vào tử vong hòm quan tài. Có thể là bởi đã luyện hóa được tử vong hòm quan tài nguyên nhân. Này tử vong hòm quan tài vừa giải phong, Diệp Thần Phong lập tức được tử vong hòm quan tài ảnh hưởng đến, trên mặt hắn vẻ mặt lạnh như băng quật, trong con ngươi mang theo điểm một chút khát máu ánh mắt. Ở đây chẳng ai nghĩ tới Kim Hồng Thăng một côn này vung ra, cuối cùng hội là kết quả như thế. Diệp Thần Phong rõ ràng lấy ra một cái quỷ dị quan tài, hơn nữa tiêu giao cung tiên khí hỗn thiên khóa, ở một cái trong phút chốc liền bị chấn bể, phải biết đây chính là tiên khí đây này a hát. Làm sao sẽ như vậy không đỡ nổi một đòn? Tử vong hòm quan tài đến từ chính viễn cổ thời đại sơ kỳ, bây giờ cái thời đại này biết tử vong hòm quan tài người hầu như không có. Tiêu giao cung bọn hắn tiên khí nhiều lắm cũng coi là tiên khí bên trong hạ đẳng nhất, mà chết hòm quan tài năm đó ở viễn cổ thời đại sơ kỳ cũng là hoành hành qua, hắn cấp bậc nhất định phải vượt qua những này cấp thấp nhất tiên khí, hơn nữa còn không là vượt qua một điểm hai điểm. Một vệt âm thanh truyền vào Diệp Thần Phong trong đầu, ngươi cần phải kiềm chế một chút a hát. Ta còn tại tử vong hòm quan tài bên trong đây. Này truyền vào Diệp Thần Phong trong đầu thanh âm, hẳn là tới từ ở tử vong hòm quan tài bên trong lão quỷ. Cảm giác càng ngày càng khát máu Diệp Thần Phong, hắn hướng về tử vong hòm quan tài bên trong truyền âm một câu, yên tâm, lão quỷ tiền bối, chỉ cần không mở ra tử vong hòm quan tài nắp quan tài, ngươi thì sẽ không có bất kỳ chuyện gì. Tại Diệp Thần Phong cho lão quỷ truyền âm thời điểm, cầm trong tay tiên khí Trảm Thiên Nhận Hoa Vạn Sông, hắn mắt thấy tình huống không ổn. Hắn quát lên, không thể làm lỡ thời gian, nhất định muốn lập tức trừ đi tiểu tử này, chúng ta cũng không cần để lại người sống rồi, tiểu tử này thực sự thật là quỷ dị. Trong miệng phun ra tiên huyết La Thiên Hải, Lý Nguyên Mục cùng Triệu Vạn Trung. Ba người bọn hắn lập tức tỉnh táo lại, trong đó La Thiên Hải trong lòng đau lòng không ngớt. Hỗn thiên khóa nhưng là bọn hắn tiêu giao cung tiên khí a hát. Bây giờ lại nói hủy liền bị hủy diệt. Hắn lửa giận trong lòng bạo phát đã đến cực hạn. Tại Hoa Vạn Sông cùng La Thiên Hải đám người chuẩn bị đồng thời công kích thời điểm. Một tay chống tại tử vong hòm quan tài thượng Diệp Thần Phong,
trong cơ thể hắn linh khí đột nhiên rót vào đã đến trong đó. Oanh, một tiếng. Tử vong hòm quan tài bốn phía không gian lập tức nhộn nhạo ra, từng tầng màu đen nồng nặc tử khí. Từ tử vong hòm quan tài bên trong bộc phát ra, tấn mãnh hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch tán. Vốn là muốn yếu tiếp cận Diệp Thần Phong Mô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên, các nàng đột nhiên nghe được trong đầu Diệp Thần Phong truyền âm nhắc nhở, đồng thời hai người bọn họ cũng lập tức cảm thấy không ổn. Cái kia từ tử vong hòm quan tài bên trong bộc phát ra khí tức tử vong, thật giống liền Diệp Thần Phong đều không thể triệt để trưởng khống, các nàng lập tức sau này chợt lui mà đi, đồng thời đối với Triệu Tấn Bằng đám người quát lên, mau lui lại. Ngô Lăng Hương, Giang Thải Huyên cùng Triệu Tấn Bằng các loại một đám thiên nguyên cổ thành người, bọn hắn cấp tốc chợt lui, tại lui ra mấy trăm mét sau. Bọn hắn mới xem như là rời khỏi tử vong hòm quan tài tử khí bao trùm phạm vi. Đây là Diệp Thần Phong không có cực hạn thôi phát tử vong hòm quan tài nguyên nhân, nếu như hắn cực hạn thôi phát, chết như vậy vong hòm quan tài chỗ bùng nổ ra tử khí phạm vi bao trùm nhất định sẽ càng thêm rộng khắp. Một ít không có đúng lúc lui ra người tu luyện, bọn hắn tiến vào tử vong hòm quan tài nồng nặc tử khí bao trùm phạm vi sau. Tử khí đang nhanh chóng chui vào thân thể của bọn họ bên trong. Càng thực lực đó chỉ có thiên thần cảnh một tầng đến năm tầng người tu luyện. Thân thể của bọn họ đang nhanh chóng biến thành màu đen, bên trong thân thể sinh cơ cũng đang nhanh chóng bị thôn phệ, chỉ là một sẽ thời gian, những người tu luyện này toàn bộ tắt thở bỏ mình. Mà hướng về Diệp Thần Phong công kích La Thiên Hải cùng Hoa Vạn Sông đám người, bọn hắn cũng không có ai nhắc nhở, cho nên bọn hắn cũng trong nháy mắt tiến vào nồng nặc tử khí phạm vi bên trong. Từng tầng màu đen nồng nặc tử khí, từ tử vong hòm quan tài bên trong cuồn cuộn không đoạn nhô ra. Trên mặt đất thực vật toàn bộ trong nháy mắt khô héo tử vong, liền ngay cả bùn đất cũng trở thành một loại làm người ta sợ hãi màu đen, dường như được nhiễm lên một tầng mực nước bình thường. Tuy nói là Thiên Hải đám người là thần vương cảnh cường giả, thế nhưng được nơi này tử vong hòm quan tài bên trong tử khí xâm vào bên trong thân thể sau. Bọn hắn cũng cảm giác cả người cực hạn khó chịu, thậm chí yếu liền linh khí cũng vận chuyển không trôi chảy rồi. Phải biết tử vong hòm quan tài bên trong nồng nặc tử khí không phải là bình thường tử khí. Này đặc thù tử khí cũng là tử vong hòm quan tài power lớn nhất. Cầm trong tay Trảm Thiên Nhận Hoa Vạn Sông, hắn lập tức quát lên, mau chút đem linh khí cùng ta đồng thời truyền vào Trảm Thiên Nhận. Tại Hoa Vạn Sông tiếng quát bên dưới. La Thiên Hải, Triệu Vạn Trung, Lý Nguyên Mục cùng Kim Hồng Thăng, bọn hắn đồng thời đem linh khí truyền vào Trảm Thiên Nhận bên trong. Cuối cùng do Hoa Vạn Sông khống chế Trảm Thiên Nhận. Trảm Thiên Nhận bên trên huyết quang đầy trời. Một đạo có thể khai thiên tích địa đỏ như màu máu đao ảnh từ Trảm Thiên Nhận bên trong lao ra, từ trên bầu trời hạ xuống. Hướng về Diệp Thần Phong bổ xuống. Một đao này power nhưng là tập hợp Hoa Vạn Sông mấy người này sức mạnh, có thể nói là power phi phàm, thiên nguyên cổ thành bên ngoài toàn bộ mặt đất, tại một đao này xung kích dưới. Toàn bộ mặt đất nhất thời trầm xuống chừng 10 thước, trên mặt đất cũng che kín dường như mạng nhện giống như vết rạn nứt. Diệp Thần Phong nhìn thấy một đao kia đánh xuống. Hắn đem tử vong hòm quan tài dở lên, đem linh khí không ngừng truyền vào trong đó đồng thời, hắn trực tiếp một chưởng đẩy ở tử vong hòm quan tài quan đáy ngọn nguồn, toàn bộ tử vong hòm quan tài hướng về giữa bầu trời bổ xuống huyết hồng sắc đao ảnh phóng đi. Tới gần đỏ như màu máu đao ảnh tử vong hòm quan tài. Trong đó cực hạn tiên khí uy thế lan tràn ra, toàn bộ tử vong hòm quan tài cũng bị hắc sắc tử khí cho bao phủ lại rồi. Oanh, một tiếng. Đỏ như màu máu đạo ảnh trực tiếp được tử vong hòm quan tài cho tách ra rồi, mà chết hòm quan tài lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Phảng phất đã sớm đoán được cái kết quả này. Đầy mặt lạnh lẽo cùng khát máu Diệp Thần Phong, thân ảnh của hắn trong nháy mắt đạp không mà lên, hắn nâng đỡ giữa bầu trời tử vong hòm quan tài. Hướng về trong đó lần thứ hai truyền vào linh khí đồng thời, thân ảnh của hắn hướng về dưới đáy La Thiên Hải đám người lao đi. Nồng nặc vô cùng tử khí còn tại từ tử vong hòm quan tài bên trong cuồn cuộn không đoạn nhô ra. La Thiên Hải bọn người thân thể cũng cảm giác càng ngày càng khó chịu, thậm chí bọn hắn sinh cơ cũng đang chậm rãi bị thôn phệ rồi. Trong đó thực lực yếu nhất Kim Hồng Thăng phản ứng là chậm nhất, những người còn lại toàn bộ hướng về bên cạnh tránh né. Nâng tử vong hòm quan tài Diệp Thần Phong, hắn trực tiếp đem tử vong hòm quan tài hướng về Kim Hồng Thăng đập xuống.
Kim Hồng Thăng lập tức đem trong tay thông thiên côn đỉnh đầu, hắn muốn phải sống nện xuống tử vong hòm quan tài. Đáng tiếc két nhảy, một tiếng. Thông thiên côn trực tiếp được tử vong hòm quan tài va chạm đứt gãy, theo tử vong hòm quan tài tới gần, trong đó nồng nặc tử khí một tầng lại một tầng thẩm thấu tiến Kim Hồng Lít trong cơ thể, khiến hắn sinh cơ nhanh chóng thôn phệ đồng thời, trong cơ thể linh khí căn bản không vận chuyển được rồi. Tử vong hòm quan tài cuối cùng đập vào Kim Hồng Thăng trên người. Kim Hồng Thăng trực tiếp bị nện thành một cái bánh thịt, máu tươi từ tử vong hòm quan tài dưới đáy tràn ra ngoài. Chương 2333, tuyệt mệnh, tử vong thôn phệ, rơi xuống mặt đất Diệp Thần Phong. Hắn đem tử vong hòm quan tài lần thứ hai giơ lên, Kim Hồng Lít thân thể nghiễm nhiên biến thành một bãi thịt nát rồi. Từ đầu tới cuối hắn đều không có đi để ý tới trước đó trên người chịu thương, hắn giờ khắc này vẫn là máu me đầm đìa. Trên người khiêng một cái màu đen kịt quan tài, cả người máu me đầm đìa, trong con người tràn ngập khát máu dáng dấp. Diệp Thần Phong phảng phất là tới từ ở địa ngục truy hồn sứ giả bình thường. Đương nhiên này tử vong hòm quan tài là giết địch 1000 tự tổn 800, Diệp Thần Phong bên trong thân thể đồng dạng là đã gặp phải tử khí tập kích. Nhưng tình huống của hắn tốt hơn không ít, xâm nhập hắn bên trong thân thể tử khí, tuy rằng thôn vệ sinh cơ tốc độ vô cùng chậm rãi, có thể là những này tử khí càng nhiều hơn tại ảnh hưởng tâm trí của hắn, để trong lòng hắn khát máu tại vô hạn mở rộng. Thoát đi suốt nồng nặc tử khí phạm vi bao trùm Triệu Tấn Bằng cùng Ngô Lăng Hương đám người, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong đối mặt Hoa Vạn Sông đám người liên hợp công kích, rõ ràng cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải, cuối cùng trả trực tiếp đem Kim Hồng Thăng cho nện thành bánh thịt, bọn họ là không tự chủ được hít sâu một hơi. Có một phần trước đó vây công Triệu Tấn Bằng đám người người tu luyện, bọn hắn cũng là trốn ra tử khí bao trùm phạm vi, những người này tại nhìn thấy Diệp Thần Phong như thế đại phát thần uy bộ dáng sau, bọn hắn nhất thời dường như chim sợ cành cong rồi. Mà những kia lựa chọn xa xa quan chiến, hai bên không giúp bên nào người tu luyện, bọn hắn ngược lại là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hoa Vạn Sông, La Thiên Hải, Triệu Vạn Trung cùng Lý Nguyên Mục bốn người này, bọn hắn nhìn thấy Kim Hồng Thăng trực tiếp bị nện thành bánh thịt, trong lòng bọn họ được mông thượng một tầng bóng mờ, từ tử vong hòm quan tài bên trong vẫn cứ có cuồn cuộn không đoạn nồng nặc tử khí đang bốc lên. Những này tử khí liền ngay cả bọn hắn như vậy thần vương cảnh cường giả cũng không cách nào miễn dịch. Bọn hắn biết tại như vậy đi, bọn hắn rất có thể sẽ chết ở Diệp Thần Phong trong tay. Bọn hắn thật không nghĩ tới một cái thần vương cảnh sơ kỳ tiểu tử, dĩ nhiên có thể đem bọn hắn bước đến nước này. Tiêu Giao cùng La Thiên Hải cùng Triệu Vạn Trung cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong đó Triệu Vạn Trung đối với La Thiên Hải gật gật đầu. Tại Diệp Thần Phong muốn phải tiếp tục công kích thời điểm, chỉ thấy thần vương cảnh hậu kỳ Triệu Vạn Trung, hắn điên cuồng bộc phát trong cơ thể khí thế. Bàn tay của hắn nhanh chóng ở trong không khí kết ấn, một cái phức tạp dấu ấn ở trong không khí ngưng tụ mà thành. Hắn đem người bên trong bùng nổ ra hết thảy linh khí toàn bộ đẩy vào dấu ấn bên trong. Cùng lúc đó, La Thiên Hải con ngươi ngưng lại, không khí chung quanh hắn sôi trào lên, hắn trên trán bạo khởi một nhiều sợi gân xanh, bên trong thân thể của hắn linh khí bao phủ bốn phía. Tại quanh thân hắn tạo thành từng cái vòng xoáy. Một tiếng. La Thiên Hải trên bụng bỗng nhiên tuôn ra một cái lỗ máu, tại lỗ máu hình thành trong nháy mắt, cái kia phức tạp dấu ấn nhanh chóng trào vào bụng hắn thượng lỗ máu bên trong. La Thiên Hải sắc mặt trở nên dữ tợn mấy phần, Tiêu Giao Thiên Quyết. Tại Triệu Vạn Trung ngưng tụ phức tạp dấu ấn đi vào La Thiên Hải trên bụng lỗ máu bên trong sau đó chỉ thấy bụng hắn thượng lỗ máu nhanh chóng khép lại. Cùng lúc đó, hắn khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt vọt tới thần vương cảnh đỉnh phong điểm giới hạn rồi, chỉ kém một bước nhỏ là có thể bước vào nửa bước thần tôn rồi, mà trước đó tuy nói thực lực của hắn cũng đang thần vương đỉnh phong, nhưng khoảng cách nửa bước thần tôn còn kém không ít, có thể nói thực lực bây giờ của hắn so với vừa vặn muốn tăng lên rất nhiều rồi. Này Tiêu Giao Thiên Quyết chính là Tiêu Giao Cung một loại không dễ dàng thi triển bí thuật. Tiêu Giao Thiên Quyết có thể mang những người còn lại sức mạnh tạm thời trước nhờ vào lại đây, có thể điều động những người còn lại trong cơ thể linh khí để bản thân sử dụng. Bây giờ La Thiên Hải thật khí thế đột nhiên tăng vọt, vô hạn tiếp cận nửa bước thần tôn, hắn hoàn toàn là mượn Triệu Vạn Trung linh khí. Liên thủ lại lực công kích, nhất định là có chỗ phân tán, còn không bằng đem sức mạnh hội tụ tại trên người một người. Thế nhưng Tiêu Giao Thiên Quyết là có lợi có hại.
Triệu Vạn Trung tại đem linh khí mượn cho La Thiên Hải sau, hắn tại trong vòng một năm khả năng đều phải nằm không đứng lên nổi. Mà tiếp thu linh khí La Thiên Hải, tại trong vòng một năm, thực lực cũng đem được không đến bất kỳ tiến thêm. Đáng tiếc đây chỉ là Tiêu Giao Cung bí thuật, thuộc về Thiên Kiếm Tông Hoa Vạn Sông cùng Lý Nguyên Mục sẽ không, nếu như bọn hắn cũng có thể đem sức mạnh mượn cho La Thiên Hải, như vậy La Thiên Hải thật nói không chắc hội tạm thời bước vào nửa bước thần tôn, hoặc là thần tôn cảnh sơ kỳ. Tại đem sức mạnh mượn cho La Thiên Hải điều động sau đó Triệu Vạn Trung sắc mặt tái nhợt ngã xuống trên mặt đất, thâm nhập vào trong cơ thể hắn tử khí thôn vệ hắn sinh cơ tốc độ càng tăng nhanh hơn rồi. La Thiên Hải thấy thế, hắn biết không có thể làm lỡ thời gian, bàn tay của hắn nhắm ngay xung kích tới Diệp Thần Phong. Bên trong thân thể của hắn linh khí dường như lũ quét, không gian chung quanh nhất thời nứt ra rồi từng đạo màu đen vết xước. Tử vong thôn phệ. Một đạo năng lượng màu đen trùm sáng, từ La Thiên Hải trong bàn tay lao ra. Tại lao ra sau đó này đạo trùm sáng màu đen đang không ngừng mở rộng lại mở rộng, phàm là này to lớn trùm sáng chỗ xẹt qua địa phương, không gian là nhanh nhanh nứt toác, tấn mãnh hướng về Diệp Thần Phong đánh tới. Thiên Nguyên cổ thành bên ngoài cả mảnh không gian đều chấn động lên. Này tử vong thôn phệ là Tiêu Giao Cung cấm thuật, một khi thi triển, như vậy người sử dụng có cực lớn khả năng sản sinh tâm ma. Xem ra La Thiên Hải là triệt để bất cứ giá nào. Mượn Triệu Vạn Trung sức mạnh, lại tăng thêm thi triển cấm thuật, một chiêu này power rõ ràng so với vừa vặn do Hoa Vạn Sông điều khiển một đao kia cũng mạnh hơn không ít. Vừa nãy dù sao La Thiên Hải bọn hắn chỉ là dùng bình thường trong phạm vi sức mạnh, mà hôm nay là bí thuật cùng cấm thuật toàn bộ thi triển, tuy nói La Thiên Hải chỉ mượn Triệu Vạn Trung sức lực của một người, nhưng hắn công kích lực lại là tăng lên trên diện rộng rồi. Mà Hoa Vạn Sông cùng Lý Nguyên Mục phía bên kia. Tại La Thiên Hải cùng Triệu Vạn Trung thi triển Tiêu Giao Thiên Quyết thời điểm, hai người bọn họ cũng đã đạt thành nhận thức chung. Nhưng vẫn là do Hoa Vạn Sông điều khiển Trảm Thiên Nhận, Lý Nguyên Mục phụ trách từ bên hiệp trợ. Mà lần này Hoa Vạn Sông cùng Lý Nguyên Mục trên người bạo phát ra nhất cổ cực kỳ lực lượng quỷ dị, này cỗ lực lượng quỷ dị khiến cho bọn hắn khí thế trên người tăng vọt. Trảm Thiên Nhận bên trên chỗ tỏa ra hào quang màu đỏ như máu so với vừa vặn càng thêm chói mắt. Hai người bọn họ không khí chung quanh trở nên sao động cực kỳ, không gian nhanh chóng một vòng vặn vẹo lên. Hoa Vạn Sông cùng Lý Nguyên Mục đồng thời đem toàn thân linh khí truyền vào Trảm Thiên Nhận, bọn hắn không khí bốn phía đều biến thành đỏ như màu máu rồi. Trong không khí phảng phất không ngừng có tiên huyết đang chảy xuôi. Tuyệt mệnh! Hoa Vạn Sông đem Trảm Thiên Nhận vung ra. Mười thanh cực kỳ to lớn huyết hồng sắc đao ảnh, tại trên bầu trời ngưng tụ mà thành, mỗi một chiếc đao ảnh đều phải so vừa vặn cái kia một đạo đao ảnh tới mạnh mẽ, giữa bầu trời không ngừng có máu tích rải rác, phảng phất là bầu trời cũng đang chảy máu rồi. Này mười thanh lớn vô cùng đao ảnh hướng về Diệp Thần Phong chém đi. Này tuyệt mệnh đồng dạng cũng là Thiên Kiếm Tông cấm thuật. Một chiêu này có thể mang người sử dụng lực công kích gấp mấy lần tăng lên gấp đôi, nhưng chỗ trả giá cao chính là người sử dụng một khi thi triển xong, thực lực hội rút lui một cái tiểu tầng thứ. Này Hoa Vạn Sông cùng Lý Nguyên Mục cũng hoàn toàn là liều lĩnh rồi, xem ra bọn họ là muốn đem Diệp Thần Phong một đòn giết chết rồi, bọn hắn cũng rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần Phong quỷ dị, bọn hắn làm lỡ không nổi thời gian. Chương 2334, Lý Trí mất đi. Phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy to lớn năng lượng màu đen trùm sáng. Mười thanh phảng phất như có thể khai thiên tích địa to lớn đỏ như màu máu đao ảnh. Một mạch toàn bộ hướng về khiêng tử vong hòm quan tài Diệp Thần Phong bao phủ. Có thể nói lúc này bất kể là Tiêu Giao Cung La Thiên Hải cùng Triệu Vạn Trung, vẫn là Thiên Kiếm Tông Hoa Vạn Sông cùng Lý Nguyên Mục, bọn hắn toàn bộ là dùng hết tất cả sức mạnh, liền ngay cả hao tổn của mình cấm. Thuật cũng thi triển. Tiêu Giao Cung cùng Thiên Kiếm Tông lần này công kích power, thực sự muốn so vừa vặn bọn hắn liên hợp công kích mạnh mẽ thượng rất nhiều lần. Trong không khí tràn ngập từng đạo đâm người kình khí, những này kình khí hướng về bốn phương tám hướng không ngừng khuếch tán mà đi. Trống trơn là những này hình thành kình khí bên trong, cũng tràn ngập cực hạn power, những này kình khí chỉ sợ cũng không phải bình thường thiên thần cảnh cường giả có thể ngăn cản rồi. Triệu Tấn Bằng cùng Giang Thải Huyên đám người cảm nhận được cỡ này lực công kích sau đó bọn hắn từng cái chau mày, nhưng bọn họ vì yếu tránh né nồng nặc tử khí,
thân ảnh của bọn họ đã là cách xa, muốn lập tức đi qua viện trợ cũng không kịp. Vừa vặn những kia dường như chim sợ cành cong người tu luyện, bọn hắn nhìn thấy La Thiên Hải đám người không quan tâm cùng nhau công kích, sau đó bọn hắn căng thẳng thần kinh lại đã thả lỏng một chút. Thật sự là Tiêu Giao Cung cùng Thiên Kiếm Tông cái này hai chiêu lực công kích quá cường đại, trong đó tràn ngập cực hạn hủy diệt chi lực, để cho bọn họ những này cách khá xa xa người, cũng có một loại hãi hùng khiếp phía sợ hãi cảm giác. Bạch Tiểu Nhu bóng người muốn xông tới, nhưng được Triệu Tấn Bằng cho cản lại rồi, hắn nói, Tiểu Nhu, không nên vọng động, người bây giờ đi qua sẽ chỉ là chịu chết, chúng ta bây giờ căn bản không giúp được Thần Phong rồi. Nếu như Thần Phong bại, như vậy chúng ta nơi này tất cả mọi người, hôm nay khẳng định cũng chắc chắn phải chết rồi. Oanh, một tiếng. Tại Triệu Tấn Bằng lo âu buồn phiền dứt tiếng đồng thời. Cái kia to lớn năng lượng màu đen trùm sáng. Cái kia 10 thanh to lớn huyết hồng sắc đao ảnh. Đem Diệp Thần Phong trong nháy mắt cắn nuốt ở trong đó, đao ảnh cùng trùm sáng hướng ở trên người hắn trong nháy mắt, toàn bộ nổ tung ra. Đầy trời màu đỏ uy thế cùng màu đen uy thế bao phủ tất cả, để tầm mắt của người căn bản nhìn không rõ rồi, Diệp Thần Phong thân thể được màu đỏ cùng năng lượng màu đen cho che kín rồi. Từng tầng vô cùng cường đại dự uy hướng về bốn phía khuếch tán, cái kia đứng ở đằng xa người tu luyện. Thân ảnh của bọn họ lần nữa thẳng thốt lùi về sau. Trống trơn là những này cường hãn dự uy xung kích tại bao phủ thiên nguyên cổ thành kết giới bên trên. Chỉ nghe ầm, một tiếng. Bao phủ thiên nguyên cổ thành kết giới trong nháy mắt tán loạn rồi, thiên nguyên bên trong tòa thành cổ rất nhiều kiến trúc cũng trong nháy mắt ngược lại sụp xuống. Triệu Tấn Bằng lôi kéo Bạch Tiểu Nhu một bên hướng về cao hơn trên bầu trời đạp không, một bên hướng về nơi xa chợt lui. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên mấy người cũng thật chặt đi theo Triệu Tấn Bằng chợt lui bước tiến. May là trước đó trên trời nguyên cổ thành dưới nền đất, dùng trận pháp kiến tạo một chỗ chỗ tránh nạn, ở lại thiên nguyên cổ người bên trong thành, hẳn là toàn bộ tiến vào cái kia dưới nền đất chỗ tránh nạn bên trong, có trận pháp bảo vệ, huống hồ trả ở trong lòng đất. Này dự uy hẳn là không gây thương tổn thiên nguyên cổ người bên trong thành rồi. Triệu Tấn Bằng cùng Ngô Lăng Hương đám người trong con người vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Tiêu Giao Cung cùng Thiên Kiếm Tông công kích chỗ sinh ra lực phá hoại, này so với bọn họ dự đoán còn cường đại hơn, tuy nói khiêng màu đen quan tài Diệp Thần Phong khiến người ta nhìn không thấu, nhưng Diệp Thần Phong thật sự có thể bình an vô sự đỡ được sao? Nếu như Diệp Thần Phong chết rồi, như vậy Triệu Tấn Bằng mấy người cũng sẽ không sống tạm rồi. Nguyên bản hiện tại bọn hắn là có cơ hội chạy trốn, nhưng ánh mắt của bọn họ chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm màu đỏ cùng năng lượng màu đen che giấu địa phương, thân thể bọn họ bên trong thật khí thế cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Mà trên mặt đất, Hoa Vạn Sông cùng Lý Nguyên Mục thi triển tuyệt mệnh, sau đó hai người bọn họ tu vi nhất thời rút lui một cái tiểu tầng thứ. Hoa Vạn Sông từ thần vương cảnh đỉnh phong rút lui đã đến thần vương cảnh hậu kỳ. Mà Lý Nguyên Mục nhưng là từ thần vương cảnh hậu kỳ, rút lui đã đến thần vương cảnh trung kỳ. Hai người bọn họ sắc mặt cực kỳ khó coi, tu vi rút lui một cái tiểu tầng thứ. Bọn hắn muốn lần nữa trở về thì ra là tu vi, còn không biết yếu thời gian bao lâu đâu này. Này toàn bộ là Diệp Thần Phong làm hại, bọn hắn lửa giận trong lòng vẫn không có hoàn toàn thả ra ngoài. Về phần La Thiên Hải trong con người vẻ mặt cũng âm trầm cực kỳ, nằm trên mặt đất thượng không cách nào nhúc nhích Triệu Vạn Trung, hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn cảm giác được bốn phía nồng nặc tử khí đang nhanh chóng thu lại biến mất rồi, cái kia Diệp Thần Phong hẳn là đã chết rồi, đối mặt cường hãn như vậy hai chiêu, Diệp Thần Phong không thể còn sống rồi. Hoa Vạn Sông trên mặt da thịt nhíu lại, thanh âm hắn trầm giọng nói, tiểu tử kia cuối cùng là đã bị chết, vì giết chết tiểu tử này chúng ta đều bỏ ra cái giá cực lớn, tiểu tử này quả thực là chết một vạn lần cũng không đủ. La Thiên Hải cũng gật gật đầu, hắn cũng không cảm giác được Diệp Thần Phong hơi thở, thần sắc của hắn có chút dữ tợn, đệ đệ của hắn La Thiên Giang đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay, tiên khí hỗn thiên khóa cũng bị Diệp Thần Phong làm hỏng, bây giờ vì giết chết Diệp Thần Phong, hắn liền bí thuật cùng cấm thuật đều thi triển, chuyện này với hắn tu vi đi tới đã mang đến cực lớn ảnh hưởng trái chiều. La Thiên Hải tâm trong tràn đầy lệ khí, hắn quát lên, giết chết tiểu tử này còn xa xa chưa đủ, ta muốn đem toàn bộ thiên nguyên cổ thành cho tàn sát hết. Tại Hoa Vạn Sông, La Thiên Hải, Triệu Vạn Trung cùng Lý Nguyên Mục bốn người này,
bọn hắn muốn hướng về phía Thiên Nguyên cổ thành đạp không mà đi thời điểm. Năng lượng màu đỏ kia cùng năng lượng màu đen che giấu địa phương, cái kia màu đỏ cùng năng lượng màu đen đang từ từ tản đi rồi. Làm năng lượng màu đỏ cùng năng lượng màu đen toàn bộ tan hết thời gian, tầm mắt của mọi người không hề bị cản trở. Nguyên bản tràn ngập lệ khí La Thiên Hải đám người đột nhiên sững sờ. Chỉ thấy tại màu đỏ cùng năng lượng màu đen bên trong, tử vong hòm quan tài thụ lập, Diệp Thần Phong một tay chống tại tử vong hòm quan tài thượng. Diệp Thần Phong cả người toàn bộ được nồng nặc tử khí cùng một loại năng lượng màu đen cho bao phủ lại rồi. Tại màu đen nồng nặc tử khí cùng năng lượng bao phủ dưới, chỉ có thể nhìn thấy Diệp Thần Phong hai con mắt, giờ khắc này hắn hai con mắt là màu máu đỏ. Vừa vặn bốn phía nồng nặc tử khí sở dĩ tan họp đi cùng thu lại, nguyên lai là hướng về Diệp Thần Phong bên này hội tụ trở về rồi, mà La Thiên Hải đám người không cảm giác được Diệp Thần Phong thật khí thế và khí tức, cũng là hắc sắc tử khí cùng năng lượng đem khí thế của hắn và khí tức hoàn toàn che kín rồi. Được nồng nặc tử khí cùng năng lượng màu đen bao phủ Diệp Thần Phong, trong lòng hắn giết chóc bạo đã tăng tới cao nhất, hắn hoàn toàn là không khống chế được ý nghĩ thế này rồi, lý trí của hắn đang không ngừng bị thôn phệ. Vừa vặn tử vong hòm quan tài cũng cảm nhận được chủ nhân Diệp Thần Phong có nguy hiểm đến tính mạng, chỗ lấy tử vong hòm quan tài bạo phát ra năng lượng mạnh mẽ, đem Diệp Thần Phong bảo vệ ở. Nhưng cứ như vậy, có vô cùng vô tận tử khí tiến vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể. Một tay chống đỡ tử vong hòm quan tài Diệp Thần Phong, hắn lần nữa đem tử vong hòm quan tài dở lên, hắn lý trí đã bị thôn phệ không sai biệt lắm, hắn hiện tại muốn giết người, thoải mái giết người, vô cùng vô tận giết người, trong cổ họng hắn khản giọng hộc ra một chữ, chết. Chương 2335, Ma Hóa. Oanh! Một tiếng, đem Diệp Thần Phong bao phủ lại màu đen nồng nặc tử khí cùng năng lượng, hướng về chu vi mãnh liệt bộc phát ra. Vô tận nồng nặc tử khí hướng về bốn phía lan tràn càng nhanh hơn rồi. Bao phủ Diệp Thần Phong trên người hắc sắc tử khí cùng năng lượng tiêu tán, nhưng trên mặt của hắn nhưng vẫn là lượn lờ hắc sắc tử khí, khiến người ta căn bản nhìn không rõ hắn gương mặt đó. Tại hắc sắc tử khí dưới, hắn cái kia tròng mắt màu đỏ ngòm, có vẻ cực kỳ yêu dị. Sát khí ngất trời từ Diệp Thần Phong trong thân thể lan tràn ra, hắn trong lỗ mũi hô hấp càng ngày càng gấp rút rồi. Trong lòng của hắn thực sự quá khát vọng giết chóc, hắn cái kia yêu dị con ngươi nhanh nhìn chằm chằm Hoa Vạn Sông đám người. Nguyên vốn chuẩn bị hướng lên trời nguyên cổ thành đạp không mà đi Hoa Vạn Sông đám người, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong rõ ràng vẫn không có chết. Hô hấp của bọn hắn trong nháy mắt ngừng lại rồi, nhìn xem phía trước mặt quỷ dị như thế Diệp Thần Phong, bọn hắn rốt cục sợ hãi. Rời xa bên này Triệu Tấn Bằng cùng Ngô Lăng Hương đám người. Bọn hắn xa xa nhìn thấy Diệp Thần Phong thật sự không có chuyện gì, sau đó bọn hắn cũng hơi chút đã thả lỏng một chút, bọn hắn cũng nhận ra Diệp Thần Phong thật giống có chút không đúng lắm. Triệu Tấn Bằng thấp giọng nói, Thần Phong trên người hung khí làm sao sẽ như thế nồng nặc. Hơn nữa trong cơ thể hắn sinh cơ, cũng đang dùng một loại chậm rãi tốc độ trôi qua, cái này màu đen quan tài so với Tiêu Giao Cung bọn hắn tiên khí power đều lớn hơn, nhưng này lại không giống như là phổ thông tiên khí. Khó nói là hắc ám tiên khí sao? Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên hai nữ nhân này, các nàng cũng tán đồng gật gật đầu, tuy nói tử vong hòm quan tài các nàng chưa từng nghe nói, nhưng hắc ám tiên khí các nàng vẫn là biết rõ. Bởi vì hắc ám tiên khí cũng là tiên khí một loại. Những kia vây công Triệu Tấn Bằng đám người người tu luyện, bọn hắn vốn là thở phào nhẹ nhõm, nhưng đang nhìn đến Diệp Thần Phong bình an vô sự sau đó trái tim của bọn họ lần thứ hai nâng lên. Hoa Vạn Sông, Lý Nguyên Mục, La Thiên Hải cùng Triệu Vạn Trung bốn người này, bọn hắn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, bây giờ Hoa Vạn Sông cùng Lý Nguyên Mục tu vi rút lui rồi. Mà Triệu Vạn Trung cũng không cách nào từ mặt đất đứng lên rồi, bọn hắn bây giờ liên thủ sức chiến đấu là mức độ lớn giảm bớt rồi. Tại bọn hắn do dự yếu không nên công kích thời điểm. Trên bả vai khiêng tử vong hòm quan tài, trên mặt được tử khí lượn lờ Diệp Thần Phong. Hắn đem trong cơ thể linh khí cực hạn rót vào tử vong hòm quan tài bên trong, toàn bộ tử vong hòm quan tài bữa nay lúc tản ra một loại hào quang màu đen nhánh. Càng thêm nồng nặc tử khí từ tử vong hòm quan tài bên trong phun trào mà ra. Cuồn cuộn màu đen tử khí như nước biển cấp tốc lan tràn, chỉ là mấy cái trong nháy mắt liền lại đem Hoa Vạn Sông đám người bao trùm ở trong đó rồi. Lúc này nồng nặc tử khí xâm nhập bên trong cơ thể của bọn họ tốc độ càng nhanh hơn rồi. Đặc biệt là nằm trên đất không cách nào đứng lên Triệu Vạn Trung,
hắn được tử khí ăn mòn tốc độ là nhanh nhất, trên mặt hắn vẻ mặt càng ngày càng tái nhợt, bên trong thân thể sinh cơ đang nhanh chóng bị nuốt hết. Hoa Vạn Sông, La Thiên Hải cùng Lý Nguyên Mục bọn hắn ngay cả mình cũng không chiếu cố được, càng bị nói là đi trợ giúp Triệu Vạn Trung rồi, chỉ nghe Triệu Vạn Trung trong cổ họng hô, cứu ta. Cứu ta, nhanh cứu ta. Còn người huyết hồng yêu dị Diệp Thần Phong, hắn khi nghe đến Triệu Vạn Trung cầu cứu thanh âm sau, này phảng phất càng thêm kích phát rồi bên trong thân thể của hắn giết chóc, hắn trong mắt màu đỏ ngòm vi vi lấp lóe, hắn đem tử vong hòm quan tài bên trong tử khí càng thêm liều mạng thôi phát rồi, thậm chí hắn nhiều chiếu cố Triệu Vạn Trung một phen. Cho nên, Triệu Vạn Trung trong cơ thể sinh cơ rất nhanh bị thôn phệ không còn chút nào, cả người hắn mắt mở thật to nằm trên mặt đất thượng. Lập tức từ tử vong hòm quan tài bên trong trả bạo. Bắn, mà, ra một đạo cường hãn năng lượng màu đen, luồng năng lượng màu đen này xung kích tại Triệu Vạn Trung thi. Trên hạ thể, một tiếng, Triệu Vạn Trung thi, thể lập tức biến thành huyết vụ. Tại Triệu Vạn Trung sau khi chết, Hoa Vạn Sông, La Thiên Hải cùng Lý Nguyên Mục là càng thêm run sợ. Phô thiên cái địa nồng nặc tử khí so với trước kia cường đại rồi vô số lần. Tại đây phô thiên cái địa tử khí bên trong, bọn hắn trạng thái lại không lớn bằng trước đó. Cho nên bọn hắn sức chiến đấu hạ xuống đáng sợ, bọn hắn căn bản là không muốn tiếp tục chiến đấu rồi, trong lòng nhất thời nảy sinh lưu vong ý nghĩ. Hoa Vạn Sông, La Thiên Hải cùng Lý Nguyên Mục ba người này, bọn hắn đều không có từng người bắt chuyện, bọn hắn bóng người đồng thời hướng về nơi xa lao đi, thân thể bọn họ bên trong linh khí vận chuyển cũng càng phát không trôi chảy rồi. Tốc độ của bọn họ tự nhiên là không có đỉnh phong thời điểm sắp rồi. Trên bả vai khiêng tử vong hòm quan tài Diệp Thần Phong, hắn trong con ngươi vẻ mặt trở nên càng thêm hưng phấn, hắn bóng người lập tức đạp không mà lên. Hắn sinh cơ tuy rằng cũng đang thong thả bị thôn phệ, nhưng hắn thân là tử vong hòm quan tài chủ nhân. Hắn linh khí vận chuyển tự nhiên là không có bị ảnh hưởng đến. Thân ảnh của hắn đuổi kịp Lý Nguyên Mục. Trong tay hắn tử vong hòm quan tài hướng về Lý Nguyên Mục bỗng nhiên đập xuống. Đồng thời hắn hướng về tử vong hòm quan tài bên trong cuồn cuộn không đoạn chú vào linh khí. Một tiếng, Lý Nguyên Mục được tản ra hắc sắc tử khí cùng năng lượng tử vong hòm quan tài đập chúng, từ tử vong hòm quan tài bên trong lao ra khỏi nhất cổ cực hạn sức mạnh. Được tử vong hòm quan tài nện bay ra ngoài Lý Nguyên Mục, thân ảnh của hắn tại giữa không trung trực tiếp biến thành vô số thịt nát cùng huyết vụ. Hoa Vạn Sông cùng La Thiên Hải thấy Lý Nguyên Mục cũng đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay, bọn họ là liều mạng khởi động không trôi chảy gân mạch. Hai người bọn họ nguyên bản đều là thần vương cảnh đỉnh phong cường giả, có thể nói là thiên huyền giới đỉnh phong tồn tại, nhưng hôm nay lại làm cho chật vật chạy trốn rồi. Trong con người lóe lên đỏ như màu máu yêu dị hào quang Diệp Thần Phong, hắn nhìn xem không ngừng hướng phía trước chạy thục mạng Hoa Vạn Sông cùng La Thiên Hải. Hắn trong con người khát máu là càng ngày càng nồng đậm, trong cổ họng hắn khản giọng không ngừng quát, chết, chết, chết. Theo linh khí không ngừng truyền vào tử vong hòm quan tài bên trong, Diệp Thần Phong một trưởng vỗ tại tử vong hòm quan tài thượng. Cả thanh tử vong hòm quan tài hướng về chạy thục mạng Hoa Vạn Sông cùng La Thiên Hải bạo hướng mà đi. Tại bạo hướng mà đi trong quá trình, tử vong hòm quan tài rõ ràng đang không ngừng lớn lên tái biến lớn. Cuối cùng trọn vẹn so với ban đầu trở nên lớn có mười mấy lần. Lớn vô cùng tử vong hòm quan tài, hướng về La Thiên Hải cùng Hoa Vạn Sông trùng xuống. Hoa Vạn Sông cùng La Thiên Hải cảm nhận được trên đỉnh đầu bóng mờ, khi bọn họ ngẩng đầu nhìn đến nắp xuống to lớn màu đen quan tài thời điểm, hai người bọn họ đã là trốn không thoát tử vong hòm quan tài phạm vi bao trùm rồi. Nhìn xem mãnh liệt hạ xuống tử vong hòm quan tài. Hoa Vạn Sông cùng La Thiên Hải trong cổ họng không hẹn mà cùng quát, không. Không được. Đến giờ phút này rồi, hai người bọn họ mới thật sự cảm thấy hối hận, sớm biết như thế, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chọc Diệp Thần Phong vị này sát thần. Nhưng chuyện đến nước này hết thảy đều đã chậm, bọn hắn coi như là hối hận cũng không có một chút tác dụng nào rồi. Xì xì. Tại tử vong hòm quan tài trấn áp bên dưới. Hoa Vạn Sông cùng La Thiên Hải không có bất kỳ sức phản kháng rồi, thân thể của bọn họ cũng bị ép thành thịt nát. Mà trong mắt màu đỏ ngòm bên trong lấp lóe yêu dị hào quang Diệp Thần Phong, hắn thần sắc trong ánh mắt như cũ là ý do vị tẫn, xem ra một chút giết chóc chả hoàn toàn không đủ, hắn còn cần càng nhiều hơn giết chóc, hắn hoàn toàn bị tử vong hòm quan tài đưa vào một loại ma hóa trạng thái. Chương 2336, Diệt sạch, Thiên huyền thứ nhất người.
Tại Hoa Vạn Sông cùng La Thiên Hải cũng chết tại Diệp Thần Phong trên tay sau. Thế cuộc trước mắt là triệt để định xuống. Triệu Tấn Bằng cùng Ngô Lăng Hương đám người nhìn thấy Diệp Thần Phong vung lên tử vong hòm quan tài, như thế nhẹ nhõm đem Hoa Vạn Sông đám người đập chết, trong lòng bọn họ cũng là không ngừng hút vào hơi lạnh, chớ nói chi là ở đây còn lại người tu luyện rồi. Những kia lựa chọn hai bên không giúp bên nào người tu luyện, bọn hắn giờ khắc này phi thường may mắn chính mình lúc trước quyết định, xem ra hôm nay qua đi, toàn bộ thiên huyền giới liền sắp biến thiên rồi. Mà những kia lựa chọn vây công Triệu Tấn Bằng đám người thiên thần cảnh cùng thần vương cảnh người tu luyện, bọn hắn nhìn thấy Hoa Vạn Sông các loại cường giả đỉnh cao liên tiếp chết thảm cảnh tượng, thân thể của bọn họ đều đang run rẩy rồi, trên mặt bọn họ tràn ngập vẻ hoảng sợ. Đem tử vong hòm quan tài thu hồi, chỉ thấy tử vong hòm quan tài biến trở về thì ra là lớn nhỏ. Trên bả vai khiêng tử vong hòm quan tài Diệp Thần Phong, hắn màu máu đỏ yêu dị con ngươi, nhìn hướng những kia trước đó vây công Triệu Tấn Bằng đám người người tu luyện. Tuy nói Diệp Thần Phong mất lý trí lâm vào ma hóa trạng thái, nhưng hắn trong tiềm thức vẫn có thể phân rõ ràng ai là địch nhân. Khiêng tử vong hòm quan tài Diệp Thần Phong, hắn hướng về những kia trước đó vây công Triệu Tấn Bằng đám người người tu luyện lao đi. Tử vong hòm quan tài bên trong nồng nặc tử khí, đồng dạng là hướng về nơi đó cấp tốc lan tràn. Những người tu luyện kia thấy Diệp Thần Phong hướng bên này xẹt qua đến, bọn hắn lập tức muốn tứ tán đào tẩu, nhưng nồng nặc tử khí lan tràn tốc độ rất nhanh, còn lại là tại Diệp Thần Phong hết sức thúc dưới tóc, những này nồng nặc tử khí trong nháy mắt liền đem những kia tụ tập cùng một chỗ người tu luyện bao trùm lại rồi. Những người tu luyện này sức chiến đấu hoàn toàn không thể cùng Hoa Vạn Sông đám người đem so sánh, huống hồ bọn hắn hiện tại toàn bộ được sợ vỡ mật, thân thể bọn họ bên trong liền một tia một hào chiến ý cũng kích không phát ra được. Được tử khí nhanh chóng tiến vào trong người, tuy rằng bọn hắn đang lợi dụng trong cơ thể linh khí chống cự, nhưng là bọn hắn trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển càng ngày càng không trôi chảy rồi, thế cho nên bọn hắn trốn tốc độ chạy dưới xuống tới cực điểm. Trên bả vai khiêng tử vong hòm quan tài Diệp Thần Phong. Hắn dường như sói lạc bầy cừu, hắn trong nháy mắt tới gần những kia hốt hoảng người tu luyện. Hắn vung lên vác lên vai tử vong hòm quan tài. Phàm là được tử vong hòm quan tài đập trúng người tu luyện, hầu như toàn bộ là trong nháy mắt mất mạng. Tiên huyết cùng tiếng kêu thảm thiết tứ tán ở trong không khí. Cảnh này khiến Diệp Thần Phong trong mắt màu đỏ ngòm trở nên càng thêm lóe sáng rồi. Tới gần lần lượt người tu luyện, liên tiếp đem tử vong hòm quan tài vung ra. Không bao lâu thời gian, trước đó vây công Triệu Tấn Bằng đám người người tu luyện. Không có một cái là có thể chạy đi, cuối cùng toàn bộ được Diệp Thần Phong dùng tử vong hòm quan tài mạnh mẽ cho tươi sống nện chết rồi. Thiên Nguyên cổ thành bên ngoài trong nháy mắt trở nên yên tĩnh cực kỳ. Trên bầu trời, trên người khiêng tử vong hòm quan tài Diệp Thần Phong, khuôn mặt của hắn được tử khí lượn lờ, quần áo trên người dính đầy tiên huyết, nhưng trong lòng hắn khát vọng giết chóc cảm giác, cũng không có bởi vì nhiều như vậy giết chóc mà giảm bớt. Trái lại là đang nhanh chóng tăng vọt. Triệu Tấn Bằng cùng Ngô Lăng Hương đám người sớm liền phát hiện Diệp Thần Phong không đúng, trên mặt bọn họ toàn bộ tràn đầy vẻ lo âu, còn tiếp tục như vậy, một mực duy trì trạng thái như thế này, e sợ Diệp Thần Phong chính mình cũng yếu gặp nguy hiểm rồi. Bên trong thân thể vô hạn mở rộng giết chóc, làm cho Diệp Thần Phong ánh mắt chuyển đến này chút hai bên không giúp bên nào người tu luyện trên người. Làm những kia hai bên không giúp bên nào người tu luyện cảm nhận được Diệp Thần Phong tràn ngập sát ý ánh mắt sau. Thân thể của bọn họ vậy đột nhiên trong lúc đó cứng ngắc ở. Tại Diệp Thần Phong hoàn toàn không khống chế được chính mình, trong lòng duy có vô cùng vô tận giết chóc thời gian. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng Lão Hắc Giang Vận Thiên quát tháo thanh âm, tại Diệp Thần Phong trong đầu mãnh liệt vang lên. Lão Bạch tại bạo quát một tiếng sau đó hắn nói, tiểu gia hỏa. Ngươi cho ta thanh tỉnh một chút, ngươi không thể đủ tiếp tục được tử vong hòm quan tài ảnh hưởng tới. Tại trong đầu vang lên Lão Bạch cùng Lão Hắc quát ầm sau đó Diệp Thần Phong hơi chút thanh tỉnh một ít. Tại cảm giác được Diệp Thần Phong bên trong thân thể giết chóc dừng lại một chút sau. Lão Bạch tiếp tục uống nói, tiểu gia hỏa, hiện tại không thể sử dụng nữa tử vong hòm quan tài rồi, nhất định phải đem tử vong hòm quan tài một lần nữa phong ấn, bằng không trong thân thể ngươi sinh cơ cũng sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Lại có thêm, bây giờ tiến vào bên trong cơ thể ngươi hung khí cùng tử khí nhiều lắm. Tâm tính của ngươi đã chịu ảnh hưởng, nếu như ngươi lại bỏ mặc giết chóc vô hạn mở rộng, như vậy tương lai ngươi tại tu vi thượng sẽ phải chịu rất lớn trở ngại, thậm chí là không cách nào bước vào sống mãi rồi.
Tại Lão Bạch thanh âm một lần vang vọng tại Diệp Thần Phong trong đầu sau. Diệp Thần Phong đột nhiên cả kinh, đến sống mãi đối với hắn mà nói là chuyện quan trọng nhất, hắn kiên định niềm tin vào thời khắc này phát huy tác dụng. Hắn cắn răng áp chế bên trong thân thể giết chóc, hắn thậm chí đem đầu lưỡi ta của mình đều cắn nát. Đầu lưỡi thượng đau đớn, khiến hắn càng thêm thanh tỉnh một ít. Thân ảnh của hắn lập tức rơi xuống đất bên trên, thừa dịp hiện tại có thể duy trì tỉnh táo, hắn đem khiêng tại trên bờ vai tử vong hòm quan tài đặt ở trên mặt đất, hắn nhanh chóng tại tử vong hòm quan tài thượng cấu tạo phong ấn. Tử vong hòm quan tài hẳn là cảm giác được cũng bị lần nữa phong ấn, cả thanh màu đen quan tài không ngừng rung động chuyển động, nó tại đối Diệp Thần Phong biểu thị bất mãn của mình. Nhưng Diệp Thần Phong là chủ nhân của nó cuối cùng vẫn là không cách nào phản kháng Diệp Thần Phong phong ấn. Đem tử vong hòm quan tài phong ấn đồng thời, phân tán tại bốn phía nồng nặc tử khí, toàn bộ nhanh chóng hướng về tử vong hòm quan tài bên trong thu nạp. Cho đến tử vong hòm quan tài triệt để bị phong ấn lại, trên trời nguyên cổ ngoài thành cũng không còn một tia một hào khí tức tử vong rồi. Diệp Thần Phong sẽ bị một lần nữa phong ấn tử vong hòm quan tài thả lại hỗn độn trong chiếc nhẫn. Nhưng thâm nhập vào trong cơ thể hắn tử khí căn bản không có tiêu tan, bên trong thân thể của hắn giết chóc chỉ là được tạm thời khắc chế, chỉ cần hắn không để ý, loại kia cực hạn giết chóc khát vọng, vẫn là sẽ trong nháy mắt trải rộng toàn thân hắn. Đồng thời, một loại mệt mỏi cảm giác cũng đang tập kích Diệp Thần Phong đầu, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tại sức mạnh tại từng điểm biến mất, trong đầu cũng bắt đầu hỗn loạn được rồi. Thừa dịp không có đã hôn mê. Diệp Thần Phong hướng về phía những kia hai bên không giúp bên nào người tu luyện, quát các vị, hôm nay sự tình hoàn toàn là Tiêu Giao Cung bọn hắn ép người quá đáng, ta Diệp Thần Phong cũng không hề thống trị bất luận người nào ý tứ, Thiên Nguyên Cổ Thành chả có rất nhiều khắc phục hậu quả sự tình, chờ chúng ta đi xử lý, ta liền không lưu lại các vị làm khách rồi, các loại Thiên Nguyên Cổ Thành sửa sang xong sau đó bất cứ lúc nào hoan nghênh các vị tới làm khách. Những kia hai bên không giúp bên nào người tu luyện, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong khôi phục bình thường, bọn hắn toàn bộ thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn biết từ nay về sau thiên huyền giới đệ nhất nhân sẽ chỉ là Diệp Thần Phong rồi, bọn hắn cũng biết Thiên Nguyên Cổ Thành xác thực yêu cầu khắc phục hậu quả, bọn hắn dồn dập cung kính hướng về Diệp Thần Phong chắp tay sau đó từng cái toàn bộ đạp không rời đi. Diệp Thần Phong đang nhìn đến tất cả tu luyện người rời đi sau đó hắn không lại tiếp tục cường chịu đựng, mí mắt của hắn cũng càng ngày càng nặng, hai mắt của hắn không tự chủ đóng lại. Lâm vào hôn mê trong, mắt thấy thân thể yếu ngã trên mặt đất thời điểm. Ba đạo thân ảnh nhất thời xuất hiện tại bên cạnh hắn, đưa hắn yếu ngã xuống đất thân thể vịn rồi. Này ba bóng người chính là Ngô Lăng Hương, Giang Thải Huyên cùng Bạch Tiểu Nhu. Bây giờ Tiêu Giao Cung, Thiên Kiếm Tông cùng Kim Gia Lão Tổ diệt sạch, có thể nói trên trời huyền giới không có bất kỳ thế lực đủ tư cách làm Diệp Thần Phong kẻ địch rồi. Chương 2337, Vạn Tông làm lễ. 5 ngày thoáng qua liền qua, trong vòng 5 ngày này, Diệp Thần Phong trên trời nguyên cổ ngoài thành, đánh giết Tiêu Giao Cung nhóm thế lực lão tổ sự tình, tại toàn bộ Trung Châu truyền ra. Thậm chí có một loại càng lúc càng kịch liệt xu thế, tại hướng về Huyền Châu cùng Linh Châu khuếch tán. Trong lúc nhất thời, Thiên Nguyên Chi Chủ đã trở thành tất cả tu luyện người đối tượng bàn luận. Đã từng có Tiêu Giao Cung cùng Thiên Kiếm Tông nhóm thế lực nắm chắc hướng gió. Thanh Diệp Thần Phong xấu xí hóa thành một cái cùng hung cực ác người. Bây giờ là Thiên Hải cùng Hoa Vạn Sông các loại lão tổ diệt sạch, Tiêu Giao Cung nhóm thế lực nghe nói mình lão tổ toàn bộ sau khi chết. Ngày thứ hai Tiêu Giao Cung nhóm thế lực bên trong trưởng lão cùng đệ tử, bọn hắn dồn dập toàn bộ lui ra tông môn, bọn hắn nhưng không muốn rước họa vào thân. Trước đây không lâu vẫn là thiên huyền giới hàng đầu thế lực Tiêu Giao Cung các loại tông môn, lập tức trong tông môn trở nên đồi bại lên. Có thể nói hầu như tất cả trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ rời khỏi tông môn, mấy cái này hàng đầu tông môn hoàn toàn là biến thành kiểu quá khứ. Người tu luyện thế giới, từ trước đến giờ là lấy thực lực phi tôn, Diệp Thần Phong trẻ tuổi như vậy liền đến thần vương cảnh sơ kỳ, hơn nữa lấy thần vương cảnh sơ kỳ thực lực, giết Hoa Vạn Sông các loại những thần vương này cảnh đỉnh phong, hậu kỳ cùng trung kỳ lão bài cường giả, cho nên rất nhiều tông môn tuổi trẻ người tu luyện. Bọn hắn toàn bộ coi Diệp Thần Phong là làm thần tượng của mình. Những kia đối Diệp Thần Phong nguyên bản bất mãn tông môn, bọn hắn cũng toàn bộ cải biến ý tứ, dù sao thiên huyền giới đại cục đã định. Liền ngay cả Hoa Vạn Sông cùng La Thiên Hải như vậy thần vương cảnh cường giả đỉnh cao đều chết hết, trên trời huyền giới còn có ai sẽ là Diệp Thần Phong đối thủ.
ở Trung Châu từng tòa người tu luyện trong thành trì, toàn bộ đều là liên quan với Diệp Thần Phong nghị luận. Khải Thiên Thành, Diệp Thần Phong từ mê chi không giữa sau khi đi ra, trải qua một tòa xa xôi người tu luyện thành trì. Giờ phút này trong phủ thành chủ, Khải Thiên Thành phủ thành chủ lão tổ Phan Thạch Học, thành chủ Phan Chí Nghĩa cùng Phan Chí Nghĩa con gái Phan Tư Tư, ba người này toàn bộ ngồi ở phủ thành chủ trong đại sảnh. Lúc trước nếu không phải Diệp Thần Phong vừa vặn bởi vì phải chạy đi Thiên Nguyên cổ thành, muốn mượn phủ thành chủ truyền tống trận mà đi tới nơi này, bọn hắn hẳn là đã sớm đi gặp Diêm Vương ra rồi. Có thể nói Diệp Thần Phong là ân nhân cứu mạng của bọn hắn a hát. Lúc đó Diệp Thần Phong dễ dàng giải quyết xong hai tên đến phủ thành chủ đại khai sát giới thần vương cảnh sơ kỳ ma tu, sau đó Phan Thạch Học bọn hắn liền cảm thấy không thể tưởng tượng được rồi, đặc biệt là khi biết Diệp Thần Phong chính là Thiên Nguyên chi chủ sau. Bọn hắn liền ở trong lòng suy đoán Diệp Thần Phong lần này trở về Thiên Nguyên cổ thành, e sợ hội nhấc lên một hồi cự sóng lớn. Không nghĩ tới trận này gợn sóng so với bọn họ suy đoán còn muốn to lớn. Bây giờ liền khá là xa xa Khải Thiên Thành, cũng biết phát sinh ở Thiên Nguyên cổ thành bên ngoài sự tình rồi. Phan Thạch Học thở dài, nói, không nghĩ tới Thiên Nguyên chi chủ thực lực mạnh mẽ đến mức độ này, Tiêu Dao cùng nhóm thế lực xem như là triệt để phá hủy. Về sau toàn bộ thiên huyền giới đều là Thiên Nguyên cổ thành thiên hạ rồi. Thiên Nguyên chi chủ đối với chúng ta có ân cứu mạng, trước đó chúng ta toàn bộ bị thương, không cách nào đi hướng Thiên Nguyên cổ thành viện trợ, bây giờ thương thế của chúng ta gần như khôi phục. Chúng ta nên tự mình đi Thiên Nguyên cổ thành một chuyến. Phan Chí Nghĩa tán đồng gật gật đầu, mà Phan Tư Tư trong con ngươi xinh đẹp hiện ra một loại nào đó dị thải, xem ra người đối Diệp Thần Phong là càng ngày càng có hứng thú. Đồng dạng thân là thiên huyền giới đỉnh cấp thế lực Đốt Ma Cốc cùng Mộ Dung gia, hai cái này thế lực trước đó vẫn tính là trong bóng tối giúp đỡ qua Diệp Thần Phong, sau đó bởi vì Tiêu Dao cung bọn hắn vỗ tình thế, muốn bức bách bọn hắn đồng thời đối phó Thiên Nguyên cổ thành, chỗ Đốt Ma Cốc cùng Mộ Dung gia lựa chọn bế núi 50 năm. Một khi lựa chọn bế núi, như vậy tại bế núi trong lúc, trong tông môn người không thể đủ bước ra tông môn một bước, kỳ tông môn cũng sẽ không lại cắm tay bất kỳ chuyện của ngoại giới rồi. Lúc trước Đốt Ma Cốc cùng Mộ Dung gia chính là lấy phương thức này tránh thoát tình thế bức bách. Tuy nói Đốt Ma Cốc cùng Mộ Dung gia lựa chọn bế núi, nhưng bọn họ vẫn là có thể trước tiên giải đi ra bên ngoài tin tức, dù sao bọn hắn nhưng cũng là không kém gì Tiêu Dao cùng các loại thực lực tông môn. Giờ khắc này, Đốt Ma Cốc tông chủ Mục Thành Thông trong phòng, không riêng gì Mục Thành Thông ở đây, Mộ Dung gia gia chủ Mộ Dung Giang. Chả có hai người bọn họ nhi tử Mục Vân Lương cùng Mộ Dung Tô Mưa đều tại. Đốt Ma Cốc cùng Mộ Dung ra một mực quan hệ chặt chẽ, hai cái này thế lực trong lúc đó là có hỗ thông truyền tống trận. Mộ Dung Giang cùng Mộ Dung Tô Mưa là dựa vào truyền tống trận tới chỗ này. Bọn hắn tự nhiên cũng là nghe nói phát sinh ở Thiên Nguyên cổ thành bên ngoài sự tình rồi, khi bọn họ lần đầu tiên nghe nói chuyện này thời điểm, bọn họ là trong nháy mắt ngây người như phỗng rồi. Thậm chí còn hoài nghi tin tức có đúng hay không xác thực. Nhưng khi đó phát sinh ở Thiên Nguyên cổ thành bên ngoài chiến đấu, được có chút hai bên không giúp bên nào xem cuộc chiến người tu luyện, lợi dụng thủ đoạn nào đó ghi chép xuống hình ảnh. Đốt Ma Cốc cùng Mộ Dung gia đương nhiên cũng là lấy được lúc trước chiến đấu hình ảnh rồi, khi bọn họ chân chân thiết thiết nhìn thấy hình ảnh sau đó bọn họ là khiếp sợ không lời có thể nói. Tại phục hồi tinh thần lại sau, Mục Thành Thông cùng Mộ Dung Giang phi thường may mắn ngay lúc đó lựa chọn. Nếu như bọn hắn cũng cùng theo một lúc đối phó Thiên Nguyên cổ thành, như vậy e sợ bây giờ hai người bọn họ thế lực cũng không tồn tại nữa. Đã đến bây giờ, Mục Thành Thông cùng Mộ Dung Giang vẫn là không thể tin được. Diệp Thần Phong rõ ràng bước vào thần vương cảnh, hơn nữa sức chiến đấu mạnh đến khiến người ta tan vỡ, đoán chừng bây giờ hai người bọn họ liên thủ đối phó Diệp Thần Phong. Bọn hắn cũng chỉ có được Diệp Thần Phong trong nháy mắt giết phần a hát. Phải biết lần thứ nhất thấy đến Diệp Thần Phong thời điểm, Diệp Thần Phong ở trong mắt bọn họ chỉ là một cái so sánh thú vị hóa thần cảnh tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng sau đó Diệp Thần Phong một lần lại một lần quật khởi, triệt để lật đổ bọn hắn ban đầu ý nghĩ. Mục Thành Thông cười nói, lúc trước chúng ta bởi vì không muốn đối phó Thiên Nguyên cổ thành, lựa chọn bế núi 50 năm. Trong tông môn có chút lão đồ vật trả phi thường bất mãn, ta nghĩ xuất hiện tại vẻ mặt của bọn họ khẳng định phi thường đặc sắc, tuy rằng chúng ta cũng đoán được Diệp Thần Phong có tiềm lực, nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần Phong có thể trong thời gian ngắn như vậy chân chính quật khởi, đem Tiêu Dao cung bọn hắn toàn bộ tiêu diệt,
bây giờ một mình hắn cũng hoàn toàn là ngự trị ở hai chúng ta thế lực bên trên rồi. Mộ Dung Giang gật đầu nói, xem ra chúng ta nên muốn đi Thiên Nguyên Cổ Thành bái phỏng một chút, chúng ta lúc trước lựa chọn Bế Núi hoàn toàn là bởi vì Tiêu Giao Cung bọn hắn kiềm chế, chúng ta bí mật đi một chuyến Thiên Nguyên Cổ Thành hẳn là không có vấn đề. Mục Vân Lương cùng Mộ Dung Tô Mưa đã từng Trung Châu Ngũ Đại Công Tử, bây giờ mặt khác Tam Đại Công Tử toàn bộ đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay, hai người bọn họ hồi tưởng lần thứ nhất cùng Diệp Thần Phong gặp phải, bọn hắn không có quá thanh Diệp Thần Phong thực lực coi là chuyện to tát, nhưng Diệp Thần Phong trưởng thành tốc độ quá nhanh rồi, thật giống bọn hắn chả chưa kịp phản ứng, thì đem bọn hắn bỏ rơi xa xa. Bây giờ liền ngay cả bọn hắn lão tổ cũng không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong rồi. Này làm cho Mục Vân Lương cùng Mộ Dung Tô Mưa trong lòng ngoại trừ cười khổ liền vẫn là cười khổ. Tại Khải Thiên Thành Phủ Thành Chủ cùng Mộ Dung Giang đám người dự định đi bái phỏng Thiên Nguyên Cổ Thành thời điểm, Trung Châu hết thảy thế toàn bộ tại thương nghị làm sao đi bái phỏng Thiên Nguyên Cổ Thành. Đến lúc đó hẳn là đưa cái gì lễ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Châu Tông Môn đều lên đường đi hướng Thiên Nguyên Cổ Thành. Thật là có một loại vạn tông làm lễ ý tứ. Diệp Thần Phong không thể nghi ngờ là đã trở thành toàn bộ thiên huyền giới chí cao vô thượng đế vương rồi. Chương 2338, di chứng về sau. Không cách nào thanh trừ. Ở Trung Châu hầu như hết thảy tông môn đều phải đến đây Thiên Nguyên Cổ Thành bái phỏng thời điểm. Thiên Nguyên Cổ Thành tại Vân Quang Vinh cùng Triệu Tinh Đồ đám người dưới sự chỉ huy, đâu vào đấy đang xử lý khắc phục hậu quả sự tình. Bên trong tòa thành cổ, một tòa cực kỳ tao nhã biệt viện. Tại trong biệt viện có một gian phong vị cổ xưa căn phòng. Triệu Tấn Bằng, Ngô Lăng Hương, Giang Thải Huyên cùng Bạch Tiểu Nhu các loại, phàm là cùng Diệp Thần Phong tương đối quen thuộc người, một cái không lầm toàn bộ đều ở nơi này. Diệp Thần Phong chính nhắm mắt an tĩnh nằm, hắn đã trọn vẹn hôn mê 5 ngày 5 đêm rồi. Trong đó Triệu Tấn Bằng, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh, Triệu Tấn Bằng xem như là ở đây thực lực mạnh nhất. Mà Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên thủ đoạn rất nhiều, từ khi trận chiến đó, Diệp Thần Phong rơi vào sau khi hôn mê, Triệu Tấn Bằng bọn hắn giúp Diệp Thần Phong kiểm tra rồi một lần tình trạng cơ thể. Diệp Thần Phong bên trong thân thể rất nhiều xương toàn bộ vỡ vụn, nhưng đó cũng không phải nghiêm trọng nhất, dù sao xương coi như là vỡ vụn, vẫn có khôi phục biện pháp. Diệp Thần Phong bên trong thân thể nghiêm trọng nhất địa phương, đó là trong cơ thể hắn tràn ngập nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt. Bất luận Triệu Tấn Bằng cùng Ngô Lăng Hương đám người khiến xuất bất luận là thủ đoạn gì, bọn hắn cũng không cách nào thanh trừ Diệp Thần Phong trong cơ thể nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt. Không chỉ như thế, những này tử khí cùng khí tức sát phạt, còn có một loại yếu tại Diệp Thần Phong trong cơ thể mọc rễ phát sinh xu thế. Nếu để cho những này nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt, cứ như vậy lưu lại tại Diệp Thần Phong bên trong thân thể. Triệu Tấn Bằng đám người suy đoán nhất định sẽ đối Diệp Thần Phong tương lai thực lực đột phá tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, nhưng bọn họ lại là hết đường xoay sở, chỉ có thể chú ý làm gấp rồi. Ánh mắt một khắc đều không hề rời đi Diệp Thần Phong Bạch Tiểu Nhu, người đôi mắt đẹp đột nhiên sáng ngời, người nhanh chóng mà lại ôn nhu nắm chặt rồi Diệp Thần Phong thủ trưởng, chỉ vì nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong ngón tay nhúc nhích một chút, trong miệng nàng lẩm bẩm nói, Diệp đại ca, ngươi đã tỉnh chưa? Tại Bạch Tiểu Nhu nhẹ nhàng dứt tiếng, Diệp Thần Phong mí mắt cũng run rẩy. Lần này ở đây tất cả mọi người nhìn thấy, tại ánh mắt của bọn họ nhìn kỹ bên dưới. Diệp Thần Phong từ từ mở mắt ra, hắn nhìn xem tiến vào trong tầm mắt Bạch Tiểu Nhu đám người. Trong đầu của hắn vẫn còn có chút hôn mê, quá rồi tốt sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi làm rõ hôn mê chuyện lúc trước. Hắn lập tức cảm ứng một thoáng bên trong thân thể. Làm cảm ứng được trong thân thể lưu lại nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt lúc, sắc mặt của hắn hơi có chút khó coi, những này nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt, không ngừng tại bên trong thân thể của hắn phiêu đãng, bây giờ ngược lại vẫn không có ảnh hưởng đến hắn. Bên trong thân thể thương thế tuy nói trải qua Triệu Tấn Bằng đám người xử lý, nhưng vẫn không có hoàn toàn khôi phục, Diệp Thần Phong muốn thi triển một lần bất tử kim thân, dùng này đến khôi phục thân thể còn lại thương thế. Nhưng tại hắn yếu thi triển bất tử kim thân, trong gân mạch linh khí dòng sông vừa vặn vận chuyển lúc thức dậy. Oanh! Một tiếng, những kia nguyên bản bồng bềnh tại bên trong thân thể của hắn, tạm thời không ảnh hưởng hắn nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt, trong giây lát tại trong thân thể hắn nổ tung ra. Một loại cực hạn khát vọng giết chóc ý nghĩ, tại Diệp Thần Phong trong đầu nhanh chóng phát sinh, hắn hai con ngươi khi thì biến thành yêu dị huyết hồng sắc,
khi thì lại khôi phục thành nguyên bản màu sắc, như thế không ngừng vòng đi vòng lại. Triệu Tấn Bằng cùng Ngô Lăng Hương đám người nhìn thấy Diệp Thần Phong dáng dấp như thế. Trong đó Ngô Lăng Hương lành lạnh quát lên, Diệp Thần Phong, không nên bị tâm ma ảnh hưởng đến. Mà lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm cũng đang Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, tiểu gia hỏa, chấm dứt vận chuyển linh khí dòng sông. Không nên thi triển bất tử kim thân. Diệp Thần Phong lý trí vẫn không có được hoàn toàn thôn phệ, tại Ngô Lăng Hương cùng lão Bạch khiển trách, hắn đột nhiên đình chỉ vận chuyển linh khí dòng sông. Tại linh khí dòng sông chấm dứt vận chuyển sau đó trong cơ thể hắn muốn nổ tung lên nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt, lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, mà ở trong đầu hắn điên cuồng phát sinh giết chóc ý nghĩ cũng từ từ nhạt đi rồi. Cái cảm giác này để Diệp Thần Phong chăm chú nhíu mày đến, hắn thử chính mình đi trục xuất trong cơ thể nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt, nhưng những khí tức này căn bản thanh trừ không được. Cũng bài trừ không ra bên trong thân thể, hắn ở trong lòng hỏi, lão Bạch, lão Hắc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão Hắc Giang Vận Thiên hồi đáp, tiểu tử, ngươi cũng không cần nóng lòng, những này tử khí cùng khí tức sát phạt. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng đến tuổi thọ của ngươi cùng tu vi, ta cùng lão Bạch cũng cảm ứng qua tử khí cùng khí tức sát phạt rồi, ngươi muốn dựa vào chính mình đem hắn loại ra ngoài, hẳn là phi thường khó khăn, thậm chí là hầu như không thể nào. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh tiếp nhận lão Hắc lời nói, nói tiểu gia hỏa. Đây chính là ngươi sử dụng hắc ám tiên khí tử vong hòm quan tài di chứng về sau rồi. Này tử khí cùng khí tức sát phạt chỉ là tạm thời không ảnh hưởng tới ngươi mà thôi. Nếu như cứ thế mãi, tuổi thọ của ngươi không những hội giảm bớt, hơn nữa thực lực khả năng cũng sẽ dừng lại không tiến lên. Căn cứ ngươi vừa vận chuyển linh khí, trong cơ thể nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt liền nổ tung, dùng này đến ảnh hưởng tâm tính của ngươi. Như thế xem ra, tại không đem cái chết khí cùng khí tức sát phạt bài trừ trước đó, ngươi tạm thời không thể vận chuyển linh khí dòng sông rồi, bằng không ngươi lại sẽ tiến vào loại kia khát vọng giết chóc ma hóa trạng thái. Hơn nữa căn cứ ta cùng lão Hắc quan sát, nếu như ngươi lần nữa tiến vào ma hóa trạng thái, như vậy ngươi lần sau lâm vào đem càng thêm sâu, đến lúc đó hay là liền ngay cả ta cùng lão Hắc đều không thể cho ngươi duy trì một hồi tỉnh táo, cho nên ngươi hay là trước không nên thôi thúc linh khí dòng sông tốt. Lão Hắc Giang Vận Thiên gật đầu nói, đúng vậy, tạm thời không vận chuyển linh khí dòng sông đây là ngươi nhất định muốn làm được, còn ngươi nữa trong cơ thể nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt bồng bềnh quá phân tán, tuy nói ngươi không cách nào đem các loại tử khí cùng khí tức sát phạt sắp xếp ra đi, thế nhưng đem các loại tử khí cùng khí tức sát phạt, dùng thần của ngươi niệm dẫn dắt, đưa chúng nó tập trung ở thân thể ngươi một địa phương vẫn là có thể. Tại đưa chúng nó tập trung lại sau đó ngươi có thể dùng thần niệm đem chúng nó đơn giản phong ấn một cái, đương nhiên dùng thần niệm phong ấn là phi thường yếu ớt, đây chỉ là đưa đến không cho tử khí cùng khí tức sát phạt ở trong người du đáng khuếch tán tác dụng. Nếu như ngươi vận chuyển linh khí dòng sông, như vậy đến lúc đó e sợ được thần niệm phong ấn tử khí cùng khí tức sát phạt hội lần nữa nổ tung. Đương nhiên muốn trừ đi bên trong cơ thể ngươi nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt cũng không phải là không có biện pháp. Người bây giờ trước đem nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt dùng thần niệm phong ấn. Tại lão Hắc dứt tiếng sau, Diệp Thần Phong lập tức dùng của mình thần niệm đi dẫn dắt bên trong thân thể nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt rồi, cũng còn tốt thuần túy lợi dùng thần niệm, cũng sẽ không để nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt ở trong cơ thể hắn nổ tung. Tại thần niệm dưới sự hướng dẫn, những này nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt, toàn bộ được tập trung đến Diệp Thần Phong bên trong đan điền. Cuối cùng lợi dùng thần niệm đem các loại nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt đơn giản phong ấn một phen. Tại phong ấn tốt sau đó Diệp Thần Phong cảm giác cả người dễ dàng không ít, hắn ở trong lòng hỏi, có biện pháp gì có thể thanh trừ những này tử khí cùng khí tức sát phạt? Chương 2339, không tâm thảo. Thật trùng hợp. Lão Hắc Giang Vận Thiên hồi đáp, tại viễn cổ thời đại có một loại linh thảo, cái kia là có thể chuyên môn dùng để thanh trừ người tu luyện trong cơ thể chết tức giận. Chỉ cần bên trong cơ thể ngươi tử khí được thanh trừ ra đến, như vậy kèm theo tử khí sinh trưởng khí tức sát phạt, cũng sẽ từ từ từng điểm toàn bộ tại trong cơ thể ngươi tiêu tan. Loại linh thảo này tên là bách tâm thảo, chỉ là không biết bây giờ cái thời đại này trả tồn không còn bách tâm cỏ. Hiện tại ngươi muốn thanh trừ trong cơ thể nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt, tìm đến lượng lớn bách tâm cỏ mới là chuẩn xác nhất phương pháp xử lý. Sau đó, lão Hắc đem bách tâm cỏ bộ dáng tại Diệp Thần Phong trong đầu miêu tả một lần.
Bất kể là trên đất huyền giới, vẫn là ở bây giờ thiên huyền giới, Diệp Thần Phong từ trước tới nay chưa từng gặp qua này cái gọi là Bách Tâm Thảo, hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong phòng những người còn lại. Triệu Tấn Bằng cùng Ngô Lăng Hương đám người nhìn thấy Diệp Thần Phong khôi phục bình thường, bọn hắn chỉ là tại một bên chờ đợi không có quấy rầy. Diệp Thần Phong đem lão hắc chỗ nói Bách Tâm Cỏ thuật lại một lần sau đó nói, các ngươi ai nghe nói qua loại này tên là Bách Tâm Cỏ Linh Thảo. Triệu Tinh Đồ cùng Vân Quang Vinh đám người toàn bộ lắc lắc đầu, ngược lại là Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên đôi mắt đẹp sáng ngời, trong đó Giang Thải Huyên giành nói trước, dựa theo sự miêu tả của ngươi, xem ra trong miệng ngươi chỗ nói Bách Tâm Thảo, cùng chúng ta nơi đó Bách Tâm Cỏ là cùng một loại linh thảo rồi, chỉ là Bách Tâm Cỏ tại chúng ta nơi đó cũng cực kỳ hiếm thấy. Muốn tìm được Bách Tâm Cỏ nhất định muốn bỏ phí một phen thời gian. Ngô Lăng Hương cũng nói, nếu như ngươi muốn thu được Bách Tâm Thảo, như vậy ngươi có thể cùng chúng ta đồng thời trở lại. Ngươi bây giờ tình huống hẳn là phi thường không ổn, ta có thể mời chúng ta Ngô gia lão tổ vì ngươi ra tay trị liệu. Giang Thải Huyên cùng Ngô Lăng Hương cũng không rõ ràng Bách Tâm Cỏ tác dụng, hai người bọn họ chẳng qua là đã từng gặp một hai lần Bách Tâm Cỏ mà thôi. Diệp Thần Phong bây giờ trong cơ thể nồng nặc tử khí cùng sát lục khí chết, dựa vào những người còn lại cũng hầu như hóa giải không được, trừ phi là thực lực đến thần tôn đỉnh phong cường giả ra tay. Chỉ cần biết rằng trên thế giới này còn có Bách Tâm Thảo, chuyện này đối với Diệp Thần Phong tới nói liền dễ làm rồi. Tiếp đó, hắn nguyên bản lại yếu đi một chuyến Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên gia tộc các nàng vị trí, hắn cũng là thời điểm đi Lão Bạch cùng Lão Hắc gia tộc nhìn một chút rồi. Bây giờ nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt, chỉ là tạm thời được Diệp Thần Phong dùng thần niệm phong ấn tại bên trong đan điền, tại không đem cái chết khí cùng khí tức sát phạt triệt để thanh trừ trước, hắn vẫn không thể vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông. Bằng không phong ấn tử khí cùng khí tức sát phạt trực tiếp hội phá tan thần niệm phong ấn, cuối cùng tại bên trong thân thể của hắn nổ tung, lần nữa dẫn hắn tiến vào ma hóa trạng thái. Hiện tại việc này không nên chậm trễ. Hắn muốn lập tức đi một chuyến bây giờ Ngô gia cùng Giang gia vị trí rồi, trước đó thực lực sau khi đột phá. Diệp Thần Phong tiến vào một lần tiểu thế giới, bởi vì vội vã chạy về Thiên Nguyên cổ thành, hắn cũng không hề cẩn thận kiểm tra trong tiểu thế giới một ít còn lại biến hóa, bây giờ hắn lại không thể đủ vận chuyển linh khí dòng sông, xem ra cẩn thận kiểm tra trong tiểu thế giới biến hóa sự tình. Chỉ có thể lại rời một chút. Dù sao hắn hiện tại linh khí cũng không cách nào vận chuyển. Trong tiểu thế giới xuất hiện cơ duyên, hắn cũng không cách nào đi thu được. Diệp Thần Phong nhìn xem Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên, nói ta ngày mai sẽ cùng các ngươi đồng thời trở lại. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên trong lòng toàn bộ vui vẻ, mà Bạch Tiểu Nhu nhưng là nắm thật chặt Diệp Thần Phong thủ, người thần sắc trong mắt đẹp vô cùng kiên định, xem ra nàng là cùng định Diệp Thần Phong rồi. Trải qua này chừng mấy ngày nghỉ ngơi, Triệu Tấn Bằng trước đó chịu thương thế hầu như hoàn toàn khôi phục, hắn kiên định nói ta cũng cùng một chỗ đi một chuyến. Nhiều một người đa phần trông nom. Triệu Tinh Đồ mấy người cũng lập tức trở nên nhao nhao muốn thử lên, Diệp Thần Phong lập tức đánh gãy, nói Trung Châu nhất định phải có người lưu lại tỏa chấn. Sau này thiên huyền giới liền muốn lấy thiên nguyên cổ thành là chủ, ta xem lần này liền Triệu Lão cùng Tiểu Nhu theo ta cùng đi là được rồi, những người còn lại toàn bộ ở lại chỗ này. Đem thiên nguyên cổ thành một lần nữa khuếch trương lớn lên. Tại Diệp Thần Phong đánh nhịp sau đó những người còn lại cũng chỉ có thể đủ đồng ý. Một ngày rất nhanh đã trôi qua rồi. Ngày kế, sáng sớm. Tại Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần Phong, Bạch Tiểu Nhu cùng Triệu Tấn Bằng tiện bí mật rời khỏi thiên nguyên cổ thành. Thật sự là đến đây thiên nguyên cổ thành bái phỏng quá nhiều người rồi. Nếu như Diệp Thần Phong từ cửa chính nghênh ngang rời đi, như vậy đến lúc đó hắn muốn phải nhanh chóng rời đi thiên nguyên cổ thành là không thể nào. Sợ chính mình không cẩn thận liền vận chuyển linh khí dòng sông, cho nên Diệp Thần Phong đem chính mình gân mạch cũng tạm thời phong ấn lại rồi, trừ phi chính hắn chủ động mở ra phong ấn. Hắn mới có thể tiếp tục vận chuyển linh khí dòng sông rồi. Tại đem gân mạch phong ấn lại sau, những người còn lại thậm chí là thần vương cảnh cường giả. Cũng thì không cách nào cảm ứng được hắn khí tức trong người và khí thế cường độ rồi, tại trong mắt người khác, Diệp Thần Phong nghiễm nhiên chính là một người bình thường. Bởi vì Diệp Thần Phong không cách nào vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông, cho nên hắn tự nhiên cũng thì không cách nào đạp không phi hành được rồi. Dọc theo con đường này,
toàn bộ là Triệu Tấn Bằng, Bạch Tiểu Nhu, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên bốn người này. Bọn hắn thay phiên mang theo Diệp Thần Phong đi đường. Ban đầu ở Linh Châu cứu ra Long tộc Long Văn Thạch. Sau đó Long Văn Thạch lại tìm đến qua một lần Diệp Thần Phong, hắn phát hiện Long tộc còn lại huyết mạch một ít manh mối. Hắn phán đoán Long tộc còn lại huyết mạch hẳn là ở một cái cực kỳ đặc thù bên trong tiểu thế giới, bởi vì lúc đó Diệp Thần Phong yếu tham gia thiên huyền giới thịnh điển nguyên nhân, Long Văn Thạch cho Diệp Thần Phong để lại một khối ghi chép tiểu thế giới kia bản đồ ngọc bài. Mà Long Văn Thạch nhưng là trước tiên đi nơi này thăm dò đường, xem có thể hay không trực tiếp tìm tới giống như hắn Long tộc còn lại huyết mạch. Lúc trước Long Văn Thạch trả giao cho Diệp Thần Phong một khối màu tím long hình ngọc bội. Tuy nói Diệp Thần Phong thân là Long tộc tộc trưởng, hắn tại trong phạm vi nhất định có thể cảm giác được Long tộc thành viên tồn tại, nhưng là có khối này màu tím long hình ngọc bội sau đó hắn có thể cảm giác được phạm vi đem tăng lớn hơn nhiều lần. Trong nháy mắt, Ngô Lăng Hương đám người mang theo Diệp Thần Phong đuổi 3 ngày đường. Trong lúc bọn hắn còn không ngừng lợi dùng tu luyện người trong thành trì truyền tống trận chạy đi, liền ngay cả này cỡ lớn người tu luyện trong thành trì cỡ lớn truyền tống trận, đồng dạng là không cách nào đem bọn hắn lập tức truyền tống đến nơi cần đến. Trải qua 3 ngày nay chạy đi sau, Diệp Thần Phong phát hiện một chuyện. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên mang theo bọn hắn chạy tới con đường, rõ ràng cùng Long Văn Thạch lưu cho ngọc bài của hắn bên trong con đường giống nhau như đúc. Khởi điểm hắn còn tưởng rằng là trùng hợp, khi hắn hỏi rõ sao yếu đi đường phương hướng sau, hắn biết này không chỉ là một cái trùng hợp, Long Văn Thạch lúc trước chỗ nói cái kia cực kỳ đặc thù tiểu thế giới, hầu như có thể khẳng định chính là Ngô gia cùng Giang gia bây giờ vị trí rồi, chẳng lẽ nói Long tộc duy nhất còn lại huyết mạch, cũng toàn bộ ở chỗ đó sao? Đây đối với Diệp Thần Phong tới nói cũng là một chuyện tốt, điều này cũng đã giảm bớt đi hắn không ít phiền phức. Bằng không các loại trong cơ thể hắn tử khí cùng khí tức sát phạt thanh trừ, hắn còn muốn đơn độc chạy đi một lần Long Văn Thạch chỗ nói tiểu thế giới kia. Bây giờ ngược lại là không cần phải phiền phức như thế rồi, này cũng thực sự là thật trùng hợp. Chương 2340, Viễn Cổ Giới. Đại Phong Bảo. Lại 5 ngày lóe lên liền qua. Tại đây 5 ngày thời gian trong, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên các nàng vẫn là một khắc không ngừng đạp không chạy đi. Đương nhiên đang chạy vội trong quá trình, Diệp Thần Phong cũng từ Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên khẩu bên trong hiểu được các nàng chỗ ở chỗ đó. Bây giờ hầu như có thể khẳng định Long tộc còn lại huyết mạch cũng ở đó, Diệp Thần Phong nhất định muốn đối Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên các nàng vị trí càng hiểu mới được rồi. Căn cứ Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên từng nói, các nàng chỗ đó là ngự trị ở thiên huyền giới một thế giới. Bất quá, các nàng chỗ ở tiểu thế giới. Kỳ diện tích muốn so toàn bộ thiên huyền giới nhỏ hơn không ít, nhiều nhất chỉ có một trung châu lớn nhỏ. Các nàng người ở đó thanh chỗ mình ở vùng thế giới kia xưng là viễn cổ giới. Tuy nói viễn cổ giới diện tích chỉ có trung châu một kích cỡ tương đương, nhưng kỳ thật cũng không tính quá nhỏ, dù sao thiên huyền trong giới chỉ cần một trung châu diện tích đã không coi là nhỏ, phải biết toàn bộ trung châu tông môn vô số, có thể nói chứa chấp được nhiều như thế tông môn. Có thể tưởng tượng ra được Trung Châu diện tích lớn đến mức nào rồi. Đương nhiên quan trọng nhất là viễn cổ giới tài nguyên tu luyện yếu rất xa bỏ qua thiên huyền giới rất nhiều lần, đương nhiên viễn cổ giới nội linh khí đồng dạng là cực kỳ nồng nặc, cũng không phải thiên huyền giới có thể so được. Viễn cổ giới cũng tồn tại không ít năm tháng. Cho nên, tại viễn cổ giới nội, lớn lớn nhỏ nhỏ gia tộc và tông môn cũng có không ít, trong đó đồng dạng là có các loại người tu luyện thành trì. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên cũng chỉ là đại khái giới thiệu một phen viễn cổ giới, về phần các nàng chuyện của gia tộc mình, cùng với viễn cổ giới nội tất cả thế lực lớn phân bộ, các nàng đều là hàm hồ suy đoán mang quá rồi. Diệp Thần Phong không khỏi nghĩ tới ban đầu ở Huyền Châu Tiên Nguyệt Lâu bên trong gặp phải Nguyệt Tiên Tử. Căn cứ lúc trước Lão Bạch Ngô Phong dỗi dành cảm ứng, cái kia Nguyệt Tiên Tử chính là của hắn dòng chính hậu bối. Lúc đó tại Lão Bạch gia hiệu dưới. Diệp Thần Phong cũng không hề cho thấy, Ngô gia tổ tiên tàn hồn liền ở bên trong đan điền của hắn. Hắn chỉ nói cùng Ngô gia tổ tiên Ngô Phong dỗi rảnh có phần ngọn nguồn, cơ duyên xảo hợp phát hiện Ngô Phong dỗi rảnh một vệt tàn hồn. Hắn để Nguyệt Tiên Tử cho Ngô gia người tiện thể nhắn, để Ngô gia người chủ động tới tìm hắn. Nguyên bản Diệp Thần Phong cho rằng không tốn thời gian dài, Ngô gia người liền sẽ tìm tới, nhưng chờ tới bây giờ hắn cũng không có đợi đến.
gặp phải Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên hoàn toàn là một cái bất ngờ sự tình. Hai nữ nhân này hoàn toàn không biết các nàng tổ tiên liền ở Diệp Thần Phong bên trong đan điền. Nếu Nguyệt Tiên Tử chính là lão Bạch dòng chính hậu bối, như vậy người ở trong gia tộc địa vị hẳn là sẽ không quá thấp, theo lý tới nói, Ngô gia hẳn là đã sớm phái người đến. Chẳng lẽ nói Nguyệt Tiên Tử có chuyện gì xảy ra sao? Tại Diệp Thần Phong nghĩ ngợi phải hay không hướng về Ngô Lăng Hương tìm hiểu một cái Nguyệt Tiên Tử sự tình lúc. Ngô Lăng Hương, Giang Thải Huyên, Bạch Tiểu Nhu cùng Triệu Tấn Bằng toàn bộ ngừng lại, chỉ thấy bọn họ đi tới toàn bộ Trung Châu tối mặt nam, một tòa núi cao vạn trượng bên trên, tại trước mặt bọn họ chính là một cái sâu không thấy đáy vách núi. Hướng về đáy vực dưới nhìn xuống. Toàn bộ là một mảnh đen như mực, này đến dưới căn bản không nhìn thấy phần cuối. Này vách núi phảng phất là đi về địa ngục. Ngô Lăng Hương nói ra, này vách núi bên trong chính là đi về viễn cổ giới thông đạo, chúng ta đồng thời nhảy xuống đi. Nghe thấy đi tới đi về viễn cổ giới thông đạo, Diệp Thần Phong tạm thời đem muốn hỏi thu lại, hắn dự định tiến vào viễn cổ giới sau lại hỏi một câu Ngô Lăng Hương đi. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên lập tức nhảy vào sâu không thấy đáy trong vách núi. Sau đó, Diệp Thần Phong, Bạch Tiểu Nhu cùng Triệu Tấn Bằng cũng trực tiếp hướng về đáy vực dưới nhảy xuống rồi. Chỉ thấy trước tiên nhảy vào vách núi Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên, hai người bọn họ bên trong thân thể linh khí mãnh liệt mà ra, cánh tay ở trong không khí cua múa, màu sắc quang mang nhất thời tại vách núi bên trong tỏa ra mà ra. Oanh! Một tiếng! Chói mắt màu sắc quang mang để Diệp Thần Phong bọn hắn có một loại không mở mắt ra được cảm giác. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong bọn hắn cảm thấy thân thể của mình không lại giảm xuống, hai chân thật giống chân thật dẫm tại trên mặt đất như thế. Làm tầm mắt của bọn họ từ từ khôi phục sau. Bọn hắn phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh trắng xóa không gian bên trong, bọn hắn dưới bàn chân là linh khí hình thành một con đường, cái lối đi này một đường hướng phía trước kéo dài. Giang Thải Huyên nói ra, chỉ có đi qua cái lối đi này, chúng ta là có thể đến viễn cổ giới rồi. Trong khi nói chuyện, Giang Thải Huyên trước tiên hướng về trước thông đạo mặt đi đến, sau đó Ngô Lăng Hương cùng Diệp Thần Phong mấy người cũng đi theo thật sát. Này thân nơi trắng xóa bên trong không gian thông đạo rất dài. Ước chừng lại đi gần 10 phút sau, đột nhiên, do linh khí hình thành thông đạo bắt đầu run rẩy, tại Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên hơi nhướng mày thời điểm. Một tiếng, chỉnh cái lối đi trong nháy mắt toàn bộ tán loạn rồi, đứng ở trên lối đi Diệp Thần Phong đám người, thân thể của bọn họ nhất thời đi xuống chìm xuống. Tại Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên muốn kéo ở Diệp Thần Phong thời điểm. Oanh, 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 lớn vô cùng bão táp tại đây trắng xóa bên trong không gian tạo thành, tại đây chút bão táp bên dưới liền ngay cả Triệu Tấn Bằng cũng không cách nào khống chế thân thể của mình. Mà Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại mãnh liệt này to lớn bão táp dưới, hai người bọn họ cũng căn bản vô pháp khống chế thân thể của mình, các nàng ở trong lòng không hẹn mà cùng tự nói tại sao lại như vậy. Hai người bọn họ thân thể nằm ở trong gió lốc, hoàn toàn là không cách nào hành động tự nhiên. Các nàng là biết đi về viễn cổ giới trong thông đạo hội hình thành gió lốc. Bởi vì đi về viễn cổ giới thông đạo, cách mỗi 100 năm đều sẽ không ổn định một năm. Nhưng bây giờ cách lần này 100 năm chả cách biệt dòng dã thời gian 5 năm, đã từng thông đạo chưa từng có sớm không ổn định qua, đều là phi thường đúng giờ tại 100 năm thời điểm, không ổn định thời gian 1 năm. Cho nên trước đó Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên không có nói tới đi về viễn cổ giới bên trong không gian sẽ sinh ra cự đại phong bạo sự tình. Ai biết lần này không ổn định lại quỷ dị sớm, bên trong không gian này sinh ra bão táp. Chỉ có thần tôn cảnh cường giả ở trong đó mới có thể hành động như thường. Thần tôn cảnh bên dưới tu vi người tu luyện, thân thể của bọn họ chỉ có thể mặc cho bão táp tịch quyển nhi di động. Đương nhiên những này bão táp ngược lại chỉ ít cũng sẽ không muốn người tính mạng, chỉ là được bão táp này bao phủ sau đó thông đạo không gian sẽ phi thường vô cùng không ổn định. Diệp Thần Phong, Bạch Tiểu Nhu, Triệu Tấn Bằng, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên, bọn hắn bị gió lốc bao phủ đều tại bất đồng vị trí. Cuối cùng tại bão táp dưới sự thôi thúc, bọn hắn vẫn có thể đến viễn cổ giới, chỉ là mỗi người bọn họ đến viễn cổ giới địa điểm e sợ đều sẽ khác nhau rồi, thậm chí bọn hắn đến địa điểm trong lúc đó tương ngộ cách phi thường xa xôi. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên tại bực này trong gió lốc, các nàng cũng hoàn toàn là không thể làm gì,
tận bất kể các nàng muốn ra sức đi kéo một cái Diệp Thần Phong, có thể coi là các nàng đem linh khí tiêu thăng đến cao nhất, các nàng tại bão táp này bên trong cũng là nửa bước khó đi. Triệu Tấn Bằng cùng Bạch Tiểu Nhu cũng muốn tới gần Diệp Thần Phong, đáng tiếc hai người bọn họ cũng là uổng công vô ích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 117.